Hừ, nhưng Lệ Mai bây giờ là tránh văn phòng ủy ban thì cậu còn có thể tránh được sao? Vưu Liên Hương thở dài một tiếng mà nói. Hơn nữa cậu vừa đi khiến vị trí của Tây Giang đã kín, đến bao giờ thì tới lượt của cô ấy? Hôm nay Vưu Liên Hương hẹn hắn cùng hai chị em Vương Lệ Quyên đi đánh tennis làm Triệu Quốc Đống có chút giật mình. Mặc dù hắn không đoán ra việc gì nhưng đoán có quan hệ với mình. Chẳng qua Vưu Liên Hương không nói nên Triệu Quốc Đống không biết cô có ý gì. Ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy hàng năm đều chọn nữ cán bộ xuất sắc ở các nơi. Lệ Quyên được chọn, sắp tới sẽ điều chỉnh công việc. Vưu Liên Hương đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi làm Triệu Quốc Đống có chút buồn bực, việc này có quan hệ gì với hắn? Thấy Triệu Quốc Đống vẫn không hiểu, Vưu Liên Hương cười nói. Ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy về cơ bản xác định Lệ Quyên sẽ tới Hoài Khánh, làm cấp dưới của cậu. Hai chị em bọn họ thay nhau làm cấp dưới của cậu. Hả? Triệu Quốc Đống liền biết ngay ý của con cọp Vưu Liên Hương. Đến Hoài Khánh ư, Vũ Xuyên hay là Hoài Châu? Bí thư huyện ủy Vũ Xuyên đã tới tuổi, ai tới đây vẫn chưa rõ. Chủ tịch quận Hoài Châu là ai cũng chưa được xác định. Nghe nói trên tỉnh muốn bố trí người nên Triệu Quốc Đống mới hỏi như vậy. Có lẽ là nội thành, chắc làm chủ tịch quận Hoài Châu. Vưu Liên Hương cười cười rồi vẫy gọi chị em Vương Lệ Quyên vừa hết sách. Quyển 10, chương 35. Triệu Quốc Đống đúng là không ngờ Vương Lệ Quyên sẽ đến quận Hoài Châu làm chủ tịch. Bên này đã có Vương Lệ Mai là người khó chơi, bên kia lại có Vương Lệ Quyên đúng là thú vị. Vương Lệ Quyên từ trên mặt Triệu Quốc Đống là có thể nhận ra hắn đã biết việc này. Căn cứ theo cô biết thì việc mình đến làm chủ tịch Hoài Châu coi như không thay đổi. Nói cách khác cô cùng làm việc ở Hoài Khánh với Triệu Quốc Đống. Chẳng qua một bên là chủ tịch quận, một bên là phó thị trưởng, mà hai bên ở cùng một địa bàn thì đúng là sẽ càng có nhiều cơ hội qua lại. Vương Lệ Quyên hoàn toàn không biết gì về Hoài Châu, trên thực tế cô muốn tới nơi có điều kiện kém hơn, vì các nơi đó có quan hệ không quá phức tạp. Nhưng cô không ngờ trên tỉnh lại suy nghĩ điều cô tới Hoài Khánh, có lẽ do Hoài Khánh không quá xa An Đô nên thuận tiện cho gia đình hơn. Hôm nay không dễ nhờ chị em Vưu Liên Hương hẹn Triệu Quốc Đống ra ngoài. Đây là cô hy vọng có thể tạo được quan hệ trước khi mình đến Hoài Khánh. Thị trưởng Triệu, sau này xin ngài giúp nhiều. Ha ha, chủ tịch Lệ Quyên, phải là chị giúp tôi mới đúng, tôi sống trên địa bàn Hoài Châu, chị là quan phụ mẫu. Triệu Quốc Đống cười nói. Thị trưởng Triệu trêu tôi rồi. Vương Lệ Quyên cười nói. Nói thật đó, vừa nãy Vưu tỷ nói làm tôi rất vui. Tôi cũng mới tới Hoài Khánh nên không biết gì. Bây giờ có thêm người quen thì về sau giúp đỡ lẫn nhau được mà. Triệu Quốc Đống cười nói. Thị trưởng Triệu, tôi cũng không biết gì bên Hoài Khánh. Đáng lẽ nên đợi khi ban tổ chức cán bộ phát văn bản thì mới nói chuyện, nhưng nghĩ tới thị trưởng Triệu đã đến Hoài Khánh trước, tôi lại không quen ai ở Hoài Khánh nên muốn sớm gặp ngài trước, trong lòng cũng yên tâm hơn. Vương Lệ Quyên đúng là giỏi ăn nói, lời nói làm người ta thích nghe. Chị đúng là giỏi nói. Chị đáng lẽ nên gặp Bí Thư Trần cùng Thị trưởng Hà trước để yên tâm mới đúng, bọn họ mới là lãnh đạo trực tiếp của chị. Hai người bọn họ thay mặt thị ủy, chính quyền thị xã Hoài Khánh. Gặp tôi vô dụng. Triệu Quốc Đống đưa cho chị em Vương Lệ Quyên cốc nước ấm rồi nói. Lệ Mai, tôi thấy hai chị em của chị đúng là có duyên với tôi. Vừa rời khỏi chị, bây giờ lại ở chung cùng chị của chị. Vương Lệ Mai ở trong chính trị nên không sợ gì với mấy lời nói mập mờ này nên cười nói. Đúng thế thị trưởng Triệu, nếu không ngài điều tôi tới Hoài Khánh, để hai chị em tôi ở cùng ngài. Vương Lệ Mai nói như vậy làm Triệu Quốc Đống không biết nói gì. Chẳng qua Vưu Huệ Hương từ phòng vệ sinh đi ra liền cười mắng. Lệ Mai, em muốn chết à mà dám nói như vậy. Quốc Đống còn chưa lấy vợ đâu. Huệ Hương tỷ, bây giờ có những người chưa kết hôn mà được đãi ngộ như kết hôn nhiều mà, có phải không thị trưởng Triệu? Không làm cấp dưới của Triệu Quốc Đống làm Vương Lệ Mai đỡ căng cứng hơn, nói chuyện cũng ngang nhiên hơn. Thị trưởng Triệu, ngài đừng nói với chúng tôi là ngài vẫn giữ được trái tim trong sáng đó. Vương Lệ Mai, lời này của chị không sợ hại chết người à? Tôi làm ở Tây Giang một năm sao không thấy chị giỏi nói như vậy? Triệu Quốc Đống đúng là hoàn toàn thua Vương Lệ Mai. Hắn không nhịn được lau mồ hôi. Mấy người phụ nữ đã kết hôn thấy Triệu Quốc Đống chật vật như vậy liền không nhịn được cười phá lên. Vưu Liên Hương càng cười ngửa từ trước ra sau, bộ ngực căng tròn run lên. Mặc dù có chiếc áo ngoài và áo lót che đậy nhưng vẫn muốn thoát ra. Được rồi Quốc Đống, cậu cũng lớn rồi, chẳng lẽ không tìm một nửa sao?
Vưu Huệ Hương nhịn cười mà nói. Ừ, đó là do lãnh đạo không quan tâm tới tôi. Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Năm nay tôi kết hôn. Ồ, mấy người phụ nữ tò mò nhìn chằm chằm vào Triệu Quốc Đống. Ở đâu? Người trên không? Triệu Quốc Đống cười nói. Làm ở Bộ Ngoại giao, chạy khắp nơi. Do lãnh đạo giới thiệu, cảm thấy hợp với tính cách của tôi, vừa gặp là thấy hợp ý nhau nên quyết định. Hai bên đều không còn trẻ nên cũng đến lúc kết hôn. Vưu Liên Hương và Vương Lệ Quyên đều thấy trong giọng của Triệu Quốc Đống có cảm giác gì đó mà các cô không thể nói thành lời. Giống như Triệu Quốc Đống không coi trọng việc hôn nhân, giống như nó là nghĩa vụ. Nhưng từ vẻ mặt Triệu Quốc Đống lại không thấy sự khó chịu. Nhưng cô ấy ở Bắc Kinh, hai người hai nơi cũng không phải biện pháp. Vưu Huệ Hương nghĩ thực tế hơn, cô nói. Huệ Hương tỷ, bây giờ giao thông và thông tin phát triển mà. Hơn nữa bay lên Bắc Kinh chỉ hơn 2 tiếng, Hoài Khánh cũng gần sân bay thì càng tiện hơn. Triệu Quốc Đống nói. Khoảng cách cũng có khi hay, giữ khoảng cách thì càng làm tình cảm duy trì lâu dài. Không ngờ cậu còn có ý này, đây là những người bất đắc dĩ mới nói để tự an ủi mình. Chẳng lẽ cậu thật sự muốn mỗi người một nơi sao? Vưu Huệ Hương bĩu môi nói. Được rồi, không nhắc chuyện này được không? Chúng ta nói sang thân phận của Chủ tịch Lệ Quyên thay đổi đi. Làm như thế nào để Chủ tịch Lệ Quyên có thể tiến lên làm bí thư mới là quan trọng nhất. Tôi cảm thấy mọi người đều có trách nhiệm với việc này. Triệu Quốc Đống nói với giọng khôi hài làm mọi người cùng cười phá lên. Triệu Quốc Đống đến trước cửa văn phòng Trần Anh Lộc, thư ký Tiểu Tô của Trần Anh Lộc liền đi tới nói. Thị trưởng Triệu, bí thư Trần còn đang cùng thị trưởng Hà nói chuyện, mời ngài đến phòng tôi chờ một chút. Ừ, Triệu Quốc Đống nói. Một tuần sau Tết ở Hoài Khánh cũng giống Ninh Lăng, có việc cố gắng làm xong trong buổi sáng, chưa đều có những buổi ăn mừng xuân, chiều uống rượu thì sao làm được việc. Mỗi cơ quan chỉ cần vài người ở lại làm việc là đủ. Chẳng qua lãnh đạo thị xã thì phải giữ kỷ luật, tuần đầu của năm mới cũng phải suy nghĩ xem năm nay mình triển khai công việc như thế nào. Các ngành cũng sẽ chỉnh kế hoạch năm lên, mọi người cũng phải kết hợp ý tưởng của mình mà tìm con đường mới, đưa ra dàn ý rồi để thư ký viết văn. Coi như là một quy hoạch trong công việc. Sau đó trong hội nghị thường ủy hoặc hội nghị thường trực ủy ban tuần tới phải đưa ra để lãnh đạo chủ yếu căn cứ vào ý kiến của anh mà tạo thành kế hoạch công việc trong cả năm của thị xã. Tiểu Tô, bí thư Trần tìm tôi có việc gì? Triệu Quốc Đống cũng không biết sao ngày thứ hai sau khi đi làm mà Trần Anh Lộc đã gọi mình tới, Hà Chiếu Thành cũng tới. Xem ra là việc bên ủy ban, chẳng qua bây giờ còn chưa gọi hắn vào thì có lẽ hai vị lãnh đạo còn đang trao đổi. Tôi không rõ, sáng nay thị trưởng Hà tới sớm, sau đó bí thư Trần cùng thị trưởng Hà ở trong văn phòng nói chuyện. Sau đó bí thư bảo tôi mời ngài tới đây. Ồ, Triệu Quốc Đống gật đầu, Tiểu Tô vừa nói xong liền sang phòng bên gõ cửa. Bí thư Trần, thị trưởng Triệu tới. Mời vào, Trần Anh Lộc nói. Triệu Quốc Đống vào văn phòng liền thấy ở đây đầy khói thuốc làm hắn thiếu chút nữa ho khan. Bí thư Trần, thuốc làm người ta ung thư. Ngài đây là muốn độc hại tôi và thị trưởng Hà. Trần Anh Lộc nghiện nặng, một ngày hết bao rưỡi. Chẳng qua Trần Anh Lộc lại có thói quen chỉ hút thuốc đắt lắm là 20 tệ, mấy loại như Trung Hoa lại không hút. Ha ha, độc hại cậu và thị trưởng Hà là việc nhỏ, không qua được cửa lần này mới là việc lớn. Quốc Đống, năm trước do cậu mới tới nên tôi và thị trưởng Hà không ném việc phiền lòng cho cậu, muốn cậu có cuối năm yên ổn. Bây giờ sang năm mới thì cũng nên để cậu biết tình hình. Để cậu chia sẻ áp lực cho tôi và thị trưởng Hà. Quyển 10, chương 36. Vấn đề chỉ có một, giải quyết vấn đề khoản vay của công ty tín dụng Hoài Khánh. Năm 98 đã thanh lý tất cả các quỹ tín dụng nông thôn làm cho cả tỉnh An Nguyên gặp một cơn lốc không hở. So sánh mà nói thì việc này ở Ninh Lăng bởi vì trước đó gặp vấn đề, vì thế nên sớm dẫm phanh lại năm 98 khi Trung ương có chính sách rõ ràng thì việc xóa bỏ quỹ tín dụng nông thôn của Ninh Lăng cũng không tạo thành chấn động quá lớn. Nhưng tình hình Hoài Khánh lại khác, các quỹ tín dụng thuộc quận, huyện của Hoài Khánh năm 97 phát triển đến thời kỳ đỉnh cao. Mặc dù tỉnh đã không ngừng yêu cầu các thành phố, thị xã quản lý chặt quỹ tín dụng, nhưng do lợi ích kích thích nên quỹ tín dụng ở Hoài Khánh vẫn phát triển mạnh. Đến năm 98 khi chính sách của Trung ương được đưa ra thì tất cả mới dừng lại. Quỹ tín dụng của xã, thị trấn, quận, huyện ở Hoài Khánh có ở khắp nơi, gần như từng xã, thị trấn đều quỹ tín dụng nông thôn của mình. Thậm chí vài cấp thôn cũng có quỹ tín dụng, lịch sử kinh doanh cũng tầm 10 năm, quy mô có lớn có nhỏ, hiệu quả kinh doanh khác nhau.
chẳng qua hầu hết đều có tình hình kinh doanh kém, mất đi ý nghĩa giúp đỡ nông thôn trước đây, ngược lại nó phát triển thành tổ chức tài chính chuyên môn, hơn nữa hầu hết đối tượng cho vay lại là các công ty, nhà máy. Chính sách dẹp bỏ quỹ tín dụng nông thôn vừa được đưa ra đã tạo thành cơn lốc lớn. Quỹ tín dụng chỉ có hai con đường để đi, có thể thỏa mãn thì nhập quỹ tín dụng nông thôn vào quỹ tín dụng chung của xã, thị trấn, sau đó do chính quyền phụ trách thu hồi khoản vay. Cơn gió lốc này làm cho các quận, huyện ở Hoài Khánh lập tức rơi vào vực sâu. Có thể dựa vào bản thân mà thỏa mãn sát nhập vào quỹ tín dụng nhà nước là không có mấy, hầu hết đều cần phải có tài chính của huyện xã giúp quỹ tín dụng nông thôn, hoặc là do chính quyền trực tiếp tiếp nhận. Mà tài chính cấp xã, thị trấn vốn không nhiều, căn bản không thể bỏ ra nhiều tiền như vậy, tất cả áp lực tập trung lên chính quyền huyện. Mà chính quyền quận, huyện cũng không có cách nào gánh vác tài chính lớn như vậy, chỉ có thể xin tiền trên thị xã, tỉnh mà thôi. Tài chính Hoài Khánh vì thế đã cung cấp khoản vay gấp cho các quận, huyện gần 200 triệu, đây còn chưa tính tới việc các quận, huyện cũng vay 300 triệu tiền chuyên môn của tỉnh. Chẳng qua đây không phải việc Triệu Quốc Đống cần chú ý, đó là việc năm trước. Bây giờ Trần Anh Lộc và Hà Chiếu Thành muốn cùng Triệu Quốc Đống bàn về vấn đề công ty tín dụng Hoài Khánh. Theo cơn gió lốc xóa sổ cơ cấu quỹ tín dụng nông thôn thì không tránh khỏi lan tới hệ thống tài chính khác. Công ty tín dụng Hoài Khánh chính là vì như vậy mà dần trồi lên mặt nước, đây là một quả bom nổ chậm, có lẽ sẽ tạo ra nguy cơ xã hội không thể đoán trước. Chúng ta bây giờ cần làm chính là nghĩ biện pháp lấy lại các khoản vay của công ty tín dụng. Triệu Quốc Đống một bên nghe Cục trưởng Cục Tài chính Cố Hiểu Bằng giới thiệu về công ty tín dụng, một bên nhíu mày nói. Mặc dù năm trước hắn đã tới Cục Tài chính kiểm tra công việc, nhưng cũng không phải mảng của công ty tín dụng. Tất nhiên người của Cục Tài chính cũng không cho rằng đây là vấn đề của Cục Tài chính, mà là vấn đề của cả thị ủy, chính quyền thị xã Hoài Khánh. Mặc dù danh nghĩa là do Cục Tài chính quản lý, nhưng khi thành lập công ty tín dụng thì do thị ủy quyết định, Cục Tài chính chỉ quản lý mà thôi. Còn nhân viên của công ty này lại đến từ đủ các ngành, không phải một mình Cục Tài chính. Năm ngoái sau khi Trung ương đưa ra chính sách này, thị xã cũng cảm thấy công ty tín dụng có nhiều vấn đề cho nên cũng dự định trước và muốn chỉnh đốn công ty tín dụng. Không ngờ vừa điều tra liền thấy quy mô không nhỏ, vấn đề không ít. Cố Hiểu Bằng lúc ấy ngồi ở chức phó cục trưởng Cục Tài chính và bị bỏ xó. Nhưng nhờ bị bỏ xó nên y không dính gì tới công ty tín dụng, cho nên mới tránh khỏi bị cuốn vào. Công ty tín dụng vừa điều tra liền phát hiện rất nhiều lỗ thủng, hơn nữa cục trưởng trước do dính vào vụ án nên đã phải mất chức. Đây là điều khó có thể tránh khỏi. Công ty tín dụng loại này về bản chất không khác quỹ tín dụng nông thôn là mấy, cũng chính là quy mô và đối tượng cho vay lớn hơn mà thôi. Loại công ty thiếu nhân viên quản lý tài chính chuyên nghiệp và cơ chế giám sát, lại dễ bị quyền lực hành chính ảnh hưởng thì kết quả chính là có nhiều khoản vay không đòi được. Triệu Quốc Đống đương nhiên hiểu rõ loại công ty tín dụng này nếu bị lãnh đạo có quyền lực yêu cầu thì sẽ cho vay ngay, muốn cho ai vay thì cho, ý thức nguy hiểm hoặc là thế chấp thì chỉ cần một câu của lãnh đạo là bỏ sang bên. Công ty loại này thiếu cơ chế giám sát và thẩm định, nguy hiểm tăng nhiều. Đến cuối cùng nó là lấy khoản này bù khoản kia, cuối cùng do tài chính chính quyền bù đắp. Quốc Đống nói đúng, lúc đầu tôi cũng có ý kiến về việc thành lập công ty tín dụng này, nhưng lãnh đạo chủ yếu lúc đó ngoảnh mặt làm ngơ. Vì thế mới xuất hiện lỗ thủng lớn như vậy. Bọn họ tiêu tiền loạn lên, nhưng bây giờ đảng ủy, chính quyền chúng ta phải gánh vác. Hà Chiếu Thành cũng ghét cay ghét đắng công ty tín dụng này. Công ty tín dụng này chính là những khoản nợ khó đòi, khoản nợ và tài sản so sánh thì đã chênh nhau hơn 100 triệu. Tài sản và khoản nợ bây giờ về cơ bản đã tính ra, chúng tôi đã sơ bộ sửa lại một chút có lẽ hy vọng thu được khoảng 60 triệu, có khoảng 40 triệu là rất khó đòi. Nhưng nếu như cố gắng thì vẫn có thể thu hồi. Cố Hiểu Bằng nói. Căn cứ theo lời hứa của thị xã chúng ta với tỉnh năm trước thì đến tháng 6 năm nay công ty tín dụng sẽ cùng đóng cửa với tất cả quỹ tín dụng nông thôn. Trước đó thị xã dồn chủ yếu tâm trí vào vấn đề quỹ tín dụng nông thôn, tập trung lực lượng giúp các quận, huyện hoàn thành nhiệm vụ, cho nên công ty tín dụng thì chỉ có thể tích cực điều tra, xác minh tình hình, còn không đưa ra ý kiến xử lý. Ý của tôi là tham khảo phương thức của quỹ tín dụng nông thôn. Phải nhanh chóng đưa ra biện pháp giải quyết, nghĩ mọi cách thu hồi nợ, gom góp lại tài chính. Cục trưởng Cố, anh định làm như thế nào? Có phải định chia làm 3 đến 5 năm để đòi lại tiền không, còn đâu thị xã bỏ ra trước? Triệu Quốc Đống hỏi một câu. Thị trưởng Triệu, không phải như vậy, tài chính thị xã chúng ta sao có thể thoáng cái bỏ ra nhiều tiền như vậy? Năm ngoái vì các quận, huyện hợp nhất các quỹ tín dụng nông thôn thì thị xã đã bỏ quá nhiều tiền,
Ngoài ra tài chính thị xã cũng đang cân nhắc chuyển xuống các quận, huyện để bọn họ đảm bảo được vận động, nếu không sẽ ảnh hưởng đến ổn định xã hội. Tài chính năm nay sợ là còn khó hơn năm trước. Bí thư Trần, thị trưởng Hà, thị trưởng Triệu, mấy vị lãnh đạo ở đây nên tôi xin nói trước là cần chuẩn bị trước, nếu không tạm thời không bỏ ra được tiền thì sẽ có vấn đề. Cố Hiểu Bằng nhìn ba vị lãnh đạo rồi trầm giọng nói. Trần Anh Lộc và Hà Chiếu Thành không nhịn được thở dài một tiếng. Cổ Diệu Hoa làm loạn chính trường Hoài Khánh, chỉ riêng mấy việc đã làm hai người đau đầu, vậy mà còn gặp chính sách đóng cửa quỹ tín dụng nông thôn của Trung ương. Hoài Khánh lại là thị xã phát triển quỹ tín dụng nông thôn nhất tỉnh An Nguyên, thoáng cái làm như vậy khiến cho chẳng những các công ty, nhà máy gặp khó khăn, hơn nữa chính quyền xã, huyện cũng có nhiều khoản nợ lớn. Sơ bộ đánh giá không có 5 năm căn bản không thể đắp được lỗ thủng lớn mà quỹ tín dụng nông thôn mang tới. 5 năm này các quận, huyện của Hoài Khánh đúng là sẽ thiếu hụt tài chính trầm trọng. Ngoài ra còn cả công ty tín dụng nữa chứ, muốn đắp hết lỗ thủng thì đúng là phải bán máu. Bốn người thảo luận một lúc về vấn đề tài chính. Triệu Quốc Đống năm trước khi đến cục tài chính thì biết tài chính của Hoài Khánh thực ra không ít, nhất là trụ cột sản xuất công nghiệp ở đó nên tiền thu được thuế không ít, nhưng quỹ tín dụng nông thôn bị xóa sổ đã hút hết xương tủy của sản xuất công nghiệp Hoài Khánh. Ngoài mảng công ty nhà nước ra thì còn các nhà máy tập thể xã thị trấn cũng rất khó khăn. Nhìn Hà Chiếu Thành mặt mày nhăn nhó như thế kia thì hắn biết mình là phó thị trưởng thường trực phụ trách tài chính sẽ không thoát được quan hệ. Quyển 10, chương 37. Ra khỏi văn phòng Trần Anh Lộc, Triệu Quốc Đống cảm thấy vai mình rất nặng. Công ty tín dụng nhất định có rất nhiều phiền phức, số tiền đã vay là 80 triệu, trong này dính bao nhiêu lợi ích. Còn có 40 triệu thuộc về số gần như không thể thu hồi, anh có giỏi thì nghĩ biện pháp lấy lại xem. Bảo sao chuyện công ty tín dụng kéo dài nửa năm mà không động tĩnh gì, chỉ riêng việc thẩm tra số tiền đã cho vay cũng cần bao thời gian. Nhân viên chuyên nghiệp về tài chính có lẽ mất tầm một tháng mới điều tra xong hết, nhưng sao trong nửa năm qua tổ công tác đã làm được bao việc. Tổ trưởng tổ công tác thu hồi nợ của công ty tín dụng do Hà Chiếu Thành làm tổ trưởng. Nhưng Hà Chiếu Thành cũng không đặt bao tâm sức vào việc này. Việc này kéo dài nửa năm, bây giờ sắp tới tháng 6 đại hạn, thời gian càng lúc càng gấp. Cố Hiểu Bằng làm phó tổ trưởng nên rất bận, đến tháng 6 mà không thu hồi được tiền sẽ là cả một vấn đề rất lớn. Đến lúc đó Hà Chiếu Thành có bao trách nhiệm chứ, cuối cùng có lẽ rơi hết vào đầu Cố Hiểu Bằng. Bây giờ thêm một phó tổ trưởng thường trực cũng có nghĩa việc khó nhất thu hồi nợ của công ty tín dụng sẽ do phó tổ trưởng thường trực Triệu Quốc Đống đảm nhiệm, điều này làm Cố Hiểu Bằng có thể thở phào nhẹ nhõm. Cục trưởng Cố, anh đến văn phòng tôi một chuyến, ngoài ra anh cũng gọi người phụ trách chính của công ty tín dụng đến. Tôi cũng bảo thư ký thông báo người phụ trách của chính quyền thị xã về việc này tới. Triệu Quốc Đống đang cân nhắc chuyện phiền phức này, xem làm như thế nào để đối phó cục diện rối rắm này. Tài chính của Hoài Khánh thực ra không ít, ít nhất từ năm trước có thể thấy mặc dù dồn nhiều cho xây dựng thành thị nhưng khoản tiền còn lại vẫn nhiều. Hơn nữa mấy năm trước do tốc độ phát triển kinh tế của cả nước cao, năm công ty hàng đầu Hoài Khánh vẫn phát triển tốt, tiền thuế ổn định. Nhưng bây giờ mấy công ty kia đang suy thoái. Nhà máy cơ giới càng đi vào phá sản, tiền thu thuế giảm đi. Vừa lúc gặp đợt Trung ương rửa sạch quỹ tín dụng nông thôn, tài chính thị xã mặc dù không bị ảnh hưởng nhưng các quận, huyện đều cần nhiều tiền bịt lỗ hổng, chuyện này liên quan đến ổn định xã hội thì tài chính thị xã nhất định phải phụ trách. Chẳng qua việc kia do thị xã phụ trách mà công ty tín dụng lại đẩy sang cho hắn làm là sao? Hà Chiếu Thành không ngu, bề ngoài thì vô tư nhưng gặp việc khó khăn lại đi đường vòng, để đó nửa năm không làm gì. Công tác thu hồi nợ chỉ có hình thức, ngoài việc nhân lúc đầu nương cơn gió thu được vài món còn đâu đều đúng là cứng nhắc như lời Cố Hiểu Bằng nói. Tình hình của công ty tín dụng bây giờ là cả lãi và gốc đều không đòi được. Chủ yếu là do khoản tiền mấy năm trước vay với lãi suất cao nên tích lũy lại đến bây giờ riêng tiền lãi đã là gần 20 triệu. Theo kế hoạch đặt ra ban đầu thì tiền lãi dựa theo lãi suất quốc gia mà trả, tiền gốc thì giai đoạn một trả một nửa. Đây có lẽ là nguyên nhân mà Trần Anh Lộc và Hà Chiếu Thành giao việc khó khăn này cho Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống là phó thị trưởng thường trực, phụ trách mảng tài chính, công ty tín dụng là đơn vị trực thuộc quản lý của Cục Tài chính. Không cần biết chuyện lúc trước có quan hệ đến anh hay không nhưng bây giờ chuyện chùi đít thì anh không thoát phần. Đúng như Trần Anh Lộc nói kẻ trộm bắt được gà thì không đến lượt anh, trộm không bắt được gà thì đến lượt anh phải gánh. Cục trưởng Cố. Nói cách khác bây giờ phải cố gắng trong vòng 3 tháng thu lại hơn 30 triệu trong giai đoạn 1 của 130 triệu, đây là trách nhiệm của chúng ta. Tôi hiểu là như vậy, không biết có đúng không? Triệu Quốc Đống nhìn đống tài liệu trên bàn rồi dựa lưng vào ghế mà nói.
Đúng là như vậy. Cố Hiểu Bằng cũng không đi đường vòng với Triệu Quốc Đống. Công tác trước đó thì chúng tôi đã làm một chút, nói khó nghe một chút là do lãnh đạo cấp trên không làm gì nên chúng tôi cũng chỉ có thể cố gắng thu được bao nhiêu thì thu, thoáng có khó khăn thì chúng tôi phải dừng lại. Một câu chính xác là thu được thì thu rồi, còn lại thì phải dồn nhiều tâm trí. Đương nhiên có thị trưởng Triệu phụ trách thì công tác sẽ tự tin hơn. Cục trưởng Cố, anh đừng chụp mũ cho tôi không phải ba đầu sáu tay mà đưa ra được biện pháp mới mẻ chứ. Cần thu nợ như thế nào thì phải dựa theo quy định đã đặt ra. Chẳng qua tôi đã xem qua mấy món nợ lớn, ngoài một phần các công ty nhà nước ra thì hầu hết là công ty tư nhân. Công ty tư nhân nếu như có thể vay vốn của công ty tín dụng thì theo tôi biết chính là có hiệu quả kinh doanh tốt, thu hồi nợ sẽ không vấn đề gì, nếu không sẽ hợp lý lấy đổ thế chấp, hoặc là phải có thứ đảm bảo. Cho dù trong đó có vấn đề thì trong hơn 100 triệu đó chẳng lẽ không thu được một nửa sao? Triệu Quốc Đống nhìn chằm chằm vào Cố Hiểu Bằng mà nói. Thị trưởng Triệu, ngài nói không sai, về lý là như vậy nhưng thực tế lại không phải. Đúng như ngài nói, lúc Cổ Diệu Hoa còn ở Hoài Khánh thì không ít khoản vay đều do y nói hoặc do phó thị trưởng phụ trách thầm gật đầu, rất nhiều khoản căn bản không đủ thủ tục hoặc thế chấp, có thể nói thủ tục rất loạn. Tôi đã xem qua chỉ là mấy lãnh đạo chủ yếu ký tên hoặc phê vào đó là chính. Ha ha, mặt mũi đám người này đúng là lớn. Cũng may là phanh lại sớm nếu không khoản nợ càng lúc càng lớn hơn nữa. Rất nhiều vấn đề do bí thư, thị trưởng khóa trước lưu lại. Cố Hiểu Bằng trước đó bị bỏ xó cho nên bây giờ cũng không e ngại gì khi nói chuyện. Nói cách khác một bộ phận đều rơi vào các công ty hoặc người có lai lịch. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Cổ Diệu Hoa bị bắt thì các công ty kia có vấn đề gì không? Cố Hiểu Bằng không khỏi ngẩn ra do Triệu Quốc Đống nói thẳng như vậy. Y vô thức nhìn cửa văn phòng đóng chặt rồi nhỏ giọng nói. Có một số bị liên quan, nhưng lúc ấy khi ủy ban kỷ luật điều tra thì cũng không dính mấy tới các công ty, hơn nữa hầu hết các công ty trong đó vẫn kinh doanh ở Hoài Khánh chúng ta. Ồ, Triệu Quốc Đống cười lạnh một tiếng rồi nói. Vậy tại sao không thu hồi nợ được? Cái này, thị trưởng Triệu, một lời khó nói. Đám người Cổ Diệu Hoa mặc dù bị bắt nhưng vẫn còn không ít quan hệ. Hơn nữa các công ty không chỉ có dựa vào mình Cổ Diệu Hoa, còn có quan hệ rất phức tạp. Ngoài ra các công ty này đều là nhìn nhau, quan hệ rộng. Nếu ngài đi đòi tiền công ty A, công ty này nói công ty B kinh doanh tốt hơn, đi đòi công ty B trước đi, chúng tôi còn phải chuẩn bị tiền, các công ty so sánh lẫn nhau, hơn nữa sau lưng bọn họ cũng có quan hệ khá cứng, mới đầu khi tới đòi nợ thì còn khách khí nhưng sau đó bắt đầu gây khó dễ. Nhân viên thu hồi nợ tìm bọn họ thì thường xuyên không thấy người. Gọi điện thì lúc ở Bắc Kinh, lúc ở Quảng Châu, mọi người chạy gầy cả người mà không thu được là bao. Kiện lên tòa án thì cũng không biết kéo dài tới bao giờ. Xem ra Cố Hiểu Bằng cũng đủ mệt vì việc này. Trần Anh Lộc mới tới liền đẩy trách nhiệm vào đầu y, làm y ăn Tết cũng không ngon. Theo thời gian càng lúc càng tới gần nếu không tìm ra biện pháp thích hợp thì y chắc mất chức. Cũng may Triệu Quốc Đống tới nên làm y tìm được người chỉ huy. Y biết Triệu Quốc Đống không phải nhân vật đơn giản. 28, 29 tuổi đã là phó thị trưởng thường trực, còn do đích thân bí thư tỉnh ủy phe Equaner thì không có năng lực không được, hơn nữa việc này có quan hệ đến tài chính, nếu giải quyết được thì y có thể ngồi vững chắc trên ghế cục trưởng cục tài chính vì thế có lời gì liền nói hết. Cố Hiểu Bằng đây là nói thật, có thể nói người vay tiền của công ty tín dụng đều là người có quan hệ. Mà công ty tín dụng cũng không phải có xu thế lớn như việc xóa sổ các quỹ tín dụng nông thôn. Nói trắng ra công ty tín dụng Hoài Khánh chỉ là một công ty tài chính, người ta vay tiền anh, không trả thì anh phải thông qua con đường pháp luật mà giải quyết. Chính quyền dùng quyền lực hành chính mà ra mặt thu hồi nợ là không quá thích hợp. Nhưng việc này liên quan tới sự ổn định của cả Hoài Khánh, đến tháng 6 nếu không thu lại khoản tiền giai đoạn 1 thì sẽ khiến tài chính thiếu hụt trầm trọng, sẽ có thể gây mất ổn định. Chẳng qua Triệu Quốc Đống cũng biết Trần Anh Lộc và Hà Chiếu Thành chỉ nói vài câu là giao việc cho hắn phụ trách mà muốn thành công là không thể. Muốn hắn làm thì cũng được, nhưng anh phải cho tôi quyền lực. Triệu Quốc Đống nhìn danh sách các công ty trong tay, trong đó có không ít các nhân vật nổi tiếng ở Hoài Khánh. Khoản vay vài triệu đối với bọn họ không phải khó trả, quan trọng là bọn họ không muốn trả. Quyền 10, chương 38. Nghe xong Cố Hiểu Bằng cùng Phó Cục trưởng Cục Tài chính cáo đan phụ trách việc này báo cáo xong tình hình bọn họ nắm giữ, Triệu Quốc Đống cũng hỏi qua cái nhìn của bọn họ đối với công việc này. Hắn cảm thấy bọn họ có vẻ bi quan với công việc, cảm thấy chuyện kéo dài nửa năm không có kết quả, nếu muốn trong vài tháng thu hồi nợ 30 triệu là rất khó khăn.
Cáo Đan thậm chí còn đưa ra ý tưởng vay vốn ngân hàng để giải quyết tạm vấn đề này, tránh cho thời gian đến gần không giải quyết được sẽ tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Trong lòng Triệu Quốc Đống mặc dù có chút buồn bực nhưng cũng có thể hiểu cho tâm trạng bọn họ. Dù sao ngay cả bí thư và thị trưởng đều không muốn dính vào việc này, mà bây giờ còn có vài tháng để thu hồi nợ lớn như vậy, chính hắn có thể đứng ra ngăn cơn sóng dữ này sao? Các đối tượng vay vốn của công ty tín dụng đều là nhân vật nổi danh ở Hoài Khánh, Triệu Quốc Đống dù là rồng thì đến Hoài Khánh với trong thời gian ngắn như vậy thì đâu có dễ giải quyết. Mà nếu không xử lý tốt thì hậu quả cũng là rất lớn. Triệu Quốc Đống cảm thấy đây lại là một cơ hội, nhưng cơ hội không có nghĩa là hắn có thể nắm bắt. Nếu như sơ sót thì có lúc cơ hội lại thành trở ngại làm anh ngã ngựa. Chẳng qua Triệu Quốc Đống đã hạ quyết tâm làm tốt công việc này. Nói cách khác hắn phải làm tốt nhiệm vụ khó khăn đầu tiên trên cương vị phó thị trưởng thường trực. Triệu Quốc Đống ngồi trong văn phòng xem bản danh sách mà Cố Hiểu Bằng cung cấp một thời gian dài, phải nói rằng bản danh sách này là rất chi tiết về đại diện pháp nhân, tình hình cơ bản của các công ty, thủ tục vay vốn, người phê cho vay cùng với thông qua hình thức gì để vay, tất cả đều có. Nhưng đây chỉ là văn bản trên giấy, muốn dựa vào thứ này mà làm thành công là không thể. Hắn muốn thứ càng chi tiết hơn, mà điều này Cố Hiểu Bằng lại không thể cung cấp cho hắn. Ngoài việc cần có tài liệu chi tiết hơn nữa, Triệu Quốc Đống cũng còn cần một thứ không thể thiếu, đó là quyền lực. Không có quyền lực đặc biệt mà thị ủy, ủy ban giao cho, hắn là phó thị trưởng mới tới mà muốn khuấy đục nước ở Hoài Khánh này thì đúng là rất khó khăn. Mời tôi ăn cơm. Trần Anh Lộc cười cười mà nói. Quốc Đống, tôi biết cậu muốn tới tìm tôi là vì chuyện gì. Ăn cơm thì thôi, cậu và tôi bây giờ cũng không khác nhau mấy, không cần phải dùng cách ăn cơm để kéo gần khoảng cách giữa chúng ta. Không, bí thư Trần. Chúng ta cùng chung cảnh ngộ thì tôi đồng ý, nhưng nếu nói ăn cơm để kéo gần khoảng cách thì tôi không ủng hộ. Cách mạng không phải mời nhau ăn cơm, nhưng cũng cần ăn cơm. Tôi cảm thấy trên bàn cơm nói chuyện sẽ có không khí tốt hơn, thậm chí còn có thể có những linh cảm đột nhiên. Đây là suy nghĩ của tôi, nếu bí thư Trần biết tôi tới có việc gì thì dù sao cũng là công việc, cũng không sợ người khác nói gì. Hơn nữa tối nay tôi không có việc gì nên muốn báo cáo công việc với bí thư Trần, thuận tiện nói chuyện. Triệu Quốc Đống rất thản nhiên ngồi xuống ghế, không hề thấy được nhiệm vụ giao buổi sáng làm hắn áp lực. Nói thật Trần Anh Lộc vốn còn lo Triệu Quốc Đống thấy khó khăn mà không làm. Mặc dù lúc ấy Triệu Quốc Đống không nghĩ đến công việc khó khăn, nhưng từ đó đến giờ thì Cố Hiểu Bằng nhất định đã thông báo tình hình, tin rằng Triệu Quốc Đống cũng biết sự khó khăn và tầm quan trọng của việc này, có phải là tìm cớ mà đẩy đi không? Chẳng qua bây giờ thoạt nhìn mình đã lo lắng thừa, đại tướng mà Bí Thư Ninh phê chuẩn đúng là có sự xông xáo. Trước khi Triệu Quốc Đống chính thức tới Hoài Khánh, Bí Thư Ninh đã chuyên môn trao đổi với Trần Anh Lộc, trong đó hỏi ý kiến của Trần Anh Lộc về người làm phó thị trưởng thường trực. Trần Anh Lộc thậm chí cũng biết Triệu Quốc Đống vốn được trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy qua tỉnh đề cử làm phó thị trưởng thường trực thông thành. Nhưng cuối cùng Ninh Pháp lại quyết định Triệu Quốc Đống đến Hoài Khánh làm phó thị trưởng thường trực. Thông qua Ninh Pháp giới thiệu và tự mình tìm hiểu, Trần Anh Lộc biết Triệu Quốc Đống mới 28 tuổi làm thường vụ thị ủy Ninh Lăng. Bí thư quận ủy Tây Giang kiêm bí thư đảng ủy khu khai phát không phải do ngẫu nhiên, càng không thông qua quan hệ bên trên mà lên chức. Cán bộ kiêm nhiệm từ sở giao thông tỉnh, 4 năm 3 lần tiến bộ. Huyện Hoa Lâm từ huyện nghèo cấp quốc gia đã nhảy vào top 3 của kinh tế toàn Ninh Lăng, hơn nữa còn rất nhanh đuổi kịp vị trí thứ 2. Triệu Quốc Đống làm bí thư quận ủy Tây Giang một năm đã thành công cải cách các công ty nhà nước ở Tây Giang, làm cho kinh tế Tây Giang tăng tốc trở lại. Mà kiêm chức bí thư đảng ủy ban quản lý khu khai phát Ninh Lăng càng là điểm sáng, đã đánh bại một loạt thành phố trong tỉnh cùng Trùng Khánh, Liễu Châu để đạt được hạng mục xây dựng trụ sở sản xuất thiết bị ngành điện của công ty Quốc Điện. Đây đâu phải điều mà nhân viên chỉ dựa vào quan hệ lên chức làm được. Chính vì như vậy nên Trần Anh Lộc cũng hy vọng vào việc Triệu Quốc Đống tới Hoài Khánh. Điều làm y lo duy nhất là Triệu Quốc Đống còn quá trẻ, làm bí thư huyện ủy và cán bộ cấp phó giám đốc trong thời gian ngắn. Hơn nữa Hoài Khánh không thể so sánh với Ninh Lăng, nơi này rất phức tạp, muốn đứng vững thì chỉ giỏi làm kinh tế là không đủ, còn cần khí phách và trí tuệ chính trị. Trần Anh Lộc tin Triệu Quốc Đống có khí phách, chẳng qua trí tuệ chính trị thì không ai có thể dạy, nó cần rèn luyện sau nhiều năm công tác. Xem ra tôi đúng là hơi hẹp hòi rồi. Quốc Đống, cậu nói đúng, hai chúng ta đúng là cần tâm sự. Trần Anh Lộc lập tức đáp ứng. Bí thư Trần, nếu không chúng ta ăn ở nhà ăn thị ủy. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi quyết định không ăn ở ngoài, hắn thấy ăn ở nhà ăn thị ủy là thích hợp hơn cả, tránh lời đồn thổi không cần thiết.
dù sao hai người đều từ ngoài đến Hoài Khánh, làm việc xong ngồi ăn nói chuyện với nhau cũng là bình thường. Trần Anh Lộc và Triệu Quốc Đống vào phòng ăn thì nhà bếp đã sớm mang 4 món ăn và một chai rượu lên. Triệu Quốc Đống rót rượu cho Trần Anh Lộc rồi rót cho mình. Hai người đây là lần đầu ngồi riêng với nhau như thế này. Mặc dù hai người hầu hết thời gian đều ở khu tập thể thị ủy. Ủy ban thị xã cũng cấp một căn phòng cho Triệu Quốc Đống ở tập thể thị ủy, mà lệnh Hồ Triều chỉ có thể ở một căn bên tập thể ủy ban. Chẳng qua thị ủy và ủy ban có không ít người còn độc thân muốn xin phòng ở, đều mong được cấp trước khi việc phân phát nhà tập thể chính thức ngừng lại. Tôi hiểu chỗ khó xử của cậu, cũng biết nhiệm vụ này rất khó khăn. Trần Anh Lộc uống vài chén vào làm mặt càng trắng hơn, ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng. Thị trưởng Chiếu Thành trước đó mặc dù làm tổ trưởng tổ công tác thu hồi nợ nhưng chính y cũng không có bao tâm trí làm việc này, chủ yếu do Cục Tài chính phụ trách xử lý. Nhưng hiệu quả xem ra rất kém, cho nên tôi mới trao đổi với Lão Hà về việc thay đổi phương thức, cần phải mạnh mẽ thực hiện, nếu không tháng 6 chúng ta không lấy được khoản tiền đó về thì dù vay số tiền khác bù lại thì cũng khó có thể ăn nói với tài chính. Bí thư Trần, tôi biết ý của ngài, tôi cũng thế. Nếu như không nhân lúc này mà làm một tiếng trống để làm mọi người hăng hái thì có lẽ sẽ không còn cơ hội thu hồi tiền. Triệu Quốc Đống nhấp ngụm rượu rồi gật đầu nói. Vấn đề nằm ở chỗ dựa vào số người bây giờ và phương pháp như thế này thì không thể giải quyết được vấn đề, nên tôi mới tới đến tìm ngài. Ừ, cậu có ý tưởng gì có thể nói ra, chỉ cần tôi làm được sẽ tuyệt đối ủng hộ. Trần Anh Lộc cũng không nói nhảm nhiều. Đối với thanh giao mà Bí Thư Ninh cung cấp cho mình, y đương nhiên sẽ phải dùng tốt. Tôi muốn người, muốn quyền. Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Quyền 10, chương 39. Muốn người, muốn quyền. Trần Anh Lộc rất hài lòng với thái độ thẳng thắn này của Triệu Quốc Đống. Đây là đại biểu sự tự tin, cũng tỏ rõ đối phương hoàn toàn tin mình ở vấn đề này. Ừ, cậu nói xem. Bí thư Trần, chỉ bằng mấy người của ủy ban và cục tài chính bây giờ thì sao có thể thu lại được 30 triệu? Triệu Quốc Đống không khách khí mà nói. Điều này là không thực tế. Tôi đã hỏi Cố Hiểu Bằng, số nợ còn lại đều rất cứng, cách làm bây giờ là không hiệu quả. Cho nên tôi cần phải có mấy người có năng lực và quyết đoán, mà cũng phải tìm người thích hợp để bắt đầu thực hiện. Mà tôi cũng không thể dồn hết tâm trí vào công việc này. Ừ, đây là đương nhiên, cậu là phó thị trưởng thường trực, phạm vi công việc rất lớn, lượng công việc cũng lớn, đây chỉ là một phương diện. Cậu cần phải có người đáng tin để phụ trách việc này, lại là người có năng lực và có trách nhiệm. Trần Anh Lộc đương nhiên hiểu Triệu Quốc Đống không thể dồn hết tâm trí vào việc này. Nhưng việc này lại cần Triệu Quốc Đống phụ trách, hơn nữa cũng cần tận tâm mà làm. Nếu không như vậy thì làm trên danh nghĩa như Hà Chiếu Thành là vô ích. Người thì tôi phải chọn kỹ, ngoài ra chiều nay tôi đã cân nhắc về bản danh sách mà Cố Hiểu Bằng đưa cho tôi, cũng chính là danh sách của các công ty vay tiền công ty tín dụng. Nói thật tôi rất kinh ngạc, ngoài công ty nhà nước ra thì không ít các công ty tư nhân hàng đầu của Hoài Khánh chúng ta. Hơn nữa tôi nghe nói không ít công ty có hiệu quả kinh doanh tốt, hoặc là nói cuộc sống của người đứng đầu các công ty này rất thoải mái. Nhưng Cố Hiểu Bằng lại nói nhân viên đi thu nợ đến liên lạc thì công ty nào cũng nói mình khó khăn, hoặc nói mình nghèo không có tiền ăn. Nếu không sẽ trốn tránh không gặp, không ai đưa ra kế hoạch trả tiền, dần dần chuyện này coi như là đương nhiên. Người nợ tiền là ông. Người đòi nợ là cháu, tình hình như vậy nếu nói giữa các công ty thì không nói, nhưng một bên đại biểu chính quyền, một bên là công ty tư nhân mà lại như vậy thì chỉ có thể nói chính quyền mất quyền lực tối thiểu, đây là điều tuyệt đối không thể chấp nhận. Triệu Quốc Đống nói như vậy làm Trần Anh Lộc phải suy nghĩ. Y làm sao không rõ vấn đề uy tín và hình tượng của đảng ủy, chính quyền Hoài Khánh lúc này. Vụ án Cổ Diệu Hoa khiến cho hình tượng của đảng ủy, chính quyền Hoài Khánh mất sạch, độ tin cậy của Hoài Khánh gần như không còn. Có thể nói đảng ủy, chính quyền quận, huyện còn đỡ một chút, chứ hình tượng cấp thị xã thì coi như đã không có, bây giờ cần phải xây dựng lại từ đầu. Triệu Quốc Đống nói rất cứng rắn và đầy tính khiêu chiến, tất nhiên là hắn muốn nhân việc thu hồi nợ này để dựng lại hình tượng của thị ủy, ủy ban Hoài Khánh. Trần Anh Lộc cảm thấy Ninh Pháp chọn vị đại tướng này còn có sát khí. Nghịch cảnh không hề sợ mà còn kích thích hùng tâm của đối phương. Không thể không nói người này có khí phách không hề chịu thua. Mà bây giờ Hoài Khánh chính là cần có nhân vật cứng rắn như vậy. Quốc Đống, quan điểm của cậu rất chính xác. Xem ra thị ủy ban Hoài Khánh chúng ta cần dũng cảm đối mặt vấn đề mà quá khứ để lại, không thể tránh né mãi được. Trần Anh Lộc gật đầu nói. Tôi không nói nhiều, chỉ một câu cậu muốn lấy người từ đâu thì cứ làm,
cần tôi ra mặt thì tôi sẽ ra mặt, ngoài ra còn quyền lực mà cậu nói là sao? Đúng thế, ngoài người thì tôi còn cần quyền lực. Mắt Triệu Quốc Đống sáng rực lên mà nói. Tôi đã xem danh sách các công ty vay tiền và xin lấy vấn đề là tập đoàn Cam Sương, là tập đoàn của Mã Cam Sương. Công ty xây dựng Cam Sương của y vay 3,8 triệu của công ty tín dụng đã 3 năm mà vẫn không có kế hoạch trả nợ, không ký vay tiếp, giống như khoản tiền này là cho không y vậy. Ngoài năm đầu trả lãi ra thì 2 năm sau không trả tiền lãi, điều này là như thế nào? Trần Anh Lộc không nói gì. Công ty như vậy chẳng lẽ chính quyền bó tay? Nhà hàng Xích Nham của Mã Cam Sương theo tôi biết đã được chính quyền thị xã và chính quyền quận Hoài Châu xác định làm điểm tiếp khách, tại sao lại chọn nơi này? Một nơi không trả tiền cho tài chính thị xã mà chính quyền thị xã dựa vào gì để giúp đỡ bọn họ? Công ty vận chuyển Cam Sương nghe nói cũng nhận vận chuyển rác thải thì công trình xây dựng công cộng của thị xã, cục xây dựng và văn phòng xây dựng thành thị không thể hủy tư cách vận chuyển của y sao? Công ty thu mua phế liệu Cam Sương có hành vi trốn thuế không, có mua tang vật phi pháp không, có đăng ký theo quy định không? Công an và thuế có tiến hành kiểm tra công ty này không? Tôi không tin chính quyền không xử lý được một công ty như thế này. Triệu Quốc Đống nói thẳng như vậy làm Trần Anh Lộc vừa khiếp sợ vừa vui mừng. Mã Cam Sương là ai thì chỉ cần người ở Hoài Khánh vài ngày là biết. Trần Anh Lộc tin Triệu Quốc Đống cũng biết, nhưng Triệu Quốc Đống không khách khí nói ra trước mặt mình như vậy. Trần Anh Lộc tin Triệu Quốc Đống nếu lấy Mã Cam Sương làm ví dụ thì nhất định sẽ nhằm vào tên này. Còn có cả công ty kim khí Mỹ ra vay 1,2 triệu, khi đó Giám đốc Ngân hàng Xây dựng Hoài Khánh Ổ Vân Kiến thông qua Cổ Diệu Hoa phê chuẩn mà vay được. Bây giờ Cổ Diệu Hoa đã bị bắt thì trách nhiệm đẩy sang ai? Ổ Vân Kiến lại sang bên Miên Châu làm Giám đốc Ngân hàng Xây dựng, vì thế công ty kim khí Mỹ ra thành con nợ khó đòi, giở trò vô lại. Nghe nói Ổ Vân Kiến từ Hoài Khánh mà tiến lên, lại có quan hệ tốt ở Hoài Khánh, mọi người cũng không muốn đi đòi khoản tiền này. Rất không may tôi từ ngoài đến nên không biết y, tôi định đến gặp công ty này xem y có bản lĩnh khiến tôi phải lui không. Có một Lưu Quốc Bình không biết là thần tiên ở đâu mà vay được 800 ngàn từ công ty tín dụng, bây giờ người đi đâu không biết, chỉ biết là phát tài ở An Đô làm 800 ngàn thành nợ chết. Bí thư Trần, tiền của công ty tín dụng Hoài Khánh chúng ta có phải là giấy không mà vay không trả? Triệu Quốc Đống cười nói. Ha ha, Quốc Đống, cậu đừng ở đó mà châm chọc. Tôi coi như hiểu ý cậu, xem ra cậu định làm lớn một phen. Tôi rất xấu hổ, cậu có thể có khí phách như vậy, tôi là bí thư thị ủy lại còn cân nhắc xem làm như thế nào để khiến bộ máy thị ủy, ủy ban đoàn kết, không, phải gọi là không mất lòng nhau. Bây giờ tôi nói rõ chỉ cần việc thu hồi nợ dù dính đến ai tôi cũng không nói giúp, hơn nữa trong hội nghị thường ủy tôi sẽ yêu cầu không ai được nói giúp các công ty vay tiền, nếu ai muốn nói gì thì tới tìm tôi. Ngoài ra chỉ cần cậu thấy có hiệu quả thì làm như thế nào tôi cũng ủng hộ, cần thì tôi sẽ ra mặt. Trần Anh Lộc mặc dù nói như vậy nhưng Triệu Quốc Đống biết đây chỉ là tỏ thái độ mà thôi. Nếu bí thư thị ủy mà cũng như hắn nhảy ra trước thì không phải bí thư thị ủy đủ tư cách. Giống hắn vậy, nếu như thị ủy, ủy ban đã giao nhiệm vụ cho hắn, mà hắn chuyện gì cũng cần phải Trần Anh Lộc đi đoàn kết, ra mặt thì hắn cũng không là phó thị trưởng đủ tư cách. Đứng ở góc độ khác nhau thì phải có suy nghĩ và cách làm khác nhau. Điểm này Triệu Quốc Đống hiểu rõ. Bí thư Trần, tôi đang chờ lời này của ngài. Mai tôi đến nói chuyện với thị trưởng Hà về việc này. Tôi không tin ở đất Hoài Khánh này, khi thị ủy và ủy ban Hoài Khánh sắp bị treo cổ mà những người đó còn có thể sống hưởng thụ, trên đời đâu có chuyện tốt như vậy. Triệu Quốc Đống rót cho Trần Anh Lộc chén rượu mà nói. Bí thư Trần, tôi mời ngài, tôi cạn, ngài tùy ý. Bữa ăn kéo dài đến 10 giờ tối mới kết thúc, hai người chênh nhau 20 tuổi mà nói chuyện lại khá hòa hợp. Triệu Quốc Đống trước mặt Trần Anh Lộc cũng không giấu gì. Hắn nói rõ muốn đối một ngọn lửa thiêu cháu Hoài Khánh xem ai có thể ngồi im. Trần Anh Lộc cười cười không nói, y chỉ nhắc Triệu Quốc Đống chú ý phương pháp, nhất là khi dụng quyền lực hành chính thì phải thận trọng. Triệu Quốc Đống cũng thản nhiên đáp lại, nếu không có vài thủ đoạn đặc biệt thì sao có thể làm được. Hắn chỉ hy vọng Trần Anh Lộc có thể hiểu và thông cảm. Triệu Quốc Đống đi về phòng, cơn gió lạnh thổi qua làm men rượu bay đi. Hắn muốn ngẩng mặt lên trời mà gào lên một tiếng dài. Thực ra hắn chưa uống say, nửa lít rượu đối với hắn không đáng gì. Mà hôm nay nói chuyện với Trần Anh Lộc làm hắn rất hưng phấn. Trần Anh Lộc nhất định đã sớm nhìn thấy vấn đề trong này. Trần Anh Lộc không phải không giải quyết được mà cân nhắc xem làm như vậy có ảnh hưởng đến công việc sau này không. Mà Hà Chiếu Thành cũng thấy điểm này nên mới né tránh.
Quyển 10, chương 40. Hôm nay đến đều là các chủ tịch và phó chủ tịch thường trực quận, huyện. Thị ủy, ủy ban thị xã tổ chức hội nghị sớm như vậy chính là muốn coi trọng hạng mục công tác này. Triệu Quốc Đống ngồi ngay ngắn trên bàn chủ tịch mà nói. Tháng 6 năm nay chính là đến đợt 2 của việc thu tiền của quỹ tín dụng nông thôn. Tôi nghĩ tình hình nghiêm trọng đã đến mức không thể kéo dài. Các quận, huyện có tình hình như thế nào thì mọi người đều rõ. Còn có 4 tháng, làm như thế nào thu hồi nợ nhanh hơn, hoàn thành công tác đợt 2 thì tôi hy vọng mọi người đều cố gắng, đừng để đến tháng 6 rồi chia tay ra nói thiếu từng này từng kia. Tài chính thị xã năm nay không dư giả, không có năng lực và nghĩa vụ lo cho các quận, huyện. Hội nghị công tác thu hồi nợ diễn ra không lâu, một tuần là kết thúc. Từng quận, huyện có 5 phút lên tiếng, sau đó Triệu Quốc Đống nói 5 tiếng. Triệu Quốc Đống đi vừa nói chuyện cùng chủ tịch, phó chủ tịch huyện Tĩnh. Trong hội nghị tôi đã nói việc thu hồi nợ thực ra cũng thể hiện uy tín và sự chấp hành của ủy ban quận, huyện. Trung ương đã đưa ra chính sách xóa bỏ quỹ tín dụng nông thôn, trong tay các anh có chính sách nếu còn sợ đầu sợ đuôi thì không phải vấn đề người nợ tiền mà là năng lực chấp chính của chính quyền. Thị trưởng Triệu, bên trên ngàn tuyến, bên dưới là một cây kim, ngàn vạn cuối cùng đều đổ xuống quận huyện. Mà công tác thu hồi nợ này lại rất phức tạp, không phải công việc một sớm một chiều là xong. Tài chính huyện Tĩnh vốn thiếu thốn, mà huyện cũng đeo trên lưng gánh nặng khá lớn. Thị trưởng Triệu, sợ rằng đến lúc đó huyện vẫn xin thị xã ủng hộ mới được. Ngài không được bỏ mặc chúng tôi. Chủ tịch huyện Tĩnh Vũ Tử Sam cười hì hì đi sát theo Triệu Quốc Đống. Không phải bỏ mặc các quận, huyện mà thị xã không thể lo cho các anh. Năm ngoái tiền cấp giai đoạn 1 đã khiến tài chính thị xã thiếu hụt. Bây giờ lại lấp chỗ trống nữa thì rất khó khăn. Trong hội nghị thường trực ủy ban tôi đã đề nghị với thị trưởng Hà, bây giờ tài chính đã phân cấp, ủy ban huyện có quyền và trách nhiệm của mình, công tác thu hồi nợ không được tức là làm việc bất lực, lực độ không đủ, đến lúc cuối cùng lại để thị xã lại phải gánh vác, như vậy là không được. Triệu Quốc Đống cũng biết người phụ nữ này khó chơi, nửa điểm không mở miệng. Hoài Khánh có tỷ lệ nữ cán bộ không hề nhỏ, mỗi người đều khôn khéo. Thị trưởng Triệu, ý ngài là nếu huyện Tĩnh làm hết sức mà không thể đạt được mục đích thì thị xã cũng sẽ ủng hộ. Vũ Tử Sam không hề nổi giận, cô có nhiều biện pháp đối phó. Chủ tịch Vũ, tôi không nói như vậy mà. Ủy ban huyện Tĩnh các chị nếu nói như vậy thì tôi thấy đó là khuynh hướng của không làm tốt công việc. Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng. Vương Lệ Quyên lúc này ở bên cũng đi tới cười nói. Thị trưởng Triệu, chủ tịch Võ lại kêu khổ ư. Chủ tịch Vương, chị đừng học chị ta. Nếu các quận, huyện đều như vậy thì thị xã chỉ có nước phá sản. Triệu Quốc Đống cười cười đứng lại. Tác phong làm việc của nữ cán bộ Hoài Khánh chúng ta rất khôn khéo. Chủ tịch Vương đến Hoài Khánh cũng cần học tác phong làm việc của mọi người, nhưng không nên học cách suốt ngày tính đến việc đào góc tường. Chủ tịch Võ, tôi nói có đúng không? Thị trưởng Triệu, không thể nói như vậy. Chủ tịch Vương vừa tới, ngài nói xấu chúng tôi như vậy không phải là bôi xấu nữ cán bộ Hoài Khánh. Vũ Tử Sam cười cười quyến rũ mà nói. Chủ tịch Vương, chị đừng nghe thị trưởng Triệu nói càn. Thị trưởng Triệu mới tới không lâu, nữ cán bộ Hoài Khánh đâu đến mức như anh ta nói. Cái gì mà mạnh mẽ khôn khéo, đây là dùng cho người lắm chuyện. Nữ cán bộ Hoài Khánh nổi tiếng xuất sắc. Chị không được phụ oan cho tôi. Bây giờ nữ cán bộ rất độc lập tự chủ, mạnh mẽ, khôn khéo. Tôi cảm thấy đó là tiến bộ. Chẳng lẽ chị thấy nên học tập sự hiền hậu, hiếu thuận của phụ nữ cổ đại sao? Triệu Quốc Đống trừng mắt nhìn Vũ Tử Sam. Thị trưởng Triệu, chủ tịch Võ nói cũng có lý, tôi thật ra cảm thấy hiền hậu, khôn khéo mới là phong cách của phụ nữ Hoài Khánh. Tôi mới tới Hoài Khánh nhưng cảm thấy biểu hiện của nữ cán bộ Hoài Khánh xuất sắc hơn các nơi khác một bậc. Thị trưởng Triệu nói có đúng không? Vương Lệ Quyên cười hì hì mà nói. Chủ tịch Vương, chị đúng là giỏi nói làm tôi và chủ tịch Võ đều phải vui mừng ra mặt. Quay lại việc chính, đợt thu hồi nợ lần 2 này con nhà ai người đó lo, thị xã sẽ không lau mông cho các quận, huyện nữa. Triệu Quốc Đống cũng biết Hoài Châu là quận trọng điểm của việc thu hồi nợ. Bởi vì các nhà máy xã, thị trấn của Hoài Châu phát triển mạnh, việc vay vốn ở quỹ tín dụng nông thôn cũng lớn. Năm ngoái khoản thu tiền đợt 1 đúng là không đáng gì đến độ thiếu chút nữa gây mất ổn định. Năm nay thay chủ tịch quận nhưng tình hình tài chính càng khó khăn hơn. Vương Lệ Quyên thấy Vũ Tử Sam rất chú ý chuyện mình tìm Triệu Quốc Đống, có lẽ Vũ Tử Sam cũng muốn được tài chính của thị xã giúp. Vì thế cô cũng không nhiều lời. Khó khăn lắm mới để đám người huyện Tĩnh rời đi,
Vương Lệ Quyên coi như vào văn phòng Triệu Quốc Đống. Bây giờ Hoài Châu rất khó khăn, quỹ tín dụng ở các xã, thị trấn của Hoài Châu để lại khoản nợ quá lớn, vì hợp nhất vào quỹ tín dụng xã, Hoài Châu đã vay tỉnh, thị xã 80 triệu, nhưng cũng mới chỉ hợp nhất được 13 quỹ tín dụng nông thôn, còn 5 quỹ tín dụng khác thì chỉ có thể do Ủy ban Hoài Châu tiếp quản. Giai đoạn 1 mặc dù đã qua đi nhưng cũng làm Ủy ban Hoài Châu rất khó khăn. Bây giờ giai đoạn thứ 2 sắp tới, có thể thu được nợ thì đã thu hết, khoản nợ phải thu đợt 2 là 50 triệu, mà bây giờ Ủy ban Hoài Châu mới đòi được chưa đầy nửa, dù mấy tháng nữa liều sống liều chết thì cũng vẫn thiếu chục triệu. Chủ tịch Lệ Quyên, thị xã bây giờ không dễ dàng. Công ty đầu tư tín dụng còn khoản nợ trên 100 triệu làm thị xã có áp lực lớn. 80 triệu giai đoạn 1 thì còn thiếu 30 triệu. Tức là thị xã còn phải thu 30 triệu trong 4 tháng, cách làm cũng giống quận, huyện, đều chỉ có thể thông qua thu hồi nợ để lấy khoản tiền này. Bây giờ nhiệm vụ rơi vào đầu tôi cũng đau đầu. Triệu Quốc Đống ra hiệu Vương Lệ Quyên ngồi xuống. Thị trưởng Triệu, bản lĩnh của ngài thì tôi biết, 30 triệu đối với ngài không khó. Hơn nữa mặc dù khoản tiền đó không nhỏ nhưng tài nguyên của thị xã vẫn hơn quận, huyện mà. Hoài Châu năm nay quá khó khăn, nếu không tôi cũng không tới tìm ngài. Vương Lệ Quyên cũng biết thị xã bây giờ cũng không dư giả gì, nhưng cô vẫn phải lấy thịt từ miệng hổ, mong được Triệu Quốc Đống hứa hẹn. Cô chưa quen thuộc bên này, chưa có quan hệ gì, đến lúc đó không kiếm được tiền thì uy tín sẽ mất, cô không muốn vậy. Triệu Quốc Đống lắc đầu, lời này hắn cũng không dám đáp. Từng quận, huyện có không ít khó khăn, mặc dù thị xã đã chuẩn bị một khoản tiền nhưng nếu quận, huyện nào cũng đẩy hết lên thị xã, việc thu hồi nợ không được coi trọng thì từng đó tiền của thị xã sẽ không đủ. Thị trưởng Triệu, ngài cũng biết tôi 1-2 năm không thể rời khỏi Hoài Châu, giống ngài ở Hoài Khánh cũng không thể đi ngay. Năm ngoái đợt 1 phải thu hồi nợ được 50%, năm nay 30%, 2 năm tới 10% mỗi năm, nói cách khác sang năm cuộc sống của Hoài Châu sẽ thoải mái hơn. Dù có trả lại tiền vay của tỉnh, thị xã thì cũng dễ hơn. Cho nên năm nay thật sự khó khăn nên mới tới gặp ngài. Thấy Vương Lệ Quyên như vậy, Triệu Quốc Đống cũng hơi động tâm. Hắn cũng biết Hoài Châu gặp áp lực lớn nhất 8 quận, huyện của Hoài Khánh. Đương nhiên không phải nói Hoài Châu không thể tiếp cận khoản tiền này nhưng mà quận cũng phải dành cho việc khác, ví dụ như phúc lợi hàng năm, như nhà tập thể đợt cuối cùng cho cán bộ. Thấy Triệu Quốc Đống hơi động tâm, Vương Lệ Quyên thầm vui vẻ. Cô nghe Vưu Liên Hương và Vương Lệ Mai giới thiệu người này có tình nghĩa, nếu là người hợp ý thì mặc kệ chuyện khó khăn như thế nào thì cũng tìm cách giúp. Ví dụ như Vưu Liên Hương có thể đánh bại Chu Xuân Tú và Mao Bình để lên làm trưởng ban tổ chức cán bộ thì cũng là do Triệu Quốc Đống dẫn Vưu Liên Hương lên gặp qua tính. Thị trưởng Triệu, tôi đây là nói thật, Vương Lệ Quyên tôi mặc dù là phụ nữ nhưng cũng có tự trọng. Hoài Châu có trụ cột tốt, năm nay mặc dù khó khăn nhưng tôi tin sang năm tốt hơn nhiều, nhưng ít nhất phải sống qua được năm nay. Tôi đã tính qua dù quận có đòi nợ thì cũng còn một khoản không hề nhỏ, không phải Hoài Châu không bù nổi nhưng mà còn nhiều việc phải lo. Nếu bù lại số tiền đó thì những mảng khác không thể làm. Triệu Quốc Đống phát hiện mình đã mềm lòng, bảo sao Quế Toàn Hữu cũng nhắc hắn ở vài vấn đề quá mềm lòng. Hắn đã cẩn thận phân tích người quen với hắn đều nhận ra, nhưng hắn lại thấy đó không có gì là không ổn. Được rồi Chủ tịch Lệ Quyên, không nói nữa. Quyết định của thị xã không thể thay đổi, tôi không có quyền đại biểu thị ủy, ủy ban thị xã mà hứa gì với chị. Chẳng qua tôi thật ra có thể nói nếu tài chính của Hoài Châu năm nay không đủ thì chị tìm tôi có thể thông qua quan hệ cá nhân bù lại một chút, không quan hệ với thị ủy, ủy ban Hoài Khánh, không vượt quá 15 triệu, lãi suất sẽ là thấp nhất. Mắt Vương Lệ Quyên sáng lên, 15 triệu không phải con số nhỏ, lại tính lãi theo giá của thị xã cho quận, huyện vay thì là khá thấp, đây là điều làm cô mừng như điên. Quyển 10, chương 41. Triệu Quốc Đống cẩn thận nhìn người mà Đường Lăng Phong đề cử cho hắn. Phó chi đội trưởng chi đội một đội cảnh sát hình sự cục công an thị xã Đằng Hoa Minh, từng làm phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông Hoài Châu, sau đó điều cục công an thị xã. Là người quen thuộc tình hình các công ty, hệ thống ngân hàng toàn Hoài Khánh. Chẳng những giỏi về phá án kinh tế, còn có nhiều kinh nghiệm công tác trong ngành hình sự. Nghe Đường Lăng Phong giới thiệu người này có tính cách quật cường, các phương diện khác đều tốt. Quan trọng nhất đó là Đằng Hoa Minh cũng là người muốn tiến lên trong chính trị, chẳng qua chỉ là không gặp thời mà thôi. Đường Lăng Phong không ngừng khen tác phong làm việc và năng lực của Đằng Hoa Minh, đây là điều mà Triệu Quốc Đống chú ý nhất. Lão Đằng, anh thấy sao về bản danh sách này?
Đằng Hoa Minh không lên tiếng mà chỉ suy nghĩ lời nói của vị thị trưởng Triệu trước mặt này. Lúc trước khi Đường Lăng Phong gọi điện cho y không ngờ sẽ có việc này. Tổ thu hồi nợ của thị xã không ngờ lại rút người từ cục công an thị xã. Mà Đường Lăng Phong cũng biết mình ở đội cảnh sát hình sự không thoải mái nên đề cử mình. Đằng Hoa Minh biết Đường Lăng Phong đây là muốn tốt cho mình, để y có thể thể hiện trước mặt lãnh đạo thị xã, như vậy có thể dễ tiến thêm. Nhưng y chưa hiểu rõ về vị thị trưởng Triệu này, không rõ vị thị trưởng Triệu này có cân lượng bao nhiêu. Cục trưởng Lý mới đến đảm nhiệm cục trưởng cục công an chưa lâu, y vốn mong mình thể hiện để được cục trưởng mới tới chú ý. Bây giờ lại điều mình ra khiến y không quá vui. Thị trưởng Triệu gọi điện đến cho cục trưởng Lý Trường Giang không do dự mà đáp ứng ngay cả Đằng Hoa Minh sang làm ở tổ thu hồi nợ. Nghe nói cục trưởng Lý Trường Giang cũng là thành viên của tổ thu hồi nợ, không biết cục trưởng Lý muốn lấy lòng vị thị trưởng Triệu này hay là trong mắt không coi trọng mình. Thị trưởng Triệu, tôi đã xem nhưng cảm tưởng thì ngài không nên hỏi tôi, ngài nên hỏi lãnh đạo thị xã mới đúng. Các ngài có ý tưởng gì thì chúng tôi sẽ làm theo. Đằng Hoa Minh nói, ồ, Triệu Quốc Đống có chút thú vị đưa cho đối phương bao thuốc Trung Hoa, Đằng Hoa Minh cũng không khách khí mở ra và đưa tới mời Triệu Quốc Đống, Triệu Quốc Đống xua tay nói. Bản danh sách này có do Cục Tài chính đưa cho tôi. Nửa đầu là những công ty có thể đòi tiền, nửa sau không có mấy hy vọng. Tôi muốn nghe cái nhìn về danh sách này của anh. Đường Lăng Phong khi đề cử Đằng Hoa Minh với hắn cũng khen nhiều. Mặc dù Triệu Quốc Đống biết Đường Lăng Phong không phải người khoác lác, nhưng Đằng Hoa Minh lại giới thiệu đối phương hiểu rõ hết các thế lực ở Hoài Khánh làm Triệu Quốc Đống khá mong chờ. Đằng Hoa Minh có ánh mắt sắc bén như chim ưng ra còn đâu mọi thứ trông rất bình thường. Tôi đã xem một chút, Cục Tài chính đưa ra bản danh sách này coi như chính xác, không hề quá. Nhưng bọn họ đây là thông qua bên công thương, thuế mà phán đoán nên có một bộ phận bọn họ không đoán ra được. Đằng Hoa Minh nói như vậy càng làm Triệu Quốc Đống thêm hứng thú. Lão Đằng, ý của anh là có những thứ không quá xấu như bề ngoài. Tôi nghĩ thị trưởng Triệu lấy tôi tới đây không phải để tôi ngồi không. Tôi cũng trọng điểm xem nửa cuối, trong đó tổng cộng có 27 công ty, số tiền vay trên 120 triệu, trong đó có hơn 40 triệu là tương đối khó khăn nhưng vẫn có hy vọng. Ngoài ra còn 80 triệu chính là không hy vọng. Trong 27 công ty, nhà máy này thì nhỏ không tính, lớn thì cũng khoảng 14 nhà. Tôi nhìn thì thấy cũng có nhiều công ty ở Hoài Khánh. Trong đó có một bộ phận đúng là kinh doanh kém, khó có thể trả nợ, nhưng cũng có một bộ phận bề ngoài khó khăn nhưng giám đốc lại vì nhiều nguyên nhân nên có nhiều tiền, còn có 2-3 công ty không còn phát triển ở Hoài Khánh nữa mà tới nơi khác, ví dụ như Ando. Đằng Hoa Minh nói rất nhẹ nhàng làm Triệu Quốc Đống vui vẻ. Xem ra Đường Lăng Phong đề cử Đằng Hoa Minh không hề sai, ít nhất có thể nói ra chi tiết của phần giữa bản danh sách là không đơn giản. Lão Đằng, anh nói một chút xem cần làm như thế nào mới có thể đòi tiền của bọn họ. Để cho bọn họ thấy tiền của chính quyền thị xã Hoài Khánh không dễ dùng như vậy, nợ phải trả tiền, đó là chân lý. Đằng Hoa Minh nghe vậy liền cười ha hả mà nói. Thị trưởng Triệu, ngài không thể đẩy tất nhiệm vụ lên đầu tôi như vậy chứ. Tôi thấy tổ công tác có không ít người từ các đơn vị khác, 4 tháng cũng đủ để làm được nhiều việc. Đằng Hoa Minh đầy tự tin mà nói. Điều này càng làm Triệu Quốc Đống có ấn tượng tốt hơn đối với y. Triệu Quốc Đống cần chính là người có thể làm việc, người có thể gánh vác trọng trách cho mình. Về phần tính cách đối phương ra sao thì không quan trọng. Ừ, mấy người bên Cục Tài chính nhìn yếu đuối quá, anh để bọn họ chuẩn bị số liệu, viết lách thì còn được. Chính như tôi nói với anh, có thể đòi nợ được thì Cục Tài chính đã đòi hết, còn lại đều là người có lai lịch, hoặc là kẻ mềm rắn không nghe. Tôi cũng xuất thân bên công an. Cũng biết đối phó đám người không thích rượu mời chỉ thích rượu phạt thì đầu tiên phải thăm dò rõ chi tiết của bọn họ, sau đó đưa ra biện pháp mà xử lý từng tên. Nghe thấy Triệu Quốc Đống đã từng làm công an, Đằng Hoa Minh cũng cảm thấy thân thiết hơn. Có lẽ vị thị trưởng Triệu này là quý nhân của mình, chỉ mong đây là cơ hội để mình phát triển lên cao. Thị trưởng Triệu, ngài bố trí như thế nào thì chúng tôi làm như vậy. Nếu như ngành thanh tra, công thương, thuế tài chính cùng cảnh sát có người tham gia tổ công tác thì tôi nghĩ thị xã cũng đã hạ quyết tâm. Như ngài nói, Cục Tài chính trước đó đã làm, thu được bao nhiêu thì đã thu rồi, bây giờ còn lại là kẻ không chịu trả. Như vậy chúng ta sẽ báo trước coi như hết tình nghĩa, sau đó sẽ ra tay. Triệu Quốc Đống có thể cảm nhận ra sự mong chờ của đối phương với công việc đầy tính khiêu chiến này. Làm việc này sẽ đắc tội không ít người, nhưng hắn nhận ra đối phương là người kiên quyết, không chịu khuất phục.
chẳng qua người như vậy lại vừa vặn thích hợp với hắn. Cái khác không nói, tổ công tác về danh nghĩa do cục trưởng cáo cục tài chính phụ trách, nhưng công tác cụ thể do anh phân công, không sợ mất lòng ai cả. Công việc đòi nợ là công việc ngắn hạn, không thể làm cả đời, hết việc là về cơ quan. Anh chỉ cần có trách nhiệm với tôi, ý của tôi anh có hiểu không? Triệu Quốc Đống nói rõ ràng như vậy làm cho mắt Đằng Hoa Minh sáng lên. Thị trưởng Triệu, tôi hiểu, chẳng qua chỉ dựa vào mấy người hiện nay thì không đủ. Không phải tôi không tin bọn họ, tôi cảm thấy nếu muốn tăng hiệu quả làm việc thì còn cần lấy thêm vài cảnh sát nữa. Đằng Hoa Minh cắn răng, y biết nếu đã lên thuyền thì không còn đường lui, việc này đã làm phải làm thật mạnh, nếu sợ đắc tội người thì đừng làm. Được, anh đưa danh sách, tôi gọi cho Lý Trường Giang lấy người. Kinh phí, xe và cần đơn vị nào phối hợp thì anh có thể trực tiếp gọi cho tôi. Tôi chỉ cần kết quả. Triệu Quốc Đống lập tức đáp ứng ngay. Nếu như muốn để hổ ra cắn người thì phải cho bọn họ răng nanh sắc bén. Quyển 10, chương 42. Anh hỏi tôi hỏi ai? Tôi không cần biết anh nghĩ biện pháp gì, sửa đường dây cũng được, sửa chữa thiết bị cũng được. Chỉ một câu là lập tức ngừng bán điện cho công ty kim khí Mỹ ra. Người đàn ông trung niên rất tức giận gọi điện, một người khác ngồi bên nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ mà hút thuốc lá. Vi phạm pháp luật, kiện chúng tôi, hừ, muốn kiện thì để y đi kiện đi, tôi luôn hoan nghênh. Tôi nói lão hạ, chuyện này anh chẳng lẽ còn không biết có chuyện gì. Đây là chính quyền thị xã muốn xử lý công ty kim khí Mỹ ra, giám đốc ổ không còn ở Hoài Khánh. Thị trưởng Triệu mới tới muốn giết người lập uy, anh và tôi bị cuốn vào đó. Nực cười, nếu có thể chống được thì tôi đã làm, còn cần anh dạy tôi. Người đàn ông trung niên càng nói càng tức, vốn gặp chuyện này đã bực mình, bây giờ chi cục trưởng chi cục cung ứng điện Hoài Châu gọi tới tìm cách, tất nhiên đối phương có quan hệ với công ty kim khí Mỹ gia. Nhưng chuyện này y không thể tính tới tình cảm cá nhân. Chính quyền thị xã không quản được mũ của y. Nhưng sở cung ứng điện tỉnh gọi xuống yêu cầu cục cung ứng điện thị xã phối hợp công việc của chính quyền thị xã. Chuyện này trước đây chưa từng có, phải biết nhiều lúc chính quyền thị xã phải sang bàn với cục, không ngờ thị trưởng Triệu mới tới lại có năng lực lớn như vậy. Tôi không nói nhiều với anh, đây là lệnh, cục trưởng Uông có biết không ư? Anh nghĩ tôi giả truyền thánh chỉ sao? Tôi nói với anh, cục trưởng Uông sai tôi làm đó, anh chẳng những phải làm mà phải làm tốt. Anh không tin gọi cho cục trưởng Uông đi. Người đàn ông trung niên hung hăng dập máy xuống. Người đàn ông bên cạnh cười nói. Lão quân sao phải tức như vậy? Hạ Trung Đức là người như thế nào thì chúng ta còn lạ gì? Công ty kim khí Mỹ gia nhất định có quan hệ gì với y? Chẳng qua chuyện này không thể thương lượng được vì tên Triệu Quốc Đống có năng lực động trời. Giám đốc Lương không nói thừa một câu, chỉ nói chúng ta vô điều kiện phối hợp công việc với thị trưởng Triệu Hoài Khánh, anh nói nó có ý gì? Còn không phải là năng lực của tên Triệu Quốc Đống sao? Chuyện này chúng ta phải làm, mà phải làm tốt. Họ Hạ nếu không làm tốt thì tôi nghĩ chức chi cục trưởng của y coi như xong đời. Cục trưởng Uông, tôi biết lão Hạ có quan hệ mật thiết với công ty kim khí Mỹ gia, đây là công ty lớn dùng điện, nhiều năm như vậy thì sao không có quan hệ cá nhân. Nhưng tôi đã nói đến nước này rồi còn gì nữa. Công ty kim khí Mỹ gia chẳng lẽ không rõ là việc gì sao, nghĩ rằng lão Hạ có thể giải quyết hộ sao. Nực cười. Cục trưởng Uông đưa cho họ quan điếu thuốc rồi nói. Được rồi lão quan, đừng chấp nhặt với họ Hạ, chúng ta cần làm gì thì làm, đến lúc đó chúng ta còn phải thường xuyên tới báo cáo công việc với thị trưởng Triệu. Cục trưởng Uông, Triệu Quốc Đống này có lai lịch gì mà có thể để giám đốc Lương ra mặt? Họ quan cầm điếu thuốc châm rồi hít sâu một hơi. Giám đốc Lương thì có lẽ không hiểu việc này, chỉ sợ là bên trên trực tiếp gọi xuống. Cục trưởng Uông cười cười một tiếng. Hả, bên trên, Triệu Quốc Đống này có lai lịch gì? Họ quan có chút giật mình nói. Theo tôi biết Triệu Quốc Đống điều từ Ninh Lăng sang. Năm ngoái Ninh Lăng đã đạt được hạng mục xây dựng trụ sở sản xuất thiết bị ngành điện của công ty Quốc Điện bằng cách đánh bại Trùng Khánh, Liễu Châu, nghe nói do một tay Triệu Quốc Đống làm. Ừ, nhiều người không chú ý là năm 95 Triệu Quốc Đống từ sở giao thông xuống Ninh Lăng. Lão quan, anh biết năm 95 ai làm giám đốc sở giao thông không? Thấy đối phương ra vẻ thần bí, họ quan có chút tò mò nói. Giám đốc sở giao thông, cái này tôi không rõ lắm. Bộ trưởng Thái, Thái Chánh Dương. Họ quan vội vàng nói. Bộ trưởng Thái, khó trách, có quan hệ này thì giám đốc Lương còn không cúi đầu sao. Hừ, cho nên chúng ta chỉ có thể dựa theo yêu cầu của sở mà làm.
Tôi nghĩ công ty kim khí Mỹ ra mà gây phiền phức thì chính quyền thị xã cũng có thể ra mặt giải quyết. Công ty kim khí Mỹ ra nếu thông minh thì sẽ hiểu vấn đề trong đó. Nợ mấy triệu thì sớm trả có phải xong không? Chấm. Đằng Hoa Minh dẫn theo hai nhân viên lạnh nhạt quan sát cửa tiểu khu. Đã 2 tiếng mà người này còn chưa ra. Đây là một khu biệt thự ở ngoại ô thành phố Ando, xe vào vẫn không ra. Người này đừng có mà ở trong đó chơi gái rồi không ra. Đội trưởng Đằng, người này nếu chạy BMW và ở biệt thự thì chẳng lẽ không bỏ ra được 2 triệu sao? Cần gì phải làm khó nhau vậy? Một cậu thanh niên có chút buồn bực nói. Không phải mà y cảm thấy tiền của công ty đầu tư tín dụng có thể cứ lấy mà tiêu, bây giờ ai có thể làm gì y? Y không về Hoài Khánh thì lo gì? Một câu chính là 2 triệu đối với chúng ta là con số lớn nhưng đối với chính quyền lại là con số lẻ, tên này căn bản không để tâm tới chuyện đó nữa. Đằng Hoa Minh nhớ tới lời dặn của Triệu Quốc Đống. Cần tiền đưa tiền, cần người đưa người, cần xe đưa xe. Đằng Hoa Minh có lần đến gặp chủ nợ mời khách, ưng uống xong không chịu trả tiền. Đằng Hoa Minh gọi về cho Triệu Quốc Đống, Triệu Quốc Đống nói một câu là tịch thu xe, có chuyện do hắn phụ trách. Nghe nói chủ xe thông qua một vị phó chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân thị xã tìm tới Triệu Quốc Đống, không biết Triệu Quốc Đống nói chuyện ra sao mà vị phó chủ nhiệm về không rên một tiếng. Vị chủ xe kia phải vội vàng chạy quanh lấy tiền, có lẽ 1-2 ngày tới sẽ trả vốn lẫn lãi. Xe còn có thể dùng 1-2 ngày, như vậy cũng tốt, có xe đi. Đội trưởng Đằng, ra rồi. Một cậu khác nhỏ giọng nói. Ồ, đừng khẩn trương, y đổi xe rồi kia, thông báo đám tiểu vương ngăn lại, chúng ta theo sau. Đằng Hoa Minh cũng có chút khẩn trương, mặc dù trong tay có văn bản nhưng muốn nói đối tượng nghi ngờ lừa đảo thì hơ quá, mời y hỗ trợ điều tra còn có thể. Chỉ là người này có lẽ có quan hệ rộng ở Ando, không chừng sẽ bị cảnh sát Ando ngăn lại. Đằng Hoa Minh đến nơi thì tiểu vương đã chặn xe Lexus kia lại. Hai người phụ nữ xuống xe và chạy sang hẻm nhỏ. Đằng Hoa Minh ngẩn ra, người này đúng là có đề phòng. Giám đốc Tương, xin lỗi. Họ Đằng, các anh đây là vi phạm pháp luật, đây là thành phố Ando, không phải Hoài Khánh. Giám đốc Tương khinh thường nói. Giám đốc Tương, chúng tôi đang chấp hành nhiệm vụ, mời anh thông cảm. Xin mời anh đưa chìa khóa cho chúng ta phải đưa xe của anh về Hoài Khánh. Đằng Hoa Minh nói. Đối phương thấy mấy tên đi cùng Đằng Hoa Minh đang nhìn chằm chằm thì biết không thể tranh cãi, y không nói gì mà đưa chìa khóa tới rồi nói. Họ Đằng, tôi xem anh làm như thế nào ra khỏi Ando. Giám đốc Tương, không cần tức như vậy, chúng tôi lấy xe của anh cũng không ăn được mà. Tôi đã nói rồi, tôi nhận lệnh làm việc, mong anh hiểu cho. Tiểu Vương và Tiểu Lý lái xe BMW của Giám đốc Tương về, chúng ta lập tức về Hoài Khánh. Giám đốc Tương, mời theo tôi một chuyến. Anh tình nghi lừa đảo nên phải về phối hợp điều tra. Giám đốc Tương không thèm để ý chỉ hừ lạnh một tiếng rồi theo đám người Đằng Hoa Minh lên xe. Ba xe mới chạy được một đoạn thì đã bị cảnh sát Ando chặn lại, đối phương lấy lý do bị bắt cóc mà báo cảnh sát. Xin lỗi, tôi cảm thấy đây là tranh chấp kinh tế, không nên do cơ quan công an tham gia, các anh đây là vi phạm pháp luật. Hơn nữa các anh không làm theo trình tự, không thông báo cho chúng tôi. Một đám người của Cục Công an thành phố Ando chạy tới rồi lạnh lùng nói. Đằng Hoa Minh biết gặp phải người trong ngành, văn bản trong tay mình là không đủ, hơn nữa theo trình tự nếu muốn gọi người cũng phải thông báo cơ quan công an địa phương, Đằng Hoa Minh đương nhiên không thể nào thông báo cho cảnh sát Ando. Mặc dù Triệu Quốc Đống nói rõ có việc gì do hắn gánh vác nhưng Đằng Hoa Minh không muốn gây phiền phức cho Triệu Quốc Đống, cho nên muốn làm thật nhanh. Nhưng không ngờ đối phương phản ứng nhanh. Mà tốc độ phản ứng của cảnh sát Ando càng nhanh hơn, tất nhiên đã được lãnh đạo dặn từ trước. Quyển 10, chương 4-13. Sau một phen trao đổi, thái độ của cảnh sát Ando khá cứng rắn, yêu cầu bọn họ muốn dẫn người, bắt xe thì cần tuân theo trình tự, chỉ bằng tờ giấy mà mang người là vi phạm quy định, không cho phép đám người Đằng Hoa Minh đưa xe về. Hơn nữa bên Ando còn uy hiếp sẽ phản ánh vấn đề với sở công an. Không thể nghi ngờ tê giám đốc Tương Tương Trung Hoa này cũng có chút lai lịch và quan hệ ở thành phố Ando. Cảnh sát Ando chặn nhanh như vậy, lại là người của Cục Công an thành phố thì nhất định được báo trước. Đằng Hoa Minh cũng cảm thấy việc này khó giải quyết, đối phương cũng là người trong ngành, mình lấy lý do Tương Trung Hoa là tình nghi lừa đảo mà lập án là hơi gượng ép. Nếu chưa điều tra mà trực tiếp bắt người sẽ mang tới ảnh hưởng trái, nếu làm lớn chuyện thì sẽ có di chứng phía sau. Vì thế Đằng Hoa Minh mới không thể mạo hiểm làm như vậy.
thấy mấy nhân viên nhìn mình, Đằng Hoa Minh cũng biết bây giờ rất khó xử. Lần này mà không làm được sẽ khiến tinh thần của mọi người xuống thấp, hơn nữa y và anh em mất gần nửa tháng mới tìm được tung tích của Tương Trung Hoa, đưa về cũng có thể ảnh hưởng tới đám người vay tiền khác, cho nên nhất định phải bắt. Khi Đằng Hoa Minh gọi cho Triệu Quốc Đống, Triệu Quốc Đống đang tham gia hội nghị tổng kết ngành xây dựng toàn thị xã. Hội nghị này vốn không cần hắn tham gia, chỉ cần Đặng Nhược Hiền phụ trách mảng này tham gia là đủ. Nhưng Triệu Quốc Đống nghe thấy có hội nghị này thì thấy đây là cơ hội, vì thế hắn trao đổi với Trần Anh Lộc cùng với Hà Chiếu Thành để chủ động tham gia. Trước đó Đằng Hoa Minh liên tục lấy xe của mấy con nợ, để là những con nợ có nhiều tiền mà không chịu trả. Điều này tạo thành phong ba không nhỏ ở Hoài Khánh, cũng có không ít người tìm tới cửa nhưng Triệu Quốc Đống không thèm để ý. Triệu Quốc Đống không chấp nhận thỏa hiệp với bất cứ ai, điều này cũng làm mọi người bình tĩnh lại. Triệu Quốc Đống rất nhanh gọi cho Lưu Triệu Quốc, sau khi giới thiệu qua hắn liền nói rõ tình cảnh của mình, muốn Lưu Ca ủng hộ. Lưu Triệu Quốc liền mắng Triệu Quốc Đống vài câu muốn thành tích mà không để ý tới pháp luật. Chẳng qua Lưu Triệu Quốc vẫn đồng ý giúp hắn. Đằng Hoa Minh tuy gọi cho Triệu Quốc Đống nhưng không biết có hiệu quả không. Y đã liên lạc với một chi đội trưởng của đại đội cảnh sát hình sự Ando, nhưng đối phương cũng tỏ vẻ khó xử. Y nói đây là do một vị phó cục trưởng cục công an thành phố giao xuống cho nên cũng không tiện hỏi, chỉ có thể làm theo ý lãnh đạo. Tương Trung Hoa lúc này khá kiêu căng. Khi cảnh sát Ando chặn đường y liền biết mình không sao. Cũng không uổng mình lăn lộn tại đất Ando này nhiều năm. Thực ra không phải Tương Trung Hoa không có tiền nhưng ai cũng lấy tiền của công ty tín dụng, sao một mình y phải trả chứ? Y chưa bao giờ nghĩ đến sẽ trả lại khoản tiền này. Bây giờ nếu bị thu xe mà trả tiền thì Tương Trung Hoa cảm thấy quá mất mặt. Tình nhân của Tương Trung Hoa coi như biết ý, lập tức gọi cho lãnh đạo liên quan, cuối cùng đã có thể ngăn được trên địa bàn thành phố Ando, cũng không uổng công y thua nhiều tiền khi chơi mạt trượt với bọn họ. Nhưng bên phía Hoài Khánh cũng không cam tâm, không chịu thả người. Thái độ của cảnh sát Ando mặc dù kiên quyết nhưng lời nói không quá nghiêm khắc, hai bên đang giằng co. Điều này làm Tương Trung Hoa có chút tức giận. Sau mấy phen gọi điện thoại, Đằng Hoa Minh biết người dẫn đội của cảnh sát Ando tại đây là một vị Trương đại đội trưởng, tạm thời do lãnh đạo phái tới. Mới đầu còn tưởng rằng là bắt người trái phép, nhưng sau đó đội trưởng Trương thấy Đằng Hoa Minh cũng quen người ở đội của mình nên mới hòa hoãn lại. Dù sao đều là chuyện cấp trên giao cho, mọi người chấp hành mà thôi. Nghe Đằng Hoa Minh nói qua về sự tích của Tương Trung Hoa, đội trưởng Trương cũng rất khó chịu. Ai muốn lo cái việc này chứ, vừa nhìn là biết tên hủ bãi bụng to, còn bao hai ả phụ nữ, ra mặt cho kẻ như vậy đúng là không đáng. Nhưng lãnh đạo ra lệnh thì y dù không hài lòng vẫn phải làm. Tương Trung Hoa nhìn Đằng Hoa Minh và tên cầm đầu đội ngũ cảnh sát Ando ở đây có vẻ thân thiện, mình lại bị vứt sang bên thì đúng là có chút tức giận. Nhưng đám người Đằng Hoa Minh đã sớm thu điện thoại của y, không cho y gọi điện thoại. Y muốn gọi điện để giục giải quyết cho nhanh nhưng không có cách nào. Lão Đằng, xin lỗi. Tôi cho anh nửa tiếng, bây giờ còn có 3 phút. Trong 3 phút mà không có hồi âm thì tôi chỉ có thể mời các anh rời đi. Chuyện nợ nần giữa chính quyền thị xã Hoài Khánh và giám đốc Tương này chỉ có thể thông qua con đường khác mà giải quyết. Có phải không? Đội trưởng Trương cầm lấy điếu thuốc mà Đằng Hoa Minh đưa tới, châm hút rồi nói. Các anh đây là lạm dụng chức quyền. Lão Trương, Tương Trung Hoa nợ tiền của chính quyền còn có bao người vay tiền khác? Nếu không đòi được tiền về thì dân chúng sẽ phá trụ sở chính quyền mất, nặng nhẹ là biết được ngay. Về phần vấn đề lạm dụng quyền lực hay không thì tôi nghĩ không cần tôi phải suy nghĩ, sẽ có lãnh đạo quyết định. Đằng Hoa Minh cười cười mà nói. Ừ, tôi hiểu, chẳng qua thời gian tới thì mời anh hiểu cho. Đội trưởng Trương đang nói chuyện thì điện thoại di động vang lên. Đội trưởng Hạ, tôi đây, đúng, là tôi dẫn đội trưởng Mã giao cho. Đúng. Bây giờ đang ở huyện Bạc, phân cục huyện Bạc chỉ phụ trách làm chốt chắn, bọn họ không rõ tình hình, đối tượng báo bị bắt cóc. Đội trưởng Trương sang bên nhỏ giọng nói. Tình hình là như thế này, tôi đã nghe bên Hoài Khánh nói, bọn họ đây là gọi người nghi ngờ lừa gạt, ừ, nhất định là vi phạm quy định nhưng dẫn đội của Hoài Khánh là một vị phó chi đội trưởng đại đội cảnh sát hình sự cục công an thị xã, tôi đã xem thẻ công tác. Đúng thế, tình hình là như vậy, đội trưởng Mã bảo tôi đưa người và xe về. Hả, giao cho Hoài Khánh, đội trưởng Hạ, cái này, không tốt lắm, tôi ăn nói sao với đội trưởng Mã. Đội trưởng Trương có chút khẩn trương, hai vị lãnh đạo sao lại có ý kiến khác nhau. Bên kia lớn tiếng nói. Trương Hoa Tường, anh có ngu không vậy?
Mã Siêu là đại đội trưởng hay là tôi? Tôi bảo anh giao cho Hoài Khánh thì anh làm. Mã Siêu hỏi thì bảo là tôi ra lệnh. Đội trưởng Trương nghe vậy lại vui vẻ. Bị đội trưởng mắng thì cũng có cái ăn nói với đội trưởng Mã. Y thầm đoán chắc bên Hoài Khánh thông qua quan hệ nào đó đè từ trên xuống, như vậy cũng tốt, mình có thể gọi điện rồi đi. Đội trưởng Mã, có chút phiền phức, đội trưởng Hạ vừa gọi tới nói tôi giao người cho Hoài Khánh. Đúng, đội trưởng Hạ rất tức giận, nếu không sếp gọi cho sếp Hạ hỏi một câu, tôi không dám hỏi nhiều. Được, tôi chờ điện của sếp. Đằng Hoa Minh thấy đội trưởng Trương gọi điện đi liền biết chuyện đã đổi khác. Y thầm nghĩ thị trưởng Triệu đúng là giỏi, có thể nói chuyện ở bên Ando. Một lát sau đội trưởng Trương đi tới vỗ vai Đằng Hoa Minh rồi nói. Lão Đằng, coi như ông lợi hại, người giao cho ông. Tương Trung Hoa mặc dù không rõ cảnh sát Ando nói chuyện gì với cảnh sát Hoài Khánh, nhưng từ vẻ mặt hai bên là biết không tốt gì. Lại nhìn hai bên bắt tay, nói chuyện vui vẻ, y biết mình xong rồi. Y biết vay tiền không thể nói là phạm tội, nhưng Đảng Cộng sản muốn xử lý anh thì đưa anh tạm giữ nửa tháng cũng không khó. Y không ngờ chỗ dựa của mình lại rút nhanh như vậy, uổng công mình mất tiền. Xe cảnh sát Ando biến mất trong làn bụi, Đằng Hoa Minh liền cuối cùng đi đến bên Tương Trung Hoa mà nói. Giám đốc Tương, xin lỗi là phải mời anh theo chúng tôi về Hoài Khánh, về quê hương mà. Anh bây giờ cũng không mấy khi trở về, xem Hoài Khánh biến hóa lớn như thế nào. Tương Trung Hoa rất tức giận trừng mắt nhìn Đằng Hoa Minh rồi lên xe. Quyển 10, chương 44. Khi đám người Đằng Hoa Minh ép Tương Trung Hoa về Hoài Khánh, Triệu Quốc Đống cũng đang tham gia hội nghị. Lần này hắn tạm thời tham gia hội nghị, ngoài chủ nhiệm ủy ban xây dựng thị xã Phương Hùng tiến hành báo cáo về ngành xây dựng ra, sau đó đến lượt phó thị trưởng phụ trách mảng xây dựng Đặng Nhược Hiền phát biểu. Triệu Quốc Đống chủ động tham gia hội nghị cũng làm cho công tác tổ chức có chút khó khăn. Cuối cùng chủ trì hội nghị, phó chủ nhiệm Hoàng ủy ban xây dựng bàn với Đặng Nhược Hiền một phen rồi quyết định mời thị trưởng Triệu nói chuyện cuối cùng. Đặng Nhược Hiền cũng mơ hồ biết lần này Triệu Quốc Đống đến tham gia hội nghị cũng không có chuyện gì tốt. Bây giờ công tác thu hồi nợ đã bị Hà Chiếu Thành đẩy sang cho Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống làm phó thị trưởng thường trực phụ trách mảng tài chính, vấn đề thu hồi nợ này thì hắn không thể trốn nổi. Chẳng qua nửa năm trước khoản nợ thu được đã thu, còn lại toàn nợ xấu khó đòi, không là những nhân vật có lai lịch lớn, trách nhiệm quan trọng, thời gian cấp bách. Anh muốn kiếm thịt trên đám người còn lại là không dễ. Chẳng qua khi Đặng Nhược Hiền nghe được Triệu Quốc Đống nói về ý đồ tới đây của mình, y đúng là phải há hốc mồm. Cái này, thị trưởng Triệu, cái này có vẻ không ổn. Đặng Nhược Hiền chỉ cảm thấy miệng mình khô khốc. Chuyện này thị xã chưa nghiên cứu, mặc dù nói có một số công ty nợ tiền nhưng đặt ra quy định như vậy thì tôi lo sẽ có phản ứng không hay. Thị trưởng Đặng, tôi đã xem rồi, thực ra các công ty tham gia ở đây không dính nhiều, chỉ có vài công ty mà thôi. Tôi cảm thấy các công ty ít nhất phải nói chữ tín. Nếu không giữ chữ tín với khách hàng, xã hội, chính quyền thì sao phải làm việc với bọn họ? Triệu Quốc Đống từ tốn mà nói. Hai người lúc này ra đằng sau ngồi nghỉ đợi Phương Hùng báo cáo xong rồi quay vào. Lúc anh vay tiền thì nói dễ nghe, bây giờ đòi tiền thì không ngừng lấy lý do đùn đẩy, nói nguyên nhân khách quan với chính quyền, nếu không tránh mà không gặp. Không thu hồi nợ được thì tài chính thị xã phải gánh chịu. Tôi cũng không còn con đường nào khác, bí thư Trần cùng thị trưởng Hà đặt nhiệm vụ này lên vai tôi chỉ có thể xin một thanh kiếm, cứ trong phóng viên quyền lực của thị ủy, ủy ban, chỉ cần không vi phạm pháp luật thì có thể dùng bất cứ biện pháp gì. Dù có nguy hiểm thì tôi chịu. Đặng Nhược Hiền trầm ngâm một chút, y cũng biết Triệu Quốc Đống bị ép thời gian quá chặt nên động tác khá cứng rắn. Công ty Mỹ Gia bị dừng cung ứng điện đã gây xôn xao không nhỏ. Cổ Kiến Vân gọi tới cho y, nhưng y không thể lên tiếng. Giám đốc công ty Mỹ Gia là em họ của Ổ Kiến Vân, nghe nói Ổ Kiến Vân có cổ phần. Chẳng qua gặp phải Triệu Quốc Đống không nể mặt ai thì bây giờ ai nói giúp cũng không tốt. Đặng Nhược Hiền thậm chí cũng biết Triệu Quốc Đống đã được Trần Anh Lộc cho phép, bây giờ ai mà có ý kiến là chống đối với thị ủy. Ngoài ra còn mấy giám đốc công ty bị mời đến văn phòng tổ công tác, vào thì dễ, nhưng ra thì đều phải ký cam kết, còn phải để xe lại bãi đỗ xe ủy ban thị xã. 4-5 xe Lexus. BMW được đặt trong bãi đỗ xe ủy ban. Xem ra thanh đao của Triệu Quốc Đống bắt đầu muốn đưa sang mảng mình quản lý. Đặng Nhược Hiền mặc dù có chút không vui nhưng cũng có thể hiểu nỗi khổ của đối phương. Thị trưởng Triệu, Trần cùng thị trưởng Hà biết chuyện này không? Thị trưởng Đặng, anh không nên hiểu lầm. Tôi cũng biết hội nghị này tôi tham gia là không hợp lý,
nhưng anh cũng biết còn chưa đầy 3 tháng là tới tháng 6, tôi nếu cứ từ từ mà làm thì chỉ sợ tài chính thị xã sẽ phải bỏ ra rất nhiều. Năm nay chính quyền thị xã không phải muốn cấp nhà đợt cuối cho cán bộ sao? Muốn làm như vậy thì phải có tiền. Bây giờ dòng nước ngầm ở Hoài Khánh đang chảy rất nhanh, nhưng hầu hết đều là do hành động của Triệu Quốc Đống gây lên. Có lẽ một thời gian nữa sẽ đến giai đoạn dân oán. Thị trưởng Hà khi giao nhiệm vụ đã dặn tôi chuẩn bị hai khu đất có hoàn cảnh tốt một chút, phương tiện trụ cột cố gắng hoàn thiện. Mấy việc này anh là chuyên gia nên biết tính toán qua thì không hề rẻ. Chuyện thu hồi nợ cứ kéo dài thì sao có thể có tiền làm nhà tập thể. Triệu Quốc Đống nói thẳng như vậy làm tâm trạng Đặng Nhược Hiền trở nên phức tạp. Vị phó thị trưởng thường trực Triệu Quốc Đống này xem ra muốn làm việc thật ở Hoài Khánh, chẳng qua phong cách này của hắn có thể kéo dài bao lâu. Bây giờ Trần Anh Lộc và Hà Chiếu Thành muốn lợi dụng hắn nên có thể buông tay cho hắn làm. Nhưng đến cuối cùng có lẽ Triệu Quốc Đống sẽ là cái đích cho mọi người chỉ trích. Chẳng qua Đặng Nhược Hiền cũng biết Triệu Quốc Đống có thể lên làm phó thị trưởng thường trực thì sau lưng có chỗ dựa cực mạnh. Chẳng qua có chỗ dựa là một chuyện, nếu đắc tội quá nhiều người thì sao có thể triển khai công việc. Dần dần chính bản thân anh sẽ thấy không còn gì thú vị, cuối cùng là buồn bực mà lui. Thị trưởng Triệu, có vài chuyện tôi không muốn nói nhiều. Nhưng tôi thấy chúng ta khá hợp ý nên tôi cảm thấy mình nên nói vài câu thì tốt hơn. Đặng Nhược Hiền cẩn thận nói. Có một số việc anh tìm cách đẩy mạnh thì đúng là có hiệu quả, nhưng anh có nghĩ đến tác dụng phụ của nó không? Tác dụng phụ trong lúc nhất thời chưa thấy, nhưng nếu nó tích tụ rồi bộc phát ra thì sẽ mang tới phiền phức khá lớn. Mắt Triệu Quốc Đống sáng lên, Đặng Nhược Hiền có thể nói như vậy đã chứng minh Đặng Nhược Hiền coi mình là bạn. Người ngồi trên vị trí lãnh đạo thị xã đúng là không dễ gì nói ra câu này. Thị trưởng Đặng, nói về tuổi anh hơn tôi, về kinh nghiệm công tác anh là tiền bối. Tôi có thể tới Hoài Khánh công tác cũng là duyên phận, có thể làm đồng nghiệp với anh cũng là vinh hạnh của tôi. Triệu Quốc Đống có chút cảm động, đương nhiên nhiều năm ở quan trường cũng khiến hắn biết cách che giấu bản thân. Tôi cũng biết việc đòi nợ trong thời gian này khiến có vài người oán thán, tôi cũng không phải không muốn làm qua loa cho xong, chỉ là tôi nghĩ khoản tiền lớn như vậy, nếu như thật sự cần tài chính thị xã bỏ ra bù cho bọn họ thì tôi lại thấy không cam tâm. Sao thị xã phải bỏ ra mấy chục triệu lau mông cho các công ty? Dù sao tôi mới tới nên không quen biết ai, như vậy nếu anh cho tôi mặt mũi, sau này tôi sẽ cảm ơn. Nếu anh thấy có thể chèn ép tôi thì tôi xin lỗi, tôi cứng mềm không ăn, cũng thích động vào mấy người không thể trêu vào. Đặng Nhược Hiền thở dài một tiếng, ý định nói lại bị Triệu Quốc Đống ngăn lại. Thị trưởng Đặng, ý của anh tôi xin ghi nhận, nói thật tôi mới tới Hoài Khánh nên chưa quen biết nhiều. Thị trưởng Đặng nếu không chê thì sau này chúng ta ngồi với nhau nhiều một chút. Chuyện hôm nay anh cứ coi như không biết, tôi đóng làm bao công cho mọi người xem. Đặng Nhược Hiền cười khổ một tiếng và không nói nữa. Triệu Quốc Đống này không ngu nên có suy nghĩ của hắn. Chẳng qua người này tuy có tâm cơ nhưng xem ra lại là người cương trực. Đặng Nhược Hiền và Triệu Quốc Đống không ở trên bàn chủ tịch làm mọi người bên dưới bàn tán xôn xao, không biết hai vị thị trưởng ở phía sau bàn chuyện gì. Đây vốn là hội nghị năm nào cũng diễn ra. Đưa ra vài quy hoạch và ý tưởng cho năm mới mà thôi. Chẳng qua hội nghị này bình thường đều lộ ra tin tức vài hạng mục xây dựng của thị xã, cho nên dù là các công ty xây dựng, công ty vận chuyển hay công ty bất động sản đều muốn tới tham gia. Ít nhất bọn họ phải cho thị trưởng Đặng mặt mũi. Khi Triệu Quốc Đống, Đặng Nhược Hiền tươi cười xuất hiện, mọi người liền nhìn lên, ngay cả Phương Hùng cũng vô thức cao giọng nói nhanh một chút để đến lượt Đặng Nhược Hiền nói chuyện. Quyển 10, chương 45. Đặng Nhược Hiền phát biểu nói không ít lời hay, các giám đốc công ty bên dưới đều hoan nghênh nhiệt liệt. Tờ vấn đề an toàn của ngành xây dựng đến chất lượng vật liệu xây dựng, đến xu thế của ngành bất động sản. Ngay cả Triệu Quốc Đống cũng phải thầm khen vị phó thị trưởng Đặng Nhược Hiền này giống một chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng. Đương nhiên làm cho các giám đốc công ty chờ đón chính là quy hoạch của Hoài Khánh năm nay. Từ quốc lộ Hoàn Sơn thuộc núi Bôn Mã cũng được đưa vào khu vực cây xanh của thành thị. Hồ Tử Nham và Hồ Yến Tử cũng sắp sửa được san bằng, cung cấp cho nội thành Hoài Khánh vài km vuông. Còn có một loạt công trình xây dựng nhà tập thể cho cán bộ, viên chức chính quyền thị xã, nghe nói sẽ được quy hoạch ở hai nơi, rất nhanh sẽ tiến hành. Bên mảng giao thông thì thị xã cũng chính thức xác định quy hoạch đường quốc lộ cấp 2 từ quận Khánh Châu đến huyện Lâm Giang, có lẽ công trình này sẽ chuẩn bị tiến hành vào tháng 4. Ngoài ra quốc lộ cấp 2 từ huyện Tĩnh đến Hoài Châu cũng đã được Sở Giao thông phê duyệt. Sở Giao thông sẽ hỗ trợ tài chính mà làm.
Đặng Nhược Hiền nói qua mấy điểm này làm người bên dưới thấy ngứa ngáy trong lòng. Đặng Nhược Hiền thường ít khi lên tiếng, nhưng đã lên tiếng thì gần như là được xác định. Điều này cũng làm Đặng Nhược Hiền có uy tín trong mắt các công ty. Sau khi Đặng Nhược Hiền nói xong liền đến lượt Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống không thể không thừa nhận Đặng Nhược Hiền giỏi tạo không khí. Hội nghị bây giờ đang đầy vui vẻ nhưng khi hắn lên tiếng thì nhất định sẽ tạo thành cơn gió lạnh quét qua hội trường. Hắn không muốn phá hỏng không khí nhưng không thể không vung đao. Thưa các vị, vừa nãy chủ nhiệm Cao đã giới thiệu, chẳng qua tôi vẫn xin tự giới thiệu. Tôi là Triệu Quốc Đống, phó thị trưởng thị xã Hoài Khánh, phụ trách mấy hạng mục công việc. Hội nghị này vốn không nên có tôi tham gia, đây là công việc của thị trưởng Đặng. Nhưng tôi đã chủ động xin phép bí thư Trần cùng thị trưởng Hà để tham gia hội nghị này. Có thể lát mấy lời tôi nói có quan hệ đến một bộ phận các công ty ngồi đây, nếu có gì làm phật ý thì mong các vị bỏ qua. Lời Triệu Quốc Đống như cơn gió lạnh thổi vào khiến không khí vui vẻ của hội nghị mất sạch, chỉ còn cảm giác lạnh như băng. Có thể không ít người ngồi đây cũng biết công việc chủ yếu của tôi trong thời gian qua. Ừ, chính xác mà nói cũng đã có quan hệ với một vài người ngồi đây. Triệu Quốc Đống cười nói. Ví dụ như giám đốc Lôi công ty bất động sản Thịnh Thái, tôi nghe cục trưởng cáo cục tài chính nói tìm anh vài lần. Anh nói anh đi Hải Nam nghỉ phép, xem ra hôm nay về gấp, đây là việc tốt. Có thể thấy ánh mặt trời ở Hải Nam làm tâm trạng của anh khá vui. Còn có giám đốc Khang công ty xây dựng Phú Khang, hình như trưởng ban tạo ủy ban thị xã cũng đã tìm anh hai lần. Một lần anh đang bận việc, một lần anh nói mới đi công tác về nên mệt. Tôi thấy trưởng ban tạ cũng là người mềm lòng, không đành lòng để anh mệt hơn nên về. Hôm nay để tôi nói chuyện vậy. Hôm nay tôi xin 5 phút của mọi người, có lẽ ảnh hưởng đến hứng thú ăn cơm của mọi người, tôi xin lỗi trước. Hưng tôi vẫn cần phải nói nếu không có người bảo tôi chém trước tâu sau. Triệu Quốc Đống thu lại ý cười, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng. Mọi người ngồi đây đều có thể cảm nhận được sát khí từ trên người hắn truyền tới. Mọi người đều biết công ty đầu tư tín dụng của thị xã, đây là công ty mà trước đây ngành tài chính thị xã thành lập để thuận tiện cho các công ty nhà nước của thị xã vay vốn. Căn cứ chính sách của Trung ương, công ty đầu tư tín dụng cũng hoàn thành sứ mạng lịch sử của nó. Cho nên thị xã quyết định đóng cửa vào tháng 6 năm trước, hơn nữa cũng đưa ra thông báo với các công ty, nhà máy vay tiền của công ty đầu tư tín dụng. Ừ, phải nói mỗi công ty đã nhận được không ít hơn 3 lần thông báo. Triệu Quốc Đống lạnh lùng nhìn quanh hội trường. Nhưng đến bây giờ thì vẫn có không ít công ty vay tiền của công ty đầu tư tín dụng mà không trả. Thiếu nợ trả tiền là điều đương nhiên. Đương nhiên nếu như công ty của anh thật sự phá sản thì không còn gì để nói. Làm kinh doanh thì ai tránh được việc phá sản. Nhưng theo tôi biết vẫn có không ít công ty vẫn hoạt động tốt, nhưng vẫn không muốn trả nợ. Triệu Quốc Đống cười lạnh một tiếng rồi nói tiếp. Tôi có thể công khai nói với mọi người. Công ty đầu tư tín dụng sẽ lập tức thu lại tất cả tiền nợ. Nếu như không thu được tiền thì chính quyền thị xã phải bù lại khoản thiếu đó. Bí thư Trần cùng thị trưởng Hà đã giao nhiệm vụ này cho tôi chỉ có một thái độ, xin lỗi tiền này ai mượn thì người đó phải trả cả vốn lẫn lãi. Triệu Quốc Đống cao giọng nói, mặc dù hầu hết công ty không liên quan đến việc này, nhưng có mấy người ra vẻ khinh thường. Chẳng qua mọi người đều muốn xem vị thị trưởng Triệu này có chiêu gì để các công ty trả tiền. Có thể mọi người muốn xem tôi có bản lĩnh gì để đòi nợ. Chẳng qua tôi không có bản lĩnh gì, chỉ có cái mặt này, nhưng có thị ủy ban thị xã làm chỗ dựa. Chỉ cần như vậy thì tôi cảm thấy sẽ làm được việc này. Triệu Quốc Đống chống tay lên bàn, một khí thế bắt đầu phát ra áp đảo toàn trường. Tôi vừa nãy đã trao đổi với thị trưởng Đặng, bắt đầu từ bây giờ nếu như có công ty còn nợ tiền của công ty đầu tư tín dụng mà không trả. Nhiệm vụ sẽ không được tham gia vào các hạng mục xây dựng công trình công cộng của toàn thị xã. Dù là do tài chính của thị xã hay của các quận, huyện trực thuộc Hoài Khánh thực hiện thì các công ty kia đều không được tham gia. Hễ là hạng mục xây dựng của quốc gia hoặc tỉnh diễn ra trong địa bàn Hoài Khánh, thị ủy ban thị xã Hoài Khánh sẽ đề nghị đơn vị chủ quản cân nhắc độ tin cậy của đơn vị nhận thầu. Điểm này tôi đã báo cáo với bí thư Trần cùng thị trưởng Hà và được đồng ý, sắp tới sẽ phát văn bản tới toàn thị xã. Nếu quận huyện nào vi phạm sẽ kỷ luật đảng. Lời này của hắn làm bên dưới xôn xao, đây chính là tước đoạt khả năng tham gia các công trình công cộng của các công ty. Mà mất cơ hội này có nghĩa anh mất khả năng cạnh tranh cùng các công ty khác trên địa bàn Hoài Khánh, chỉ có thể rời khỏi Hoài Khánh. Thị trưởng Triệu, đây có phải quá đáng không? Chính sách áp chế này căn bản không dựa theo chính sách và pháp luật nào cả.
bây giờ quốc gia chúng ta là xã hội pháp trị, đây là chính quyền vi phạm pháp luật. Một người tức giận đứng lên. Anh là giám đốc Điền công ty xây dựng Hoa Á. Nếu tôi nhớ không lầm thì Hoa Á còn nợ công ty đầu tư tín dụng 5 triệu. Triệu Quốc Đống lạnh lùng nói. Vi phạm pháp luật hay không cũng không phải do anh quyết định, cũng không phải do tôi mà do pháp luật quyết định. Đại biểu pháp luật thì sẽ là tòa án nhân dân. Nếu anh cảm thấy ở công trình nào đó mà chính quyền loại trừ Hoa Á của anh ở ngoài, anh hoàn toàn có thể kiện chính quyền, tôi xin tán thành. Đây là cơ hội thúc đẩy xã hội pháp trị của chúng ta. Triệu Quốc Đống nói như vậy làm họ Điền chỉ có thể oán giận ngồi tại chỗ không nói được gì. Nếu đi kiện mà thắng thì Trung Quốc đúng là tiến vào thời đại xã hội pháp trị. Tôi còn một câu, tôi phụ trách mảng tài chính của thị xã. Mặc dù các ngân hàng thì chính quyền sẽ không quản được, nhưng chính quyền thị xã Hoài Khánh có chức năng chỉ đạo sự kinh doanh của các ngân hàng. Tôi sẽ chuyển danh sách khách nợ tiền của công ty đầu tư tín dụng với danh nghĩa chính quyền thị xã Hoài Khánh sang cho ngân hàng, nhắc bọn họ tránh nguy hiểm. Tôi cũng sẽ mật thiết chú ý tình hình vay vốn ngân hàng của các công ty đó. Lúc cần tôi nghĩ chúng ta có thể tiến hành xử lý theo pháp luật, nếu có ai không tin công tác của tòa án thì kệ người đó, nhưng tôi kiên quyết tin vào hiệu quả của tòa án. Lời nói đầy vẻ châm chọc của Triệu Quốc Đống làm nhiều giám đốc bên dưới không nhận được. Phong cách của Triệu Quốc Đống hoàn toàn khác với Đặng Nhược Hiền. Nhưng lời nói của hắn lại làm cho mọi người cảm thấy Triệu Quốc Đống này không phải kẻ mềm lòng. Hắn giống con chó săn nhe răng muốn cắn. Cuối cùng tôi nhắc mọi người không nên xem lời của tôi như gió qua ta. Tôi tin vài hành động trước đó đã chứng minh lời tôi nói, không nên cố gắng khiêu chiến sự nhẫn nại của tôi. Tôi tới Hoài Khánh làm việc không phải hy vọng gây phiền phức cho ai, nhưng tôi không biết có người không biết xấu hổ, người như vậy tôi sẽ tát mạnh vào mặt kẻ đó để y nhanh chóng tỉnh táo lại. Quyển 10, chương 46. Triệu Quốc Đống uyển chuyển từ chối lời mời ở lại ăn bữa tối. Hắn biết mình mà tham gia thì chỉ sợ nhiều người khó có thể nuốt được bữa ăn. Hội nghị hôm nay đã bị hắn phá ngang, cũng nên để bọn họ có thời gian mà tỉnh táo, nếu không tích oán quá nhiều trong lòng thì sẽ không có lợi cho cơ thể. Sau khi chào hai vị chủ nhiệm ủy ban xây dựng và Đặng Nhược Hiền, Triệu Quốc Đống liền trực tiếp rời đi. Đặng Hoa Minh đã chờ Triệu Quốc Đống ở chính quyền thị xã. Cao Đan cũng nhận được thông báo mà tới chính quyền thị xã gặp Tương Trung Hoa, bàn kế hoạch thu tiền. Việc ở địa phận An Đô làm cho Tương Trung Hoa đúng là không còn dám đối đầu với chính quyền Hoài Khánh, nhất là sau khi về Hoài Khánh, Đặng Hoa Minh liền gọi điện và trả lại điện thoại di động cho Tương Trung Hoa. Tương Trung Hoa liền gọi ra tìm hiểu tình hình. Y nhìn thấy xe Lexus và BMW của mình được đỗ vào bãi, ngoài ra còn có mấy xe quen mắt, trong đó còn có cả xe BMW 745 biển Ano 0088, chủ xe này là người có thể đi ngang ở Hoài Khánh mà cũng bị tịch thu tới đây. Điều này làm cho Tương Trung Hoa bớt oán giận hơn. Trên thực tế khi mọi người biết Triệu Quốc Đống là kẻ không nể mặt ai thì trong lòng cũng thư thái hơn. Dù sao bọn họ đã vay tiền của công ty đầu tư tín dụng, bây giờ chỉ là trả tiền mà thôi. Không có tiền thì thôi, có tiền thì không sao mà. Chỉ cần công bằng là mọi người có thể trả lại tiền. Tương Trung Hoa rất sảng khoái đồng ý tạm thời để hai chiếc xe lại và ký cam kết với chính quyền Hoài Khánh, cũng cam đoan trong vòng một tuần sẽ trả cả vốn lẫn lãi. Đám người Đặng Hoa Minh rất lễ phép và nhiệt tình đưa Tương Trung Hoa ra ngoài. Lão Đặng, anh làm rất tốt, Tương Trung Hoa vẫn là khối tâm bệnh trong lòng tôi. Tiền y nợ mặc dù không nhiều nhưng muốn thu nợ của y lại là khó khăn nhất. Y thường xuyên không liên lạc gì với Hoài Khánh, lại có quan hệ ở An Đô. Lần này có thể lấy được hai xe của y về coi như là cảnh cáo đám mù mắt, cũng thể hiện được quyết tâm của chính quyền Hoài Khánh chúng ta. Triệu Quốc Đống khoanh tay đi quanh mấy chiếc xe mà cười nói. Cục trưởng cáo, có phải là nên định giá số xe này? Đám người kia mà không trả tiền thì tôi thấy có thể tiến hành đấu giá xe. Tôi tin nhiều người thích mấy chiếc xe vừa đẹp vừa có biển xịn này. Thị trưởng Triệu. Ngài không cần phải lo lắng, những người đó đều thích giữ thể diện, hơn nữa bọn họ cũng không phải không có tiền trả nợ, mọi người đều là nhìn nhau xem có trả không mà. Bây giờ ai cũng muốn xem có người nào có thể không trả tiền mà mang được xe đi. Cáo Đan cười ha hả nói. Ừ, như vậy để bọn họ cứ nhìn nhau đi, tôi thấy không có xe xem bọn họ ra vẻ như thế nào. Đã ký cam kết rồi mà không trả thì đừng trách tôi. Triệu Quốc Đống cười lạnh nói. Thị trưởng Triệu. Đội trưởng Đằng đúng là có công lớn. Bọn họ không dễ dàng có thể tịch thu xe. Chúng tôi dựa theo yêu cầu của ngài đi tìm mấy công ty khác, thái độ của bọn họ đã thoáng hẳn,
dù trong lúc nhất thời không đủ tiền thì đều tỏ vẻ sẽ nhanh chóng thu xếp tiền để trả. Cáo Đan rất phục về lượng công việc và tác phong làm việc của đám người Đằng Hoa Minh. Lão Cáo, anh đây là gặp mấy công ty mà bọn họ cũng muốn trả tiền, chẳng qua thấy người khác không trả mà mình trả thì oan uổng, nên mới kéo dài. Bây giờ chỉ cần có mấy người đi trước thì bọn họ cũng sẽ không kéo nữa. Triệu Quốc Đống hiểu rõ tâm trạng các công ty vay tiền kia. Đều là thấy anh không trả, tôi dựa vào gì mà phải trả. Người khác dùng mà không trả, tôi sao không thể. Ai chẳng có quan hệ, ai chẳng có chỗ dựa, ai chẳng có lai lịch. Nhổ được cái đinh cứng là công ty Mỹ Gia đã tạo được hiệu quả khá tốt. Liên tục cắt điện vài ngày, công ty Mỹ Gia đã không thể duy trì được, cũng có vài người tìm tới cửa, ngay cả Trịnh Kiện cũng gọi tới cho Triệu Quốc Đống để hỏi việc này. Điều này có thể thấy bản lĩnh của Ổ Vân Kiến. Chẳng qua Triệu Quốc Đống cũng rất thẳng thắn nói ra khó khăn của mình, mấy người kia đều hiểu và không hỏi tới nữa. Khoản tiền đầu tiên đã chuyển vào tài khoản của tổ công tác, hai hôm sau là có khoản tiền thứ hai. Triệu Quốc Đống rất chú ý mấy cái đinh cứng rắn. Chỉ cần nhổ được công ty Mỹ ra thì mấy công ty bình thường khác sẽ noi theo. Về phần đám người chỉ tịch thu xe mới nghe lời thì công việc sau đây cũng dễ dàng hơn. Trong thời gian này Đằng Hoa Minh cũng khá vất vả, điều này Triệu Quốc Đống biết. Tìm được tin tức về Tương Trung Hoa đúng là không dễ dàng, qua đó có thể thấy năng lực của Đằng Hoa Minh. Quy luật hoạt động của Tương Trung Hoa ở Ando cũng là nhờ quan hệ của Đằng Hoa Minh cung cấp, bọn họ tìm kiếm nửa tháng, về cơ bản xác định rõ Tương Trung Hoa có vài căn biệt thự ở Ando, sau đó bắt đầu ôm cây đợi thỏ ở chỗ một tình nhân mà Tương Trung Hoa hay tới nhất, cuối cùng đã thành công. Chẳng qua phản ứng của tình nhân Tương Trung Hoa khá nhanh, kịp thời gọi cho cảnh sát. Chẳng qua như vậy cũng càng dễ cho việc đối phó Tương Trung Hoa. Tương Trung Hoa ở Ando mà có thể mang về được Hoài Khánh, chẳng lẽ ở Hoài Khánh này mà còn không làm gì được sao? Lão Đằng, làm xong việc này anh và các anh em có thể nghỉ 3 ngày để hồi phục sức khỏe, chuyện còn lại giao cho mấy người lão cáo làm. Triệu Quốc Đống rất hài lòng với biểu hiện của Đằng Hoa Minh, làm việc mà mất lòng người nhưng vẫn không do dự mà làm. Chỉ riêng điểm này đã đáng được khen. Thị trưởng Triệu. Nếu như dựa vào tiến độ hiện nay thì đến tháng 6 đòi được 30 triệu là không vấn đề gì, tôi thấy rất có thể đạt được 40 triệu. Cáo Đan là quan chức đầy văn nhã, chẳng qua khi làm việc cũng có tính xông kích. Đây cũng là nguyên nhân mà việc này được giao cho y. 40 triệu, làm lớn như vậy chẳng lẽ chỉ vì 40 triệu thôi sao? Mục tiêu thấp nhất mà tôi đặt ra là 60 triệu. Triệu Quốc Đống hừ một tiếng rồi nói. Năm nay ủy ban có nhiều khoản cần dùng tới tiền. Bí thư Trần cùng thị trưởng Hà đã bàn với tôi do Hoài Khánh mấy năm trước trầm lắng nên năm nay cần phải có điểm sáng trong công việc. Thị xã dự định có vài hành động lớn, muốn cho tất cả cán bộ, quần chúng nhân dân cảm nhận thị xã Hoài Khánh chúng ta có động lực đi tới, như vậy trong túi phải có tiền. Tài chính năm ngoái của Hoài Khánh gặp hạn lớn, bây giờ vốn đang suy yếu. Nếu như không nghĩ biện pháp kiếm tiền về thì chỉ dựa vào tài chính hiện nay là không được. Cáo Đan cũng biết tài chính của Hoài Khánh bây giờ không bằng 2-3 năm trước. Việc xóa bỏ quỹ tín dụng nông thôn khiến tài chính Trường Xuyên không ngừng phải bơm máu cho các quận, huyện. Hơn nữa mấy công ty lớn nhất của Hoài Khánh 2-3 năm nay kinh doanh kém, kinh tế tư nhân lại phát triển chậm và ở trạng thái nửa sống nửa chết, không tạo được không khí thích hợp cho sự phát triển. Đương nhiên điều này cũng có quan hệ đến cơn động đất chính trường vừa rồi. Hơn nữa hệ thống kinh tế Hoài Khánh những năm 90 vẫn xoay quanh năm công ty kia. Khi năm công ty làm ăn suy yếu thì động cơ phát triển kinh tế Hoài Khánh sẽ mất. Thị trưởng Triệu, mấy năm nay Hoài Khánh đúng là rất lạc hậu. Mấy thị xã vốn xếp dưới Hoài Khánh chúng ta bây giờ đã tiến lên và vượt qua chúng ta, thậm chí ngay cả Ninh Lăng ngài làm trước đây cũng đã vượt qua Hoài Khánh. Bây giờ lãnh đạo mảng kinh tế Hoài Khánh lên tỉnh họp đều cúi gằm mặt xuống. Hoài Khánh chúng ta có vị trí địa lý và hoàn cảnh tự nhiên tốt như vậy, hơn nữa có trụ cột sản xuất công nghiệp, những năm 80. Đầy 90 thì Hoài Khánh thậm chí chỉ kém mỗi Ando. Bây giờ không ngờ thành một trong ba thị xã xếp cuối cùng của tỉnh, đây là sỉ nhục. Cáo Đan là cán bộ trưởng thành ở Hoài Khánh, mắt thấy Hoài Khánh huy hoàng một thời đến bây giờ xuống dốc, nhất là tình hình Hoài Khánh mấy năm nay suy yếu rất lớn. Điều này làm y rất đau lòng. Chẳng qua thời gian này y tiếp xúc với Triệu Quốc Đống và thấy vị phó thị trưởng thường trực này không phải tới để quá độ. Đây là người muốn làm ra một phen sự nghiệp ở Hoài Khánh. Chẳng qua Triệu Quốc Đống còn trẻ nên có thể làm được đến mức nào cũng là một vấn đề. Quyển 10, chương 47. Chiều hôm đó Triệu Quốc Đống hẹn tất cả nhân viên của tổ công tác đến nhà hàng lẩu nổi tiếng nhất Hoài Khánh,
hắn mời khách với tư cách cá nhân nhằm cảm ơn mọi người đã cố gắng làm việc, đồng thời cũng muốn kéo gần khoảng cách. Trong bữa ăn Triệu Quốc Đống khá sảng khoái, rượu đến là uống, nói chuyện trên trời dưới đất với cán bộ. Mấy cán bộ trẻ rất hứng thú về kinh nghiệm trước đây của thị trưởng Triệu, không ngừng hỏi về tình huống của Triệu Quốc Đống trước khi tới Hoài Khánh. Triệu Quốc Đống cũng không giấu giếm, nói qua kinh nghiệm công tác của mình, trong đó cũng tránh không khỏi việc đưa ra vài thành tích. Điều này làm mọi người phải thầm phục hắn. Nhất là khi nói việc lôi kéo được các công ty vào khu khai phát huyện Giang Khẩu, tạo dựng khu du lịch Kỳ Lân Quan, núi Hốt Luân huyện Hoa Lâm, tranh thủ được hạng mục trụ sở sản xuất thiết bị ngành điện của quốc gia vào tay ở khu khai phát Ninh Lăng, điều này càng làm các cán bộ thích nghe hơn về kinh nghiệm của hắn. Cáo Đan cũng không nghĩ ra Triệu Quốc Đống còn trẻ mà đã trải qua nhiều cương vị như vậy. Y thậm chí vẫn còn nhớ về bài báo trên Nhật Báo An Nguyên hơn 5 năm trước. Khi ấy y là trưởng phòng của Cục Tài chính Hoài Khánh, y đúng là phải thầm than về việc một cán bộ của Ban Quản lý Khu Khai Phát Giang Khẩu dùng một bộ sách của Kim Dung mà đạt được khoản đầu tư 17 triệu. Y không ngờ người kia lại là vị thị trưởng Triệu trẻ tuổi này. Mà 5 năm trước Triệu Quốc Đống khoảng 23, 24 tuổi đã tạo được tiếng vang lớn như vậy. Triệu Quốc Đống cũng không biết khi mình còn ở Giang Khẩu mà đã có người ở Hoài Khánh biết. Hắn chỉ muốn giới thiệu kinh nghiệm công tác của mình để được mọi người tin tưởng. Trong những người này ngoài đội ngũ công an ra thì còn có nhân viên của Cục Tài chính, Cục Thống kê, Ủy ban Kỷ luật, Thanh tra Thị xã, Ủy ban Thị xã, Ủy ban Kế hoạch Phát triển, có thể nói quy mô không nhỏ, trong thời gian này cũng đạt được thành tích không nhỏ. Triệu Quốc Đống cũng đang dần quen thuộc với công việc, đồng thời cũng nhanh chóng hiểu rõ đồn nghiệp và cấp dưới xung quanh. Làm phó thị trưởng thường trực, hắn chủ yếu phụ trách văn phòng ủy ban kế hoạch phát triển, cục tài chính, cục nhân sự, cục thống kê, cũng cần liên lạc bên ngân hàng, thuế, đây đều là các ngành hắn có nhiều quan hệ, nhanh chóng quen với lãnh đạo chủ yếu của các ngành này sẽ giúp hắn dễ triển khai công việc. Cáo Đan cũng là một cán bộ được hắn để mắt tới. Vị phó cục trưởng cục tài chính này mặc dù nhìn nho nhã nhưng sau mấy lần tiếp xúc làm hắn đánh giá cao Cáo Đan. Người này làm việc kiên định, quen với công tác tài chính, hơn nữa còn có sự kiên nhẫn và kiên quyết. Ví dụ như công tác đòi nợ này, Cố Hiểu Bằng giao việc khổ cực này cho y, Cáo Đan mặc dù có chút ý kiến nhưng vẫn tiếp nhận và làm tròn chức trách. Nhất là khi hắn giao nhiệm vụ, biết rõ sẽ đắc tội với người nhưng cũng không lấy lý do đùn đẩy, ít nhất cũng đến trao đổi. Mặc dù nói thủ đoạn không linh hoạt và cao siêu như Đằng Hoa Minh, nhưng cũng là lãnh đạo hiếm có trong lĩnh vực tài chính. Về phần Đằng Hoa Minh thì hắn có ấn tượng rất sâu. Từ góc độ công an mà nói thì người này làm càng tốt. Hắn không rõ sao Đằng Hoa Minh ở cục công an lại bị bỏ xó, nhưng ít nhất từ năng lực công việc thì có thể thấy người này là nhân tài. Hoài Khánh không phải không có người tài, đây là suy nghĩ của Triệu Quốc Đống. Nhất là sau vụ án Cổ Diệu Hoa khiến nước mặc dù càng đục nhưng cũng mang tới cơ hội cho không ít người. Làm cho nhiều người vốn không có cơ hội trồi lên, bây giờ đã được lộ diện. Chấm. Quốc Đống, công việc thu hồi nợ đúng là nằm ngoài suy đoán của tôi, đáng mừng. Hà Chiếu Thành đây là nói thật lòng. Hơn một tháng mà 40 triệu đã chuyển vào tài khoản, đã vượt qua định mức 30 triệu, điều này là rất đáng mừng cho tài chính thị xã đang gặp khó khăn. Thị trưởng. Con người của tôi không thích kể công, 40 triệu này đúng là phải dành nhiều tâm trí mà làm. Nhưng không chỉ có tôi mà còn nhờ cục trưởng cáo cục tài chính, mấy đồng chí cục công an cũng có cống hiến lớn. Nhất là chi đội trưởng Đằng Hoa Minh của đại đội cảnh sát hình sự, có thể nói là tinh anh. Không có anh ta nổ súng mấy lần thì công tác thu hồi nợ sẽ không thực hiện tốt như vậy. Triệu Quốc Đống cũng biết bây giờ chưa phải lúc khen thưởng, nhưng ít nhất cũng nên để Hà Chiếu Thành biết ai là người bỏ công sức nhiều hơn cả. Như vậy cũng tiện cân nhắc khen bọn họ. Ừ tôi biết, mấy đồng chí cục công an thị xã đúng là làm rất tốt, coi như đã tạo uy phong cho chính quyền thị xã. Hà Chiếu Thành ngồi trên ghế rồi cười ha hả nói. Quốc Đống, cậu không cần nói nhiều, sau khi công việc kết thúc thì thị ủy ban nhất định sẽ tiến hành khen thưởng các đồng chí có biểu hiện xuất sắc. Thị trưởng biết là tốt rồi, chẳng qua ý của tôi là làm công tác thu hồi nợ đã đắc tội những người có danh tiếng ở Hoài Khánh chúng ta. Nếu chỉ biểu dương bình thường thì theo tôi không đủ để khen ngợi các đồng chí quên mình vì công việc này. Cho nên tôi đề nghị thị trưởng về việc đề nghị các đơn vị đề bạt các điều chỉnh có biểu hiện xuất sắc. Triệu Quốc Đống cảm thấy Hà Chiếu Thành đã quên điều đã trao đổi với mình. Lúc trước hắn đã nói sau khi kết thúc công việc này mà cứ để cán bộ về một cách im lặng sẽ làm lạnh trái tim cán bộ. Lúc ấy Hà Chiếu Thành cũng đồng ý với quan điểm của hắn, sao bây giờ nói chuyện lại khác? Quốc Đống.
công tác thu hồi nợ không diễn ra trong thời gian dài. Thị ủy, ủy ban thị xã sẽ khen thưởng công tác này, vinh dự này đối với bọn họ cũng là hiếm có. Tôi nghĩ việc dùng người của các cơ quan đều có ý kiến của bọn họ, thị ủy, ủy ban cho thấy thái độ là đủ rồi. Triệu Quốc Đống liền hiểu ra, xem ra Hà Chiếu Thành có vẻ không vui khi hắn đạt được thành tích. Ai cũng nói Hà Chiếu Thành bề ngoài thì thẳng thắn nhưng thực ra lại là kẻ hẹp hòi. Hà Chiếu Thành phụ trách công tác thu hồi nợ trong thời gian không ngắn, không có động tác gì. Hắn vừa kiêm chức phó tổ trưởng liền đẩy hết gánh nặng sang cho hắn, còn bắt phải đòi được 30 triệu. Điều này làm cho Triệu Quốc Đống phải có cái nhìn. Triệu Quốc Đống có thể nghĩ ra đây là Hà Chiếu Thành muốn lợi dụng việc này làm hắn mất uy tín. Triệu Quốc Đống mặc dù coi thường nhưng không thể hiện ra mặt. Thị trưởng nói đúng, chẳng qua tôi cảm thấy nên đánh giá cao độ về công việc này, để cho các cơ quan nhận thức tầm quan trọng của nó, cùng với nỗ lực và tâm huyết của các đồng chí. Ra khỏi văn phòng Hà Chiếu Thành, Triệu Quốc Đống rất buồn bực. Nhưng y là thị trưởng, hắn là phó thị trưởng nên chỉ có thể phục tùng. Chế độ phúc lợi nhà tập thể cho cán bộ thị ủy, ủy ban thị xã cần mấy chục triệu, yêu cầu phải trong nửa đầu năm huy động được tiền, nửa năm tới sẽ toàn tiện khởi công. Ở tình hình tài chính thị xã hiện nay thì đúng là thiếu hụt trầm trọng, Hà Chiếu Thành lại làm trò cũ là đá việc này sang cho hắn. Triệu Quốc Đống bây giờ đúng là coi thường Hà Chiếu Thành. Anh không có năng lực không sao, chỉ cần công bình, công chính, dùng tốt cấp phó là công việc của ủy ban vẫn vận chuyển tốt. Nhưng nếu chính anh không thể làm trục giữa vững chắc, lại không muốn cấp phó thể hiện tốt hơn mình, suốt ngày muốn giữ vững vị trí của mình thì quá ngu ngốc. Triệu Quốc Đống loáng thoáng cũng cảm giác được Trần Anh Lộc có cái nhìn với Hà Chiếu Thành. Thời gian này khi hắn trao đổi công việc với Trần Anh Lộc cũng không ngừng yêu cầu hắn chủ động phát huy tính chủ quan, phải tích cực phối hợp với Hà Chiếu Thành, bỏ tay mà làm việc, gánh vác và chia sẻ gánh nặng với Hà Chiếu Thành. Triệu Quốc Đống vốn thấy đó là bình thường. Trần Anh Lộc cảm thấy hắn còn trẻ, nhiều sức lực nên làm được nhiều việc, chia sẻ công việc cho Hà Chiếu Thành cũng là bình thường. Nhưng bây giờ nghĩ mới thấy lời của Trần Anh Lộc có vấn đề. Làm cho hắn phát huy tính chủ động trong công việc, lại còn nhấn mạnh hắn phát huy tính chủ quan, đây là phó đoạt trưởng. Trần Anh Lộc cũng làm trong quan trường vài chục năm thì sao không hiểu đạo lý trong đó. Nhưng vì sao đối phương lại nhắc mình như vậy? Là do cảm thấy mình có thể giúp đỡ tốt cho Hà Chiếu Thành, hay là cảm thấy Hà Chiếu Thành đã thành chướng ngại cho việc triển khai công việc của Hoài Khánh? Quyển 10, chương 48. Triệu Quốc Đống khảo sát xong công ty điện tử Đằng Long đã là gần 11 giờ trưa. Bí thư Đảng ủy, chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát Mai Dã Bình, phó chủ nhiệm Mạnh Đại Toàn, Hồ Phú Điền, tránh văn phòng Ngô Cơ cùng với trưởng phòng thu hút đầu tư Lang Bân cùng hắn lên xe. Cơ chế của khu khai phát Hoài Khánh khác với Ninh Lăng. Bí thư Đảng ủy và chủ nhiệm từ trước đến giờ đều do một người phụ trách nhưng chưa bao giờ do lãnh đạo thị xã kiêm nhiệm. Điều này làm Triệu Quốc Đống cảm thấy địa vị của khu khai phát trong mắt thị ủy ủy ban Hoài Khánh được coi trọng như bên Ninh Lăng. Biểu hiện của khu khai phát Hoài Khánh cũng không quá lý tưởng, một khu đất to như vậy đã được phân bố cụ thể, đường, nước, điện, giao thông đều có, quá trình xanh hóa cũng đủ nhưng không có mấy công ty lớn tiến vào, điều này làm Triệu Quốc Đống có chút khó hiểu. Điều kiện của khu khai phát Hoài Khánh tốt hơn bên Ninh Lăng nhiều. Nhưng Triệu Quốc Đống lại thấy bên này rất trầm lắng, thiếu nhiệt huyết và sức sống giống như khi hắn mới tới khu khai phát Ninh Lăng vậy. Khu khai phát Ninh Lăng do tài chính có hạn nên mặc dù quy hoạch đã có nhưng xây dựng cơ sở trụ cột chưa đủ, về cơ bản khi có công ty nào vào và chọn khu đất ở đâu thì điện, nước, thông tin mới theo kịp. Biểu hiện là khu khai phát coi trọng, cũng thể hiện hiệu suất làm việc của Ninh Lăng, nhưng thực tế là do tài chính hạn hẹp, không thể làm trên quy mô lớn. Mà quy hoạch đường, đèn đường, thông tin, điện, nước, hoàn cảnh xa hóa, san đất của khu khai phát Hoài Khánh đều đã làm tốt. Nếu chỉ riêng về điều kiện cứng thì tuy kém khu khai phát Miên Châu, Kiến Dương, nhưng còn hơn khu khai phát các thị xã khác của tỉnh. Nhưng công tác thu hút đầu tư của Hoài Khánh lại không tốt. Triệu Quốc Đống khảo sát mấy công ty tiến vào khu khai phát. Hắn muốn biết tại sao mấy công ty này vào, công ty khác lại không vào khu khai phát Hoài Khánh. Trước đó Triệu Quốc Đống đã trao đổi với Mai Dã Bình. Sau khi Cổ Diệu Hoa ngã ngựa thì Mai Dã Bình mới lên làm bí thư đảng ủy kiêm chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát Hoài Khánh, lên chức chưa đầy năm. Y trước vốn là phó chủ nhiệm ủy ban kinh tế thị xã, sau khi Trần Anh Lộc đến Hoài Khánh liền trực tiếp điểm danh Mai Dã Bình tới khu khai phát. Nghe nói lúc ấy Hà Chiếu Thành cũng chọn người khác. Lão Mai, tình hình đúng là làm người ta không hài lòng.
bảo sao bí thư Trần cùng thị trưởng Hà luôn nói trụ cột của khu khai phát tốt, phương tiện cứng đầy đủ. Đây biến tướng nói khu khai phát có đủ điều kiện mà lại không làm tốt công việc. Mai Giã Bình cũng đã tiếp xúc với Triệu Quốc Đống mấy lần, cũng biết tác phong làm việc của Triệu Quốc Đống là như vậy, luôn thẳng thắn, có gì nói ngay. Chẳng qua mấy người còn lại chưa tiếp xúc với Triệu Quốc Đống nên hơi tái mặt. Vị thị trưởng Triệu này đang có danh tiếng, nghe nói hơn một tháng thu hồi nợ đã làm cả Hoài Khánh loạn lên, yêu cầu cục cung ứng điện cắt điện các công ty nợ, yêu cầu cục công an thu xe, yêu cầu bên thuế và kiểm toán tiến hành điều tra các công ty còn nợ tiền, gửi danh sách đen các công ty còn nợ sang bên hệ thống ngân hàng, yêu cầu các ngành và quận, huyện cấm các công ty còn nợ nhận công trình công cộng. Một hai tuần trước nghe thị trưởng Triệu muốn tới khu khai phát điều tra làm cho cán bộ khu khai phát sợ hãi. Tình hình khu khai phát không tốt thì mọi người đều biết. Vị thị trưởng Triệu này nghe nói yêu cầu rất cao trong công việc, không khách khí phê bình. Nghe nói trong hội nghị công tác năm của ngành xây dựng y đã châm chọc giám đốc của mấy công ty nợ tiền, khiến cho nhiều giám đốc công ty sợ tối hôm đó Triệu Quốc Đống ở lại dùng bữa. Nghe đối phương không lưu lại thì nhiều người thở phào nhẹ nhõm, hoan hô. Thị trưởng Triệu, sự phát triển của khu khai phát Hoài Khánh đúng là không quá tốt. Mai Giã Bình cũng không ngại. Triệu Quốc Đống mặc dù lần đầu tới khu khai phát nhưng sau khi chính quyền thị xã phân công Triệu Quốc Đống phụ trách khu khai phát, Mai Giã Bình cũng đã đến báo cáo hai lần. Triệu Quốc Đống về cơ bản đồng ý với quan điểm của y. Lão Mai, đây không phải không quá tốt mà là rất không tốt. Triệu Quốc Đống không hề khách khí cắt ngang lời Mai Giã Bình. Cổ Diệu Hoa bị bắt đã hơn năm mà khu khai phát không thu hút được công ty nào ra hồn. Mà các công ty trước đó bởi vì dính đến vấn đề đất và xây dựng mà bị viện kiểm sát, ủy ban kỷ luật và thanh tra đến hỏi nhiều lần. Mặc dù không bắt người nhưng cũng làm giám đốc các công ty trong khu khai phát sợ hãi. Bọn họ nói nếu như không phải đầu tư quá nhiều vào đây thì bọn họ tuyệt đối không muốn ở lại Hoài Khánh. Tôi biết chỗ khó xử của các anh, nhưng hôm nay tôi không muốn nghe lý do khách quan, tôi muốn nói chính là vấn đề còn tồn tại. Ban quản lý khu khai phát đã tiến hành nghiên cứu vấn đề còn tồn tại chưa? Đã dùng bao tâm trí để đưa ra cách đối phó? Nếu như đã có cách thì các anh đã chứng thực bao nhiêu? Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói. Tôi hôm nay đến 4 công ty, 3 nhà máy đang sản xuất bình thường, 1 nhà máy dừng sản xuất, nghe nói do tài chính lưu động có vấn đề. Các anh còn đỡ là không dẫn tôi tới các nhà máy chỉ làm ăn tốt, cũng làm cho tôi thấy nhà máy kinh doanh khó khăn. Đám người Mai Giã Bình khi xác định điểm đi thăm của Triệu Quốc Đống thì không phải không nghĩ tới mà là không dám. Với tác phong làm việc của Triệu Quốc Đống, anh tốt nhất là thể hiện rõ hiện trạng của khu khai phát, bị phê bình cũng được, bị mắng cũng được. Nếu như anh che giấu rồi bị phát hiện thì cứ chờ bị xử lý đi. Đại biểu 4 nhà máy đều có ở đây, các anh cũng thấy tôi đã một mình trao đổi với bọn họ. Tôi hỏi vấn đề lớn nhất bọn họ gặp phải là gì, lo nhất vấn đề gì. Hy vọng chính quyền giải quyết vấn đề gì nhất cho bọn họ. Bọn họ mới đầu còn không nói rõ. Tôi nói mình là phó thị trưởng mới tới, phụ trách khu khai phát. Ban quản lý khu khai phát làm không tốt thì tôi chịu trách nhiệm, chỉ cần phù hợp pháp luật thì tôi sẽ hết lòng vì sự phát triển của các nhà máy. Điều làm tôi rất ngạc nhiên là giám đốc các nhà máy không lo về khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng, cũng không lo vấn đề tài chính và con đường tiêu thụ, mà lo vụ án kia có ảnh hưởng tới bọn họ không. Nghe Triệu Quốc Đống nói tới vấn đề này, dù là Mai Giã Bình hay mấy người còn lại đều vểnh tai lên nghe thị trưởng Triệu xác định sao về việc nhạy cảm này. Vấn đề trước đó tôi không rõ, không hỏi, đó là việc của Ủy ban Kỷ luật và bên tư pháp. Nhưng tôi tin rằng các công ty từ ngoài đến mà chủ động hối lộ Cổ Diệu Hoa là không thể. Nếu thật sự có thì tôi sớm nghĩ bên viện kiểm sát đã có hành động. Chính xác mà nói trong cán bộ chúng ta có sâu mọt thì đảng ủy ban phải chịu trách nhiệm. Bây giờ Ủy ban Kỷ luật, Viện Kiểm sát đang điều tra mạnh Cổ Diệu Hoa, đây là thể hiện thái độ của đảng ủy chính quyền không nương tay với kẻ hủ bại. Tôi cũng biết giám đốc các nhà máy cũng có điều lo lắng, đó là bọn họ bị Ủy ban Kỷ luật và Viện Kiểm sát yêu cầu phối hợp điều tra thì có thể khiến cho người kế nhiệm kiêng kỵ và có cái nhìn không. Tôi đã nói rõ với bọn họ việc điều tra Cổ Diệu Hoa thì cán bộ, quần chúng cả Hoài Khánh đều vỗ tay khen hay, không nên suy nghĩ tố chất cán bộ Hoài Khánh đều kém như vậy. Cũng không nên cảm thấy ở Hoài Khánh có quy tắc ngầm gì. Cổ Diệu Hoa là quá khứ, chỉ đại biểu một nhóm người. Cho nên tôi cam đoan với bọn họ, hoan nghênh bọn họ yên tâm sản xuất, kinh doanh ở Hoài Khánh. Thị ủy ban thị xã Hoài Khánh và ban quản lý khu khai phát sẽ cố gắng giúp đỡ bọn họ trong phạm vi chính sách quyết định.
theo Triệu Quốc Đống biết thì ảnh hưởng từ vụ án cổ rượu hoa đã truyền ra ngoài. Nhiều công ty sợ dính vào việc này, đây là nguyên nhân chính khiến khu khai phát Hoài Khánh không thu hút đầu tư được, làm như thế nào phá vỡ việc này. Triệu Quốc Đống thấy mọi người trong xe đều bị thu hút với lời nói của mình, kể cả vị phó trưởng ban thư ký kiêm chánh văn phòng ủy ban thị xã Tần Hướng Nam cũng như vậy. Ý của tôi là dự định tổ chức cuộc hội đàm thu hút đầu tư. Ngoài mời mấy giám đốc công ty trên địa bàn Hoài Khánh, cũng mời các công ty có hứng thú với Hoài Khánh ở Ando, Vũ Hán, Trường Sa, Trùng Khánh đến tham gia. Đồng thời tôi cũng sẽ mời Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy và Viện Kiểm sát tỉnh phái nhân viên tham gia hội nghị này, mời bọn họ giới thiệu qua về vụ án cổ rượu hoa, qua đó loại trừ sự nghi ngờ và lo lắng của bên ngoài đối với Hoài Khánh chúng ta. Tôi cũng xin mời Bí thư Trần cùng Thị trưởng Hà đưa ra hứa hẹn việc Hoài Khánh sẽ thay đổi hoàn cảnh, phục vụ các nhà đầu tư, đưa ra các chính sách hỗ trợ. Lời Triệu Quốc Đống nói làm mọi người rung động, đây không chỉ đơn giản như Triệu Quốc Đống nói. Tổ chức cuộc hội đàm thì ai cũng có thể làm được, nhưng muốn mời Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy và Viện Kiểm sát tỉnh đến để tiêu trừ ảnh hưởng từ vụ án của cổ rượu hoa thì không phải điều mà thị ủy, Ủy ban thị xã Hoài Khánh có thể làm được, điều này cần trao đổi với tỉnh. Quyền 10, chương 49. Biểu hiện của Triệu Quốc Đống khi khảo sát ở khu khai phát đã tạo thành ấn tượng sâu sắc cho những người đi cùng. So với năm trước khi Triệu Quốc Đống đến Quy Ninh cùng huyện tỉnh khảo sát có vẻ ít nói thì bây giờ Triệu Quốc Đống đúng là đã lộ rõ bản sắc. Trong hội nghị cán bộ trung tầng của Ban Quản lý khu khai phát, Triệu Quốc Đống càng nói ra cảm tưởng của mình về công việc của khu khai phát Hoài Khánh. Hắn vừa khẳng định nhưng cũng chỉ ra vấn đề và đưa ra hy vọng. Điều này làm cho cán bộ của Ban Quản lý khu khai phát cảm thấy áp lực. Rất rõ ràng thị trưởng Triệu có ấn tượng không tốt đối với khu khai phát, mấy câu khẳng định chẳng qua chỉ là an ủi. Nhưng vấn đề mà Triệu Quốc Đống đưa ra đều rất sắc bén, mặc dù Mai Dã Bình đã sớm chuẩn bị tư tưởng cũng thấy nóng mặt. Lão Mai, hội nghị thu hút đầu tư không phải tôi nói khơi khơi, điểm này tôi đã trao đổi với hai lãnh đạo chủ yếu, bọn họ đều tán thành. Trên danh nghĩa là hội nghị thu hút đầu tư của tỉnh, nhưng quân chủ lực vẫn là khu khai phát, các quận, huyện khác cũng sẽ tham gia. Tôi đưa ra nhiệm vụ cho khu khai phát là phải thể hiện bộ mặt mới trong hội nghị thu hút đầu tư này. Triệu Quốc Đống ngồi trong xe chạy từ từ trên đại lộ của khu khai phát. Ngoài việc xem xét tình hình kinh doanh của các nhà máy ở khu khai phát, Triệu Quốc Đống cũng hy vọng có thể cảm nhận rõ địa lý của cả khu khai phát, cho nên hắn bảo Mai Dã Bình mang mình đi một vòng. Thị trưởng Triệu, ngài yêu cầu có bộ mặt mới đúng là thử thách chúng tôi. Chỉ có 2-3 tháng ngắn ngủi, khu khai phát dù dồn toàn lực cũng khó có điểm sáng. Mai Dã Bình cũng có chút lo lắng. Y cũng hiểu đôi chút về tác phong làm việc của Triệu Quốc Đống, đó chính là nói được làm được, nếu không sẽ không nói. Vì vấn đề khoản nợ của các công ty thiết bị giáo dục của Cục Giáo dục, Triệu Quốc Đống trong hội nghị thường trực ủy ban đã đưa ra yêu cầu Cục Giáo dục phải đảm bảo thực hiện nghĩa vụ, thu lại tiền theo đúng kỳ hạn, nếu không sẽ hỏi lãnh đạo liên quan đến Cục Giáo dục. Điều này làm Phó Thị trưởng An Nhiên phụ trách mảng giáo dục rất khó chịu, hai người tranh cãi trong hội nghị đến độ Hà Chiếu Thành thiếu chút nữa không thể khống chế tình hình. Sự bá đạo của Triệu Quốc Đống làm cho An Nhiên khó có thể chấp nhận, nghe nói cô còn lệ lưng tròng đi ra khỏi phòng hội nghị, điều này được mấy phó thị trưởng đồng tình. Nhưng đúng vì vậy lại làm cho mọi người kính sợ Triệu Quốc Đống. Theo Mai Dã Bình thấy thì Triệu Quốc Đống thậm chí còn khó đối phó hơn Hà Chiếu Thành. Hà Chiếu Thành đến chỉ là cưỡi ngựa xem hoa mà thôi, đưa ra mấy yêu cầu và hy vọng. Nhưng Triệu Quốc Đống thì khác, còn đến nói chuyện với giám đốc các công ty. Thậm chí còn bỏ nhân viên ban quản lý khu khai phát sang bên, vấn đề đưa ra cũng rất sắc bén. Điều này làm cho Mai Dã Bình và tất cả cán bộ khu khai phát thấy áp lực lớn. Không lấy thắng bại luận anh hùng, những lời này bây giờ thực ra chỉ là khẩu hiệu, là nói nhảm. Lão Mai, bây giờ chính là các nơi giành giật từng giây mà tiến lên. Một nhà đầu tư muốn tới đầu tư ở An Nguyên, y có thể chọn Hoài Khánh, cũng có thể chọn Miên Châu, Lam Sơn. Nhưng y không thể nào đầu tư ở 2 hoặc 3 nơi. Anh làm như thế nào đánh bại các đối thủ khác để được nhà đầu tư ưu ái, đây là cuộc đánh nhau sống còn, không có hòa. Triệu Quốc Đống nhìn Mai Dã Bình mà nói. Tôi không phải ép anh, thời gian 2 tháng cũng đủ để anh làm được nhiều việc. Tôi nói rồi, hoàn cảnh, phục vụ, chính sách, 3 điểm này ban quản lý hoàn toàn có thể nhằm vào. Làm như thế nào để cải thiện tác phong làm việc, tăng chất lượng phục vụ. Tạo hoàn cảnh ưu đãi, đây là trọng trách. Anh giải quyết được mấy vấn đề này thì tôi tin rằng khu khai phát sẽ tạo được điểm sáng. Thị trưởng Triệu, lời ngài nói thì tôi hiểu, nhưng chủ yếu do thời gian gấp,
nếu nóng lòng đạt thành hiệu quả thì có lẽ lại phản tác dụng. Mai Dã Bình cũng biết đây là thời kỳ mấu chốt của khu khai phát, nhưng nhân viên của ban quản lý khu khai phát có nhiều do quan hệ mà tiến vào. Triệu Quốc Đống tạo thành cơn gió lốc ở thị xã, bây giờ muốn lan sang khu khai phát, y là bí thư đảng ủy khu khai phát thì không thể nằm ngoài. Điểm này làm Mai Dã Bình gặp áp lực rất lớn. Lão Mai, tôi phải phê bình suy nghĩ này của anh. Triệu Quốc Đống trầm giọng nói. Tôi biết anh lo điều gì, không phải là lo nếu cải thiện tác phong làm việc, đưa ra chế độ sẽ làm mất lòng họ hàng một vài lãnh đạo sao. Tôi nói với anh, đây là công việc, không phải mời khách dùng bữa. Anh nếu không muốn làm mất lòng bọn họ thì anh làm mất lòng tôi. Chính anh phải lựa chọn. Mai Dã Bình không ngờ Triệu Quốc Đống lại nhạy bén như vậy, lại nói thẳng ra như vậy. Y hơi nóng mặt, chẳng qua y không tức mà lại vui. Trên xe có nhiều người như vậy, nếu lời này thả ra thì nếu mình có hành động thì cũng không ai trách được mình. Thấy Mai Dã Bình cúi đầu ra vẻ đáng thương, Triệu Quốc Đống thầm than người này đúng là giỏi tính toán, chọn lúc này mà diễn. Đây chính là hy vọng mượn tiếng xấu của mình để mà làm lá chắn. Thông qua những người này mà truyền lời ra, như vậy không thể trách được Mai Dã Bình. Tất cả đều do Triệu Quốc Đống ép làm. Triệu Quốc Đống cũng không nói nhiều, xe chạy một vòng quanh khu khai phát với diện tích tầm 9 ca vuông. Lão Mai, kia là đâu? Triệu Quốc Đống thuận miệng nói. Ồ, đó là Thương Long Dục, đây là ngoài cùng của khu khai phát, một ngọn đồi. Mai Dã Bình nhìn rồi nói. Ồ, khu khai phát là vùng đồng bằng, sao lại có đồi ở đây? Triệu Quốc Đống cẩn thận mà nhìn, ngọn đồi này không cao, nhưng do khu khai phát là bằng phẳng nên trông nó rất kỳ vĩ. Những cây tùng trên đồi có thể thấy đã trên 10 năm. Ừ, nơi này vốn là như vậy, ai cũng nói đây là Phi Sơn. Thị trưởng Triệu, ngài nhìn xem, địa thế như rồng nằm hổ phục, có phải nguy nga không? Đi về phía bắc thì địa hình càng cao hơn, nhưng ngọn đồi này lại không liền với ngọn đồi nào khác. Mai Dã Bình giới thiệu. Sau ngọn đồi này là sông, sông chảy quanh phía sau đồi. Nghe nói trước đây khu khai phát cũng muốn thu hút đầu tư vào đây, biến nơi này thành khu nghỉ dưỡng, kết quả không ít người tới xem nhưng đều lắc đầu. Hóa ra có nhà phong thủy nói âm khí quá nặng, không thích hợp làm nhà ở, nhưng thật ra lại là đất quý để làm chỗ cho người âm. Ồ, còn có lời này ư? Triệu Quốc Đống cười nói. Cái này thì đúng là quái lạ, có nhiều thầy phong thủy tới xem đều nói như vậy, ngọn đồi lớn như vậy nếu làm mộ thì tôi thấy đủ làm mộ cho hoàng đế. Mai Dã Bình có chút nuối tiếc mà nói. Đáng tiếc một ngọn đồi lớn như thế, nhưng nó quá cằn cỗi. Những cây tùng kia đã trên 30 năm mà chỉ như vậy, bên dưới thì chọc không mọc được gì. Triệu Quốc Đống hơi động tâm, một suy nghĩ hiện lên trong đầu. Lão Mai, nơi này cách thành thị trung tâm bao sao? Nó cách trụ sở ban quản lý khoảng 3, 4 km, chắc cách nội thành 6, 7 km. Mai Dã Bình cười nói. Thị trưởng Triệu, có phải ngài thấy nơi này có cảnh quan đẹp không? Sau lưng ngọn đồi còn có một tòa phổ độ tự, xa một chút là Diệu Nguyệt Quan, chẳng qua quy mô hơi nhỏ, hương khói không nhiều, chỉ có người xung quanh đến viếng mà thôi. Đi, chúng ta xuống xem một chút. Xe đến gần, chạy qua khu đường đất không bằng phẳng và không thể đi lên nữa. Tần Hướng Nam không ngờ được thị trưởng Triệu lại đột nhiên có hứng thú với một ngọn đồi như vậy. Mai Dã Bình nói nơi này là đất phong thủy tốt chỉ là khen mà thôi. Một ngọn đồi nằm chờ ở đó, một con sông nhỏ chạy quanh mà dám nói là phong cảnh tuyệt đẹp ư. Y vốn không muốn xuống nhưng Triệu Quốc Đống đã nói thì sao có thể từ chối. Triệu Quốc Đống không đợi xe dừng ổn đã nhảy xuống, Mai Dã Bình cũng xuống theo. Thị trưởng Triệu, chẳng lẽ bên Ninh Lăng không thấy phong cảnh nào đẹp như vậy sao? Tần Hướng Nam vội vàng chạy theo vài bước đuổi kịp Triệu Quốc Đống, trong lời đầy vẻ chế nhạo. Lão Tần, Ninh Lăng là khu vực đồi núi. Muốn nói về núi thì Hoài Khánh sao có thể so sánh. Chẳng qua Thương Long Dục này có điểm khác, anh nhìn xem, ngọn đồi này có phải giống rồng nằm không? Nếu tôi không nhìn lầm đây là thế rồng nằm trong phong thủy. Mà anh đứng ở đầu ngọn đồi, đáng lẽ nuôi rồng ở dưới, nhưng nơi này lại đột ngột dựng lên giống như một con hổ đang ngồi, đây là hổ phục trong phong thủy. Lão Mai nói rồng nằm hổ phục cũng không phải không có lý. Ý tưởng kia của Triệu Quốc Đống càng lúc càng rõ ràng. Hắn đi nhanh hơn khiến mọi người không thể không đi theo. Quyển 10, chương 50. Trèo lên đỉnh Thương Long Dục, mắt hắn sáng rực lên. Những cây tùng phân bố dọc trên đỉnh Thương Long Dục, đất thuộc loại đất đỏ có độ phèn cao.
Trên núi nhìn từ ngoài thì thấy khá hiểm trở, mặc dù cũng rải rác phân bố một vài cây tùng nhưng nhiều chỗ thẳng tắp, thi thoảng có vài cây mọc ra từ vách đá. Một con sông nhỏ rộng tầm 10 mét chạy quanh chân núi, có lẽ là sông Hồn mà Mai Dã Bình nói. Triệu Quốc Đống mặc dù không phải thầy phong thủy nhưng cũng biết những chỗ phù hợp để lập nghĩa trang. Hồi học cấp 2 hắn hay theo sư phụ chạy quanh, mà sư phụ hắn có nguồn thu lớn nhất là xem phong thủy, xem mộ địa, khí mạch, bệnh tình cho người. Sư phụ của hắn cái gì cũng có thể nói vài tiếng. Hồi bé Triệu Quốc Đống ăn nói không tốt, sau đó cũng theo học sư phụ mà tốt hơn. Núi này được gọi là Thương Long Dục cũng không phải không có nguyên nhân. Thanh Long Bạch Hổ được xưng là thần thú, từ từ trước đến giờ luôn được coi là hai hộ vệ tốt nhất trong nhà. Mà Thương Long Dục này cũng ẩn chứa thanh long, có cây tùng, có sông bao trùm trên núi, sườn núi uốn lượn, tay rồng, đầu hổ đối diện nhau. Nhất là bên ngoài thân rồng còn có một con sông càng tạo thành địa mạch, làm cho thế long hổ có cả âm lẫn dương. Triệu Quốc Đống tin nếu không phải mình nhìn nhầm thì đây đúng là nơi có phong thủy tốt, đương nhiên đó là âm trạch. Âm trạch là đất táng ông bà cha mẹ, mưu đồ cho con cháu về sau, vong linh yên ổn thì con cháu thành đạt. Người xưa xem âm trạch là gốc còn dương trạch là nhánh ngọn, nên chăm lo mộ phần rất chu đáo, họ có thuyết cho rằng trần sao âm vậy. Khó được nhất chính là Thương Long Dục nằm ở ngoài cùng của yêu, lại thuộc về đất của yêu. Nếu như muốn lợi dụng khai thác Thương Long Dục thì cũng thuận tiện. Đối với Triệu Quốc Đống mà nói, nơi này có hàm nghĩa khác so với thầy phong thủy nói. Nếu như có thể lợi dụng thì không chừng sẽ là một nơi cung cấp tài chính lớn cho chính quyền thị xã Hoài Khánh. Chẳng qua chuyện này còn phải tính toán kỹ, làm như thế nào để lợi dụng tốt nhất nơi này, hơn nữa còn phải phát huy giá trị của nó tới mức cao nhất thì còn nhiều điều cần suy nghĩ. Chẳng qua Triệu Quốc Đống nếu đã nghĩ tới thì cũng không sợ nó bay đi. Đoàn người không ai hiểu tại sao Triệu Quốc Đống lại đột nhiên có hứng thú với một ngọn núi hoang này. Thấy hắn rất hăng hái đi dọc theo sườn núi xuống chân núi giống như một thầy phong thủy làm mọi người phải há hốc mồm. Không ai ngờ đến thị trưởng Triệu lại hiểu về phương diện này như vậy. Triệu Quốc Đống về văn phòng liền gọi cục trưởng cục dân chính Đoạn Kỳ Ngôn đến. Hắn không quá quen Đoạn Kỳ Ngôn, nhưng cũng đã gặp vài lần. Hắn biết đây là người giỏi nắm bắt cơ hội. Triệu Quốc Đống gọi chưa đầy 10 phút Đoạn Kỳ Ngôn đã tới nơi. Mặc dù bây giờ là giờ nghỉ trưa nhưng gọi vào lúc này chứng minh lãnh đạo coi trọng anh, nếu không đợi đến lúc đi làm mới thông báo. Triệu Quốc Đống tìm Đoạn Kỳ Ngôn tới cũng là muốn hỏi về các chính sách liên quan đến việc xây dựng và phát triển công viên Nghĩa Trang. Đoạn Kỳ Ngôn đúng là rất khó hiểu sao thị trưởng Triệu gọi mình tới gấp chỉ để hỏi việc này. Nhưng tiếng xấu của Triệu Quốc Đống sớm truyền xa, y không dám hỏi nhiều mà chỉ cẩn thận nói về chính sách liên quan. Triệu Quốc Đống coi như hiểu được, thì ra muốn kinh doanh công viên Nghĩa Trang cũng không hề đơn giản. Nói cách khác trên nguyên tắc việc kinh doanh công viên Nghĩa Trang đều phải có ngành dân chính tham gia, phải có đơn vị chuyên nghiệp tiến hành. Chẳng qua Triệu Quốc Đống đã quyết định phải làm việc này. Thương Long Dục có điều kiện tốt như vậy, hơn nữa Hoài Khánh cũng là nơi có danh tiếng lịch sử trong tỉnh và cả nước, muốn xây dựng công viên Nghĩa Trang Thương Long Dục là không phải không thể. Nhất là Đoạn Kỳ Ngôn giới thiệu về việc có những công ty Hong Kong rất quan tâm tới lĩnh vực này thì việc càng có thể thực hiện hơn. Theo Triệu Quốc Đống nghĩ thì tài chính Hoài Khánh bây giờ đang thiếu hụt, nếu có thể khai thác Thương Long Dục như một khu vực bất động sản để kiếm tiền thì có lẽ sẽ giải quyết được tài chính khó khăn của Hoài Khánh. Nếu đã quyết định, Triệu Quốc Đống liền xem làm như thế nào để hoàn thành việc này. Hắn không quan tâm sau này ai sẽ khai thác Thương Long Dục để xây dựng thành công viên Nghĩa Trang. Ít nhất nếu dùng cách này khai thác Thương Long Dục sẽ có giá trị hơn bất cứ lĩnh vực nào khác. Triệu Quốc Đống cũng tính toán qua, địa thế của Thương Long Dục khá rộng rãi, chẳng qua nó hơi mấp mô, địa mạch phong phú, tài nguyên để làm các khu mộ khá nhiều, có thể nói là đất vàng để làm công viên Nghĩa Trang. Nếu có thể đưa tới công ty bên Hong Kong đến thì tương lai của việc này là không thể hạn lượng. Đương nhiên Triệu Quốc Đống cũng biết việc này có chút mạo hiểm, anh muốn khai thác khu đất này, đạt được tiền lãi theo dự định là một chuyện. Nhưng có người sẽ nói anh mê tín, đây là con dao hai lưỡi. Mặc dù anh tăng được giá trị khu đất, nhưng sẽ có người công kích anh. Chẳng qua Triệu Quốc Đống đã hạ quyết tâm thì nhất định sẽ không thay đổi, dù khó khăn và mạo hiểm hơn nữa thì cũng không bằng tài chính khó khăn của Hoài Khánh. Triệu Quốc Đống nói làm là làm. Hắn vừa thu thập tài liệu liên quan vừa khu đất Thương Long Dục, vừa cẩn thận tìm hiểu lịch sử của Thương Long Dục. Chỉ cần hơi dính dáng tới Thương Long Dục thì hắn đều phải bắt nó đưa vào lịch sử của Thương Long Dục. Lúc này hắn mới cảm thấy bên cạnh mình không có người đáng tin tưởng đúng là rất khó chịu.
Lệnh Hồ Triều mặc dù cũng khôn khéo, có năng lực nhưng chuyện này giao cho y thì Triệu Quốc Đống không quá yên tâm. Nếu có Quế Toàn Hữu ở đây thì hắn sẽ đỡ hơn. Mất một tuần thu thập tài liệu, Triệu Quốc Đống cũng đã có ý tưởng sơ bộ. Hắn không báo cáo ý của mình với Hà Chiếu Thành mà trực tiếp đến tìm Trần Anh Lộc. Cậu đến tìm tôi là vì việc khai thác Thương Long Dục thành công viên Nghĩa Trang ư? Trần Anh Lộc có chút khó tin nhìn Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống rất thần bí xin báo cáo với mình, uổng công mình còn hủy hai cuộc gặp mà nghe, chẳng lẽ chỉ là việc này? Đúng, đây là thị xã chúng ta khai thác hoặc có thể thu hút đầu tư vào khai thác. Triệu Quốc Đống biết Trần Anh Lộc còn chưa hiểu rõ giá trị của việc này. Chẳng qua đừng nói Trần Anh Lộc, dù là ai mà không hiểu về phương diện này thì có lẽ sẽ nghĩ hắn việc nhỏ lại làm to chuyện. Quốc Đống, cậu cảm thấy việc này đáng giá để một phó thị trưởng thường trực và bí thư thị ủy phải dùng mấy tiếng nghiên cứu sao? Trần Anh Lộc có chút tức giận nói. Bí thư Trần, ngài thấy tôi là người không biết nặng nhẹ ư? Triệu Quốc Đống nghe ra ý không hài lòng của Trần Anh Lộc nên vội vàng nói. Nếu như ngài kiên nhẫn nghe tôi phân tích thì ngài sẽ cảm thấy đây không phải việc nhỏ. Trần Anh Lộc nhìn chằm chằm Triệu Quốc Đống rồi nói. Được, tôi nghe cậu giải thích. Triệu Quốc Đống liền nói về sự phát triển của ngành kinh doanh Nghĩa Trang mấy năm qua, đồng thời cũng giới thiệu về vài điểm sáng trong lĩnh vực này ở khu vực Duyên Hải. Sau đó hắn cũng giới thiệu chi tiết về việc các nhà giàu có ở Hong Kong chú trọng nơi an táng ra sao, chấp nhận bỏ tiền như thế nào. Cuối cùng Triệu Quốc Đống nói qua về vị trí địa lý đặc thù của Thương Long Dục gia. Triệu Quốc Đống phải uống mất 2-3 chén nước mới nói hết được. Trần Anh Lộc cũng nghe khá chăm chú, nhất là nghe thấy bên Hoài Khánh coi trọng âm trẻ cùng với cái nhìn của thầy Phong Thủy đối với Thương Long Dục, y cũng không nhịn được mà thấy xúc động. Thương Long Dục này thì y biết, mặc dù không hiểu rõ nhưng đã đến đó vài lần. Chẳng qua đó chỉ là khu núi hoang mấy trăm mẫu mà thôi. Dù từ góc độ nào mà nhìn cũng không thấy là đất vàng. Nhưng nếu như Triệu Quốc Đống nói nó quý giá như vậy, nơi này mà khai thác thành công viên Nghĩa Trang thì giá trị không thể đoán định. Càng quan trọng nhất chính là khu đất hoang có thể kiếm được khoản tiền lớn để bù đắp cho tài chính đang thiếu hụt. Đương nhiên trong này cũng có phiền phức, nhưng đối mặt với lợi ích thực tế thì tất cả phiền phức đều có thể vượt qua. Trần Anh Lộc rất tin vào điểm này. Quyển 10, chương 51. Thấy Trần Anh Lộc đã động tâm, Triệu Quốc Đống càng thêm yên tâm. Chuyện này chỉ cần Trần Anh Lộc gật đầu thì dù Hà Chiếu Thành có ý kiến cũng không vấn đề. Tiếp xúc lâu như vậy, Triệu Quốc Đống thật ra cảm thấy Hà Chiếu Thành làm thị trưởng không quá ổn, tên này chỉ mong mọi thứ ổn định, việc thì không làm nhưng nếu có công lao không thể thiếu phần y, trách nhiệm thì cố gắng đẩy sang cho cấp dưới. Loại thị trưởng này đúng là nhàn hạ nhưng lại là nỗi khổ cho các phó thị trưởng. Chẳng qua đây lại là điều Triệu Quốc Đống mong còn không được. Triệu Quốc Đống muốn làm ra sự nghiệp, đó là gánh chút trách nhiệm cũng không sao. Theo hắn nói nếu đi con đường này thì chính là phải làm việc vì nước vì dân. Bây giờ tạm thời không thể vì nước được thì ít nhất cũng có thể làm việc vì dân trong phạm vi nhất định. Nếu có thể khai thác Thương Long Dục, cống hiến tài chính cho sự phát triển của Hoài Khánh thì cũng không uổng công hắn mang tiếng là mê tín. Trần Anh Lộc càng lúc càng thấy ý tưởng của Triệu Quốc Đống có thể thực hiện. Mặc dù có vài điểm mạo hiểm. Nhất là sẽ bị phản đối vì đảng ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền mê tín, nhưng thấy Triệu Quốc Đống đã sớm nghĩ đến việc này, Trần Anh Lộc biết Triệu Quốc Đống là người cẩn thận, đã sớm có biện pháp né tránh. Hơn nữa sức hấp dẫn từ khoản tiền lớn kia là không gì có thể so sánh. Hai người tiến hành trao đổi một phen, việc xây dựng công viên Nghĩa Trang có trình tự khá phức tạp, nhất là nếu muốn đạt được ý đồ của hai người, mang lại khoản tài chính lớn cho Hoài Khánh thì trong này có rất nhiều việc. Triệu Quốc Đống cũng nhân cơ hội nhắc tới Quế Toàn Hữu, hơi khen Quế Toàn Hữu đã giúp mình trong khi còn ở Hoa Lâm trong việc thu hút đầu tư. Trần Anh Lộc cũng nghe ra ý của Triệu Quốc Đống, chẳng qua điều động một cán bộ cấp phó huyện, đưa đến Hoài Khánh cũng cần bố trí một vị trí quan trọng. Xem ra ý đồ của Triệu Quốc Đống là cần người ở ủy ban thị xã để giúp, nói cách khác là bố trí một chức phó trưởng ban thư ký ủy ban thị xã, trong này kiểu gì cũng dính tới vài người. Chẳng qua Trần Anh Lộc không phải người không dám làm. Y thoáng suy nghĩ rồi đồng ý yêu cầu của Triệu Quốc Đống. Vừa muốn để ngựa chạy, vừa không cho ngựa ăn cỏ thì đâu có được. Triệu Quốc Đống ngủ một giấc rất ngon. Hắn đã lâu không ngủ một giấc ngon như vậy. Sau lần gánh vác việc thu hồi nợ thì hắn gần như không về An Đô, trên cơ bản 2 tháng nay ở lì tại Hoài Khánh. Mấy chục nhà thiếu nợ, từng bước phân tích đối sách với từng nhà, làm như thế nào mới khiến bọn họ ngoan ngoãn giao tiền ra, làm như thế nào trả giá nhỏ nhất mà thu lại lớn nhất.
làm như thế nào cố gắng tránh xung đột để đạt được mục đích, đây đều là Daidewi Firma FDP cần phải suy nghĩ. Đương nhiên nếu như không có hiệu quả thì đừng trách hắn ra tay độc ác. Một mình nằm trong biệt thự Lan Khê Ngự Uyển đầy yên tĩnh, tháng 5 này hắn sẽ đính hôn với Lưu Nhược Đồng. Nghe nói ý của Lưu gia là tháng 10 sẽ chính thức kết hôn, tất cả đều có vẻ xa lạ với Triệu Quốc Đống. Hắn cảm thấy mình giống như thậm chí không chính thức hiểu rõ về Lưu Nhược Đồng, giống như Lưu Nhược Đồng cũng không hiểu rõ về hắn. Triệu Quốc Đống đứng lên đi xuống phòng khách tầng dưới, rèm cửa sổ che hết ánh sáng từ ngoài vào. Căn biệt thự này của Triệu Quốc Đống có vị trí rất đẹp. Tháng 4 thoáng cái sắp hết, tháng 5 chính là cơ hội tốt để Triệu Quốc Đống nghỉ ngơi sau mấy tháng làm việc vất vả. Nhưng hắn không thể không cùng người nhà lên Bắc Kinh để làm lễ đính hôn. Nghe nói đây là lời mời của Lưu gia, mục đích chính là để Triệu Quốc Đống dần hòa vào vòng tròn của Lưu gia, điều này làm Triệu Quốc Đống rất phản cảm. Ba đời trước mọi người đều là nông dân, bây giờ lại ra vẻ nhà quý tộc. Chẳng lẽ giống câu nói kia là quý tộc ba đời? Chỉ tiếc bây giờ Trung Quốc là chế độ xã hội chủ nghĩa nên quý tộc không có trong thực tế. Triệu Quốc Đống không phản cảm gì với Lưu Nhược Đồng, thậm chí cũng có chút cảm giác. Đương nhiên nó chưa đến mức tình yêu, ít nhất hắn không phản cảm cuộc hôn nhân này. Đúng như Thái Chánh Dương nói, nửa trước của hôn nhân là tình yêu, nửa sau là tình thân. Tình yêu nồng nhiệt hơn tình thân, nhưng tình thân lại vĩnh cửu hơn tình yêu. Ngay cả Triệu Quốc Đống cũng không rõ lắm mình và những người phụ nữ xung quanh có quan hệ gì. Chẳng qua bây giờ hắn hiểu hắn cần kết hôn, mà đối tượng tốt nhất để kết hôn là Lưu Nhược Đồng. Về phần sau khi kết hôn thì quan hệ giữa hắn với Cử Vận Bạch, Cổ Tiểu Âu, Từ Xuân Nhạn cùng với Trình Nhược Lâm sẽ như thế nào thì hắn không biết. Có lẽ dần mờ đi, sẽ là kỷ niệm đẹp, có lẽ cắt đứt về sau không có quan hệ, có lẽ vẫn qua lạ với nhau, tất cả đều có thể. Ngồi trên ghế, Triệu Quốc Đống tự rót trà cho mình và lẳng lặng hưởng thụ cảm giác nhàn nhã hiếm có này. Điện thoại di động vang lên làm hắn rất khó chịu. Xem ra Lưu Nhược Đồng rất được người Lưu gia yêu ái, nghe nói con rể nhiều năm không liên lạc với Lưu gia cũng tham gia lễ đính hôn. Ví dụ như một người bây giờ làm phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh Quế nghiễm nhiên thành là con rể Lưu gia, người này nghe nói tuổi không chênh mấy so với anh Lưu Thác, Lưu Nham. Trước đây không quan hệ mấy nhưng vẫn còn có quan hệ tốt với nhà Lưu Nhược Đồng. Triệu Quốc Đống cũng không rõ suy nghĩ của mình, nếu nói hắn không muốn mượn sức của Lưu gia là nói dối. Đúng như Thái Chánh Dương nói, dựa vào sức ảnh hưởng của Lưu gia thì hắn ít nhất có thể giảm bớt 5 năm để nhảy từ cấp giám đốc lên cấp phó tỉnh. Điều này có nghĩa hắn vốn kéo dài tầm 10 năm ở cấp giám đốc sở mới lên được cấp phó tỉnh, nhưng có Lưu gia ảnh hưởng thì có lẽ chỉ cần 5 năm là hoàn thành quá trình này. Tiết kiệm 5 năm đối với người trong chính trị là rất quan trọng. Có đôi khi hơn kém 1 tuổi sẽ quyết định vận mệnh của cán bộ, huống hồ là 5 năm. Chén trà bốc khói trước mặt như một không gian mơ hồ. Thoáng cái hắn đã ở Hoài Khánh gần nửa năm, Triệu Quốc Đống cẩn thận tính xem mình đã làm được những gì trong thời gian đó. Việc thu hồi nợ là một, bây giờ đã vượt định mức đặt ra, ít nhất giai đoạn thứ nhất sẽ không vấn đề gì. Khai thác Thương Long Dục coi như là nửa chuyện. Trần Anh Lộc ủng hộ mạnh mẽ, Hà Chiếu Thành theo thói quen cũng đồng ý nhưng không ủng hộ nhiều về thực tế. Trên thực tế có bí thư và thị trưởng tỏ thái độ thì việc này coi như được xác định, chuyện còn lại chỉ là vấn đề cụ thể. Trong mắt Triệu Quốc Đống thì việc cụ thể lại dễ làm. Ít nhất có 2 lãnh đạo tỏ thái độ thì hắn làm gì cũng không lo có người đâm sau lưng, ít nhất không có người dám rõ ràng ngăn cản. Hắn cũng quen được vài người, Đặng Nhược Hiền coi như là một. Người này có thể nói là đồng nghiệp đáng quan hệ đầu tiên sau khi Triệu Quốc Đống tới Hoài Khánh. Nhưng muốn hoàn toàn tin tưởng thì cần một quá trình tìm hiểu lẫn nhau. Đường Lăng Phong cùng Đằng Hoa Minh coi như nửa người, mặc dù hai người này và hắn khá hòa hợp nhưng do phạm vi và tính chất công việc của bọn họ nên còn chưa thể trực tiếp hình thành lợi ích chung với hắn. Chẳng qua có vài điểm bọn họ có thể giúp hắn. Trong mắt Triệu Quốc Đống lợi ích chung không phải là lợi ích cá nhân mà là một quần thể tụ tập lại để thực hiện tốt công việc. Có lẽ động lực duy trì quần thể này chính là việc hắn không ngừng lên chức và kéo những người kia lên. Chẳng qua Triệu Quốc Đống thấy đó là bình thường. Con người ai chẳng có tham vọng, nhưng thực hiện công việc để biến tham vọng thành thực tế mới là điều cần thiết. Nếu như có thể thực hiện việc phát triển kinh tế và mục đích cá nhân với nhau lại thì Triệu Quốc Đống thấy đó là cách làm đúng đắn. Quyển 10, chương 52. Điện thoại cuối cùng đã vang lên, chiếc Motorola 328 không ngừng rung lên. Triệu Quốc Đống cầm lên thì thấy là Kiều Huy gọi tới. Huy ca, tôi ở Ando, đúng, về nghỉ 2 ngày, vài hôm nữa sẽ lên Bắc Kinh. Ồ,
anh ở Thượng Hải. Triệu Quốc Đống cười nói. Chuyện tôi và anh nói thế nào rồi? Vương phủ hoa viên không được đâu, vị trí mặc dù tốt nhưng quá sang trọng, không thích hợp, người ta cũng không muốn. Ý của tôi là mua một căn ở Hương Sơn, diện tích không cần quá lớn, tầm hơn 100 mét là đủ, giá cả thì cứ giảm mức thấp nhất đi, ai nói không trả tiền. Anh tặng người khác cũng không muốn. Được rồi, anh đừng ở đó mà bịa chuyện, anh coi trưởng ban qua là người như thế nào. Coi như là nể mặt người cùng quê giảm giá mà thôi. Con gái trưởng ban qua mới tốt nghiệp đại học, có thể sẽ ở lại Bắc Kinh. Nhà bọn họ cũng không quá dư giả, cứ dựa theo giảm giá lớn nhất mà làm, vị trí thì cứ để cô ấy chọn. Tôi nói một câu, nguyên tắc là ưu đãi lớn nhất, vượt qua nó thì chính là tặng thì trưởng ban qua cũng không nhận, còn làm mất mối quan hệ. Bên Thượng Hải thế nào? Ồ, mới mở cục diện ư, vẫn đang trong giai đoạn mua đất. Huy ca, xem ra anh thu hoạch không nhỏ ở Bắc Kinh nhỉ. Sức ảnh hưởng của bác vẫn còn, anh vừa lúc có thể nhân cơ hội thị trường bất động sản đang đóng băng mà bắt vào tay, chờ khi nóng lên anh nhìn chằm chằm vào ngành này là lãi lớn. Đúng, chúng ta cũng không làm gì trái phép, cũng không lừa gạt, chỉ là vay lớn nhất trong phạm vi cho phép thôi mà. Bây giờ quốc gia không phải đang không ngừng kích thích nền kinh tế khôi phục sao? Thành tích của Thiên Phu mấy năm nay là rất rõ ràng, lại có bên xây dựng của Thiên Phu làm chỗ dựa cơ mà. Bồi Ca năm nay cũng nhận được nhiều công trình, tùy tiện nói ra là có thể vay mà. Tập đoàn muốn phát triển lớn mạnh thì đương nhiên hệ thống ngân hàng phải hợp tác, đây là việc tốt. Chỉ cần phù hợp nguyên tắc ra còn cách làm cụ thể không phải quá đơn giản sao? Ừ, bây giờ là lúc lấy đất. Đất ở Bắc Kinh có thể nói là tấc đất tấc vàng, chỉ cần anh có thể lấy được vào tay mà thôi. Bây giờ có lẽ anh không cảm thấy nhưng không chừng 2 năm nữa anh sẽ phát hiện mấy khu đất của mình tăng giá vài lần. Đúng, cố gắng lấy được càng nhiều càng tốt. Về phần khai thác thì tôi nói rồi, các anh chia làm vài giai đoạn thì sẽ có không gian lớn hơn nữa. Còn cụ thể ra sao thì các anh là chuyên gia, không cần tôi dạy mà. Tôi chỉ nói anh bây giờ lấy đất, không quan tâm anh lấy ở đâu thì cũng không lỗ, mà là lãi lớn. Điểm này tôi đảm bảo. Được đó, Trường Xuyên không phải vẫn muốn hợp tác với Thiên Phu sao? Sao, mấy người bàn thế nào rồi? Nó muốn buôn bán bất động sản, xu thế phát triển bên Thượng Hải rất tốt, ý tưởng của nó không sai. Về phần nhà ở thì cũng thế, trong vòng 10 năm mảng bất động sản ở Bắc Kinh và Thượng Hải chỉ tăng không giảm, lãi không lỗ. Chủ yếu xem anh kiếm được bao nhiêu mà thôi. Ồ, cũng lấy vài mảnh đất bên Thượng Hải. Phổ Đông hay Phổ Tây? Huy ca. Tôi mặc dù ủng hộ anh làm càng lúc càng lớn nhưng cũng phải cân nhắc đừng có làm mình không chống đỡ được đó. Tôi nói phải nắm bắt cơ hội nhưng tôi sợ anh không nuốt trôi hết, còn cả việc khai thác và quản lý có làm tốt không? Đó là điểm quan trọng nhất, đất thì cần tài chính ủng hộ, anh tự cân nhắc đi. Cuộc điện này của Triệu Quốc Đống kéo dài hơn nửa tiếng, pin điện thoại gần như cạn hết. Thiên Phu bây giờ đang toàn lực mở rộng ở Bắc Kinh và Thượng Hải, muốn bắt được đất ở cả hai nơi. Diện tích mặc dù không quá lớn nhưng có vị trí đẹp, giá tiền giải tỏa tuy không nhỏ nhưng đất đẹp thì vẫn làm người ta thèm khát. Bảo sao cả Tương Uẩn Hoa và Qua Tĩnh đều hỏi thăm về việc làm của Thiên Phu ở Bắc Kinh. Vị trí ở Vương Phủ Hoa Viên rất đẹp, lại là nhà nhiều tầng, số lượng không nhiều nhưng bố trí tinh xảo, nhà cũng khá hoàn thiện, điều kiện giao thông thuận lợi. Chẳng qua giá cả không hề rẻ, Tương Uẩn Hoa cũng đã nói Qua Tĩnh muốn mua cho con gái một căn nhà ở Bắc Kinh. Cũng không phải muốn mua cho mình nên diện tích không cần lớn, chẳng qua lại coi trọng về giá. Cho nên Triệu Quốc Đống mới dặn Kiều Huy chuẩn bị một căn ở Hương Sơn có giá vừa phải hơn, cố gắng giảm giá đến mức lớn nhất cho Qua Tĩnh. Tương Uẩn Hoa cũng đã nhắc Triệu Quốc Đống đừng có giảm quá đáng nếu không Qua Tĩnh sẽ từ chối. Triệu Quốc Đống cũng biết Qua Tĩnh coi như là người liêm khiết ở tỉnh An Nguyên, điều này có lẽ có quan hệ đến gia đình chị ta. Chồng chị ta là phó trưởng ban hậu cần quân khu Quảng Châu. Hai người chỉ có một con gái. Mua một căn nhà cho con gái ở Bắc Kinh là không đáng gì so với cấp bậc của chị ta. So sánh với việc cán bộ cấp huyện động tí là đưa con sang Mỹ, Anh, Úc du học thì chị ta mua nhà cho con gái ở trong nước là bình thường. Nói chuyện điện thoại xong, Triệu Quốc Đống nhìn đồng hồ và không biết đi đâu. Còn tầm tiếng nữa là đến giờ ăn trưa, hắn chẳng lẽ cứ ngồi đây. Cổ Tiểu Âu đi du lịch, Cù Vận Bạch cũng không ở Ando. Hình như cùng đồng nghiệp ở cơ quan sang bên Tân Châu. Trình Nhược Lâm lại lên Bắc Kinh tập huấn. Từ Xuân Nhạn dạo lại khá bận rộn. Hai chị em đang bàn mở rộng quy mô kinh doanh của câu lạc bộ thể hình, hy vọng thêm mảng làm tóc và vẽ móng đang bắt đầu thịnh hành vào câu lạc bộ, làm cho câu lạc bộ này từ từ biến thành nơi cung cấp tất cả dịch vụ cho phái đẹp,
Triệu Quốc Đống cũng rất ủng hộ suy nghĩ này của hai chị em Từ Xuân Nhạn, chẳng qua thời gian này hắn rất bận nên không chú ý được mấy, tất cả đều do hai chị em bọn họ tự tìm hiểu. Thị trưởng Triệu, đây là người của Tống Gia Bình tiên sinh chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn Gia Viên, vị này là La Tông Vũ tiên sinh phó tổng giám đốc tập đoàn Gia Viên. Thưa hai vị, đây là Thường vụ Thị ủy Hoài Khánh, phó thị trưởng thường trực Triệu Quốc Đống. Đoạn Kỳ Ngôn cẩn thận giới thiệu hai bên với nhau. Sau khi Triệu Quốc Đống đưa kế hoạch cho Đoạn Kỳ Ngôn, Đoạn Kỳ Ngôn liền bắt tay vào làm việc ngay. Người trong cục đều có thể nhận ra tâm trạng của cục trưởng tốt hơn trước nhiều. Đoạn Kỳ Ngôn cũng biết tâm trạng mình tốt lên là do Triệu Quốc Đống coi trọng. Một kế hoạch khổng lồ như vậy theo Đoạn Kỳ Ngôn thấy là nằm mơ giữa ban ngày. Cả Thương Long Dục chiếm diện tích gần 800 mẫu, mà muốn khai thác Thương Long Dục thành công viên nghĩa trang sang trọng nhất của người Hoa trên toàn thế giới, đó là công trình lớn đến như thế nào. Hơn nữa việc kinh doanh công viên nghĩa trang do bên Mai Tang lũng đoạt, mà ý của thị xã cũng rõ ràng là tài chính của Hoài Khánh nhỏ khó có thể nào làm được đến mức như vậy, hy vọng có thể thông qua hình thức liên doanh mà hợp tác, nhất là hợp tác với các tập đoàn trong lĩnh vực này ở Hong Kong. Nhưng thủ tục kinh doanh không phải Hoài Khánh, thậm chí là tỉnh An Nguyên có thể phê duyệt, mà cần có bộ dân chính phê duyệt. Mặc dù chính sách đã quy định rõ ràng nhưng bộ hình như chưa làm việc này bao giờ nên mức độ khó khăn là không nhỏ. Chẳng qua năng lực của Triệu Quốc Đống rất nhanh làm Đoạn Kỳ Ngôn mở rộng tầm mắt. Chỉ trong vòng 2-3 tuần đã có hai tập đoàn trong lĩnh vực kinh doanh công viên nghĩa trang từ Hong Kong đến, ngay cả Đoạn Kỳ Ngôn cũng không nghĩ ra sao người Hong Kong lại biết bên Hoài Khánh lại có đất vàng về âm trạch như vậy. Hơn nữa nhìn bộ dạng bình tĩnh của Triệu Quốc Đống thì xem ra sớm biết người Hong Kong sẽ tới nơi. Thương Long Dục bây giờ không chỉ tạo thành tiếng vang ở Hoài Khánh, có không ít người ở trên tỉnh quan tâm. Chẳng qua nó tuyệt đối không đến mức truyền xa đến tận Hong Kong, Đoạn Kỳ Ngôn không tin Hoài Khánh có vị trí quan trọng đến mức đồng bào Hong Kong phải chú ý. Triệu Quốc Đống cũng đoán ra được Đoạn Kỳ Ngôn đang sợ hãi và tò mò, chẳng qua lúc này hắn không dự định nói rõ với Đoạn Kỳ Ngôn. Có những lúc giữ sự thần bí trước mặt cấp dưới sẽ tăng hình ảnh của mình lên. Đối với nhân vật khôn khéo như Đoạn Kỳ Ngôn, Triệu Quốc Đống cảm thấy giữ cảm giác thần bí mới có lợi. Quyển 10, chương 53. Tập đoàn Gia Viên cũng giống như tập đoàn An Nhạc Viên đến đây hai hôm trước, Triệu Quốc Đống đều thông qua một vị đại biểu của tập đoàn Hòa Hoàng mà liên lạc được. Vị đại biểu này thay mặt tập đoàn Hòa Hoàng giám sát tiến độ xây dựng cảng Tân Châu cùng cảng Ninh Lăng, qua đó để chuẩn bị cho việc tập đoàn Hòa Hoàng tăng thêm vốn đầu tư vào tỉnh. Triệu Quốc Đống lúc còn ở Sở Giao Thông đã cùng vị đại biểu này đi khảo sát Tân Châu hai hôm, còn cùng đối phương đến sông Thương Lãng, coi như quan hệ khá tốt. Đối phương cũng có ấn tượng tốt đối với Triệu Quốc Đống. Mặc dù sau đó Triệu Quốc Đống xuống Ninh Lăng nhưng hai người vẫn duy trì liên lạc. Thủ tục tập đoàn Hòa Hoàng đầu tư vào cảng Ninh Lăng cũng là do Triệu Quốc Đống thông qua người này, chẳng qua khi chưa chính thức xác định thì Triệu Quốc Đống đã rời khỏi Ninh Lăng. Triệu Quốc Đống sau khi xác định sẽ khai thác Thương Long Dục liền gọi cho đối phương. Người này cũng khá hứng thú với phong thủy, điểm này Triệu Quốc Đống đã hiểu rõ khi cùng đối phương đi khảo sát. Hoài Khánh là một thành thị nổi tiếng trong lịch sử, từ những danh nhân lịch sử của Hoài Khánh là có thể phản ánh được điều này. Sớm nhất là từ đời Tần, thời Tùy Đường không ngừng xuất hiện các văn quan, võ tướng, ngay cả những người phụ nữ cũng lưu danh không ít trong lịch sử Trung Quốc. Mà lịch sử văn hóa cũng nói rõ Hoài Khánh tồn tại một bảo địa về phong thủy, đây chính là sức hấp dẫn lớn nhất cho mọi dẫn chứng. Triệu Quốc Đống gọi điện trao đổi qua vài câu với đối phương. Đối phương liền tỏ ra khá hứng thú và dành thời gian tới Hoài Khánh rồi cùng Triệu Quốc Đống đến xem Thương Long Dục. Triệu Quốc Đống liền giới thiệu thêm về truyền thuyết lịch sử, tỏ vẻ Hoài Khánh hy vọng có thể biến nơi này thành nơi nghỉ ngơi cho người Trung Quốc trên toàn thế giới. Đối phương liền lập tức nói khi về Hong Kong sẽ liên lạc vài người bạn làm trong lĩnh vực này. Đây cũng là nguyên nhân mà hai tập đoàn Hong Kong kia tới Hoài Khánh. Tập đoàn An Nhạc Viên và tập đoàn Gia Viên đều là tập đoàn nổi tiếng trong lĩnh vực mai tang ở Hong Kong. Thực lực đều ngang nhau. Chủ tịch của hai tốc độ này đều là khách quen của quỹ từ thiện Hong Kong. Đợt lũ năm 98 vừa rồi hai tập đoàn đều quyên góp tiền rất lớn cho khu vực bị nạn. Hai tập đoàn này cũng có quan hệ ở đại lục, đây là nguyên nhân mà Triệu Quốc Đống coi trọng hai tập đoàn. Thị trưởng Triệu, tôi không ngờ ngài lại hiểu rõ về thuật phong thủy như vậy, điều đó làm tôi rất ngạc nhiên. Cán bộ đảng viên không phải nói đó là mê tín dị đoan sao? Sao ngài lại có thể, nói như thế nào nhỉ, tại sao ngài lại còn muốn lấy danh nghĩa này mở công viên nghĩa trang? Theo tôi biết ngài đây là đại biểu chính quyền thị xã Hoài Khánh ra mặt.
Lý tiên sinh đã nói với tôi về việc này. Phó Tổng Giám đốc Thương Long Dục La Tông Vũ là người khá nho nhã. Xem ra Tổng Giám đốc La đúng là không hiểu rõ về chính sách của Đại Lục rồi. Triệu Quốc Đống cười nói. Cán bộ đảng viên không mê tín nhưng cần phải duy trì truyền thống lịch sử, điều này không hề mâu thuẫn với thái độ bài trừ mê tín của Đảng Cộng sản. Xã hội là thực tế mà phức tạp, Trung Quốc có hơn 1 tỷ người nên có những suy nghĩ khác biệt nhau là điều bình thường. Chỉ cần không ảnh hưởng đến sức khỏe và an toàn của người khác, không ảnh hưởng đến ổn định xã hội và sự phát triển thì chúng ta đều có thể hiểu. Về phần đạo phong thủy thì đó là điều mọi người tin tưởng, chỉ cần không trái quy định pháp luật thì không có vấn đề gì. Đây là sự giải thích của cá nhân tôi với chính sách quốc gia về lĩnh vực này. Phong độ của Triệu Quốc Đống làm La Tông Vũ khá hài lòng. Theo những lần tiếp xúc với các chính quyền địa phương về lĩnh vực này, y thấy mọi người đều rụt rè và e ngại, có nơi còn không dám thực hiện. Chẳng qua thái độ của Triệu Quốc Đống làm y thấy mới mẻ, nhất là lời nói của đối phương làm La Tông Vũ có ấn tượng khá sâu. Vậy bản thân thị trưởng Triệu thấy sao về đạo phong thủy? La Tông Vũ không vì vậy mà bỏ qua. Tôi thấy thị trưởng Triệu không đơn giản chỉ là xem qua vài quyển sách ở mảng này. Tôi đúng là tò mò về thái độ của ngài ở điều này. Ha ha, anh đúng là người giỏi quan sát. Không giấu gì anh, khi tôi còn bé thì gần nhà có một đạo quán, người chủ trì ở đó nhận tôi làm đệ tử, tôi cũng theo sư phụ học được mấy thứ. Chẳng qua sau đó tôi đọc thêm sách và thấy kiến thức càng lúc càng nhiều, sau đó thành cán bộ quốc gia cho nên đối với phương diện này chỉ là hơi hiểu một chút. La tiên sinh hỏi tôi có thái độ gì với lĩnh vực này, tôi có thể nói thẳng với ngài là bản thân tôi có thái độ tôn trọng về phong thủy, nhưng bản thân tôi không tin. Đảng viên chính thức không tin chuyện này, chẳng qua chúng ta phải thừa nhận rất nhiều dân chúng bình thường lại tin vào điều này, chính quyền không can thiệp vào nó. Trung Quốc là xã hội pháp trị, chỉ cần hành vi của bọn họ trong quy định pháp luật cho phép thì sẽ không vấn đề gì. Ồ, thế cho nên chính quyền cũng có thể cùng hợp tác với chúng tôi khai thác khu đất phong thủy này. Chính xác mà nói là hợp tác khai thác một công viên nghĩa trang có hoàn cảnh sang trọng, về phần những lời nói khác chỉ là trong dân gian mà thôi. Công dân và tổ chức xã hội có quyền tự do ngôn luận, công ty cũng là như vậy. Triệu Quốc Đống cười cười mà tránh trả lời trực tiếp. La Tông Vũ và Chủ tịch Tập đoàn Tống Gia Bình liếc nhìn nhau rồi nở nụ cười. Tống Gia Bình vẫn quan sát biểu hiện của Triệu Quốc Đống. Sau khi người bạn giới thiệu về khu đất phong thủy kia, y đúng là rất tò mò với vị lãnh đạo thị xã Hoài Khánh này. Đối phương khi cùng bọn họ đi khảo sát Thương Long Dục thì cũng tỏ rõ mình hiểu về phong thủy làm Tống Gia Bình không thể tin nổi đây là phó thị trưởng một thị xã ở Đại Lục. Vị thị trưởng Triệu này nói rất rõ ràng về địa hình, địa thế của Thương Long Dục, nếu mà ở Hoài Khánh thì Triệu Quốc Đống này hoàn toàn có thể thành thầy phong thủy có tiếng tăm. Đây càng làm cho Tống Gia Bình tò mò hơn về Triệu Quốc Đống. Đối mặt với câu hỏi mang tính khiêu khích của La Tông Vũ, Triệu Quốc Đống tỏ thái độ bình tĩnh và trả lời đầy khôn khéo làm Tống Gia Bình rất coi trọng vị phó thị trưởng trẻ tuổi này. Nếu như tập đoàn thật sự muốn cùng chính quyền thị xã Hoài Khánh hợp tác xây dựng khu nghỉ ngơi sang trọng nhất cho người Hoa toàn thế giới thì nhất định cần phải có người phù hợp để trao đổi. Vị cục trưởng Đoàn kia mặc dù cũng nhạy bén nhưng cấp độ còn thấp. Đúng như đối phương nói vấn đề quan trọng còn cần lãnh đạo cấp trên quyết định. Không khí bữa ăn khá hòa hợp. Sau khi cẩn thận hiểu rõ ý tưởng về việc xây dựng công viên nghĩa trang Thương Long Dục của Hoài Khánh, Tống Gia Bình và La Tông Vũ cũng tiến hành trao đổi sâu thêm với Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống cũng khéo léo giới thiệu về lịch sử và văn hóa của Hoài Khánh, đồng thời cũng nói muốn để công viên nghĩa trang Thương Long Dục thành nơi nghỉ ngơi nổi tiếng và được mong chờ nhất của người Hoa trên thế giới. Đối với việc Triệu Quốc Đống nói rõ như vậy làm cho Tống Gia Bình và La Tông Vũ vừa giật mình vừa phấn chấn. Bản thân Tống Gia Bình là một chuyên gia trong lĩnh vực phong thủy ở Hong Kong, người cùng đến lần này còn có một thầy phong thủy của tập đoàn cùng 2 thầy phong thủy khác được mời. Sau khi khảo sát mọi người đưa ra kết luận là Thương Long Dục đúng là có một địa mạch rồng trầu hổ phục rất hiếm thấy, càng hiếm có là nó còn có một con sông chảy qua bên dưới, điều này có nghĩa nơi an nghỉ này sẽ có mang lại phúc cho con cháu. Ưu thế tốt như vậy, hơn nữa Hoài Khánh cũng là một thành thị nổi danh trong lịch sử Trung Quốc, tập đoàn Gia Viên tất nhiên là rất hứng thú. Bọn họ lo nhất chính là thái độ của chính quyền địa phương về việc khai thác Thương Long Dục này. Nếu như nói chính quyền địa phương chỉ có ý tưởng bán khu đất này để kiếm tiền, hơn nữa thái độ khá ngặt và hạn chế việc tuyên truyền thì việc hợp tác khó có thể thành công. Nhưng Triệu Quốc Đống lại tỏ vẻ sẽ linh hoạt kết hợp làm bọn họ động tâm. Nếu như hạng mục này có thể do lãnh đạo có đầu óc linh hoạt như Triệu Quốc Đống chủ trì thì tập đoàn Gia Viên đương nhiên là coi trọng.
quyển 10, chương 5-14. Đối với biểu hiện của vị thị trưởng Triệu thì Đoạn Kỳ Ngôn quả thực là mở rộng tầm mắt. Khi đi khảo sát thực địa cùng thì hắn cứ như là một thuật sĩ phong thủy vậy, nói tới mức nước bọt văng tứ tung, mặt mày hớn hở, nhưng đến khi chính thức đàm phán thì co duỗi tự nhiên, nắm bóp có chừng mực để đạt được điều tốt nhất. Nhất là đối với vấn đề mà đối phương chất vấn thì chỉ dùng một câu nói dân gian không đáng đưa ra bình luận thì lại tuyệt không thể tả, vừa tạo cho đối phương một không gian hoạt động thoải mái, đồng thời cũng tỏ rõ thái độ của chính quyền khiến Đoạn Kỳ Ngôn không thể không thừa nhận chàng thanh niên trẻ tuổi này không phải ngẫu nhiên được ngồi vào cái vị trí phó thị trưởng thường trực. Từ khách sạn Sheraton đi ra, Đoạn Kỳ Ngôn vẫn ở trong trạng thái cực kỳ phấn khích. Hắn nhìn ra được thái độ của đoàn khách Hong Kong đối với Triệu Quốc Đống rất tốt. Hơn nữa lúc nói chuyện còn liên tiếp đề cập đến một vị Lý tiên sinh, chắc hẳn là bằng hữu của Triệu Quốc Đống, với lại hình như hai vị khách này cũng rất tín nhiệm vị Lý tiên sinh này. Điều này cũng có nghĩa là bằng hữu của Lý tiên sinh nên bọn họ rất tán thành Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống ngồi trên chiếc Buick New Century mới mua, chiếc xe cũ đã giao cho trưởng ban thư ký kiêm chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thị xã. Ủy ban Nhân dân thị xã mua 6 chiếc. Ngoại trừ thị trưởng Hà Chiếu Thành thì hai vị Triệu Quốc Đống và Khổng Kính Nguyên đều có một chiếc. Lúc đầu chỉ xác định mua 4 chiếc dành cho bí thư thị ủy, thị trưởng, chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân và chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị, mỗi người một chiếc, nhưng thấy công tác thanh toán nợ hết sức thành công nên Trần Anh Lộc chỉ thị tăng thêm 2 chiếc. Ngoài Triệu Quốc Đống ra thì phó bí thư thị ủy Đàm Lập Phong cũng có một chiếc, việc này đã gây chấn động tương đối lớn cách đây nửa tháng trước nhưng lại khiến Triệu Quốc Đống nhận thấy Trần Anh Lộc rất quyết đoán trong phương diện này. Đối với chiếc Buick New Century mới xuất xưởng tháng 12 năm ngoái này thì Triệu Quốc Đống khá thích thú, sàn xe nặng, không gian rộng rãi, nhìn qua cũng khá khí thế, chỉ có điều lượng dầu tiêu hao tương đối nhiều, mặc dù vậy loại xe này khá phù hợp với xe quan, so với chiếc Audi A6 chưa chính thức đưa ra thị trường mà nói thì chiếc Buick New Century này có sức hấp dẫn lớn hơn. Triệu Quốc Đống cũng không mang theo lái xe mà tự mình lái, Đoạn Kỳ Ngôn để chiếc Santana 2000 của mình lại rồi chạy ngồi lên xe của Triệu Quốc Đống. Sao thế, lão Đoàn, có ý tưởng gì không? Triệu Quốc Đống cảm nhận được sự hưng phấn của Đoạn Kỳ Ngôn, đại khái là bị bất ngờ bởi khí thế của đoàn khách Hong Kong. Thị trưởng Triệu, phái đoàn của ông chủ Tống này thực sự lớn như vậy sao? Đầu tư 100 triệu tệ để tạo Thương Long Dục, tôi cảm thấy điều này thật khó tin. Đoạn Kỳ Ngôn đích xác có phần không dám tin. Thương Long Dục có diện tích khoảng 800 mẫu, hơn nữa lại là vùng núi, cộng thêm với vùng giáp danh thì cũng phải hơn 800 mẫu. Vậy thì có thể sửa được bao nhiêu ngôi mộ chứ? Đoạn Kỳ Ngôn nhẩm tính thì có từ 3 đến 4 vạn ngôi mộ, dựa theo giá cả Hoài Khánh hiện giờ thì một ngôi mộ tính rẻ cũng phải 3 đến 5 ngàn tệ, nếu đắt thì phải trên dưới 10 ngàn, tính bình quân thì cũng phải 6 ngàn tệ một cái, hơn nữa cũng phải mất vài năm mới bán được hoàn toàn thì tổng số tiền thu lại cũng chỉ khoảng 200 triệu tệ. Nếu mà chỉ làm một mình thì cũng phải tiêu tốn hơn 100 triệu, đấy là còn chưa tính tập đoàn gia viên chiếm cổ phần chủ yếu chưa nộp tiền vốn cho chính quyền. Đoạn Kỳ Ngôn đánh giá khẩu vị của Triệu Quốc Đống một chút, số tiền chỉ e cũng sẽ không thấp hơn phí khai thác, nếu cứ tính toán theo đà này thì phải hơn 200 triệu, về cơ bản là không có lợi nhuận, cho dù giá cả có thể kéo cao lên một ít nhưng tập đoàn gia viên đầu tư nhiều tài chính như vậy, gánh vác nhiều mạo hiểm như vậy thì chẳng lẽ chỉ kiếm được chút ít vậy sao? Lão cảm thấy điểm nào không có khả năng? Triệu Quốc Đống khởi động ô tô, từ từ chạy ra khỏi khách sạn Sheraton. Tôi đã tính toán sơ sơ rồi. Nếu dựa theo lời Tổng Giám Đốc La thì tập đoàn gia viên phải đầu tư ít nhất 100 triệu tệ để xây dựng công viên tưởng niệm này, đấy là còn chưa tính tới khoản tài chính mà bọn họ chưa nộp cho chính quyền thị xã, theo tôi ước tính thì con số này cũng sẽ không nhỏ. Nếu cứ tính theo như vậy, dựa vào thị trường trước mắt thì công viên nghĩa trang này chắc chắn sẽ kiếm đủ tiền đền bù, đương nhiên có khả năng tập đoàn gia viên cho rằng giá cả hiện giờ quá rẻ, sau khi hoàn tất thì nhất định sẽ nâng giá lên. Nhưng tôi cảm thấy trong chuyện này thì mức độ mạo hiểm đối với tập đoàn gia viên là quá lớn, bọn họ chưa chắc đã dám đầu tư lớn như vậy. Đoạn Kỳ Ngôn quyết định nói thẳng. Mạo hiểm quá lớn, lão Đoàn, tôi thấy lão vẫn hơi coi thường lòng can đảm của đồng bào Hong Kong rồi đó, cũng đừng coi nhẹ lợi nhuận ngành này như vậy. Đừng cho là tôi không biết lợi nhuận ngành tấn táng quản linh cữu và mai táng này, mấy thủ đoạn bên dưới của phòng dân chính các anh thì tôi không biết chắc. Triệu Quốc Đống liếc Đoạn Kỳ Ngôn một cái rồi nói. Ha ha, thị trưởng Triệu, người ngay không nói chuyện mờ ám, ngành tấn táng vốn là một ngành độc quyền, phòng dân chính chúng tôi cũng chỉ dựa được vào cái này, ngài cũng nên hiểu cho chúng tôi mà. Đoạn Kỳ Ngôn gãi gãi đầu có phần xấu hổ. Có điều,
dựa theo giá thị trường trước mắt nếu quả thực tập đoàn gia viên đầu tư theo như lời Tổng Giám Đốc La nói thì đích xác không lạc quan được. Hừ, lão Đoạn, lão cảm thấy tập đoàn gia viên này nếu muốn lấy được một nửa cổ phần công ty hợp doanh thì sẽ cần phải trả cho chính quyền thị xã chúng ta bao nhiêu? Triệu Quốc Đống mỉm cười. Hích, việc này, thị trưởng Triệu, tôi thấy khoảng 100 triệu. Đoạn Kỳ Ngôn biết vị thị trưởng Triệu này không thích đi vòng vèo. 100 triệu, lão Đoạn, như vậy mà lão cũng nói ra ư. Triệu Quốc Đống khẽ cười. Lão quá coi thường giá trị lịch sử văn hóa của Hoài Khánh và giá trị phong thủy của Thương Long Dục này rồi. Tôi nói cho lão biết, nếu không có 200 triệu thì tôi cũng chẳng buồn nói chuyện với bọn họ. 200 triệu. Đoạn Kỳ Ngôn chấn động, đây là con số khổng lồ. Thị trưởng Triệu, điều này không có khả năng. Không có khả năng, lão Đoạn, nhớ kỹ một câu. Tất cả đều có khả năng. Đây vẫn chỉ là nhận định của cá nhân tôi. Tôi thấy nếu chuyển đến chỗ Bí Thư Trần và Thị trưởng Hà thì cái giá này cũng chưa chắc có thể làm được đâu. Triệu Quốc Đống liền chuyển về chủ đề chính. Tập đoàn Gia Viên không đồng ý thì còn có tập đoàn An Nhạc Viên, chỉ cần có hai nhà thì chúng ta sẽ có lợi thế. Về phần chuyện mà lão vừa mới nói thì tôi chỉ có thể nói tầm mắt lão quá hạn hẹp, lão hoàn toàn chỉ suy nghĩ trong phạm vi Hoài Khánh này. Tôi nói cho lão biết, nếu quả thực người Hong Kong đầu tư lớn như vậy thì tuyệt đối không phải vì phục vụ người Hoài Khánh chúng ta. Công viên Nghĩa Trang Thương Long Dục nếu được xác định là bảo địa phong thủy tốt nhất dành cho người Hoa trên toàn cầu thì người Hoa ở khắp thế giới sẽ tiếp cận nơi này. Tôi nói cho lão biết, ở Hong Kong thì một huyệt vị bảo địa phong thủy thì muốn động vào cũng phải từ 100 tới 1 triệu tệ là chuyện không phải mới mẻ gì. Cái giá mà lão suy nghĩ thì hoàn toàn là dựa theo giá cả phục vụ ở địa phương Hoài Khánh chúng ta, đó là cách thức làm ăn Nghĩa Trang Công Cộng ở bên dưới của phòng dân chính các anh. Công viên Thương Long và Nghĩa Trang Công Cộng của các anh là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Về phần thao tác thì lão cứ việc yên tâm, bất kể là tập đoàn Gia Viên hay là tập đoàn An Nhạc Viên thì đều chuyên nghiệp hơn gấp trăm lần so với tôi và lão. Kỹ năng trong chuyện này thì không cần tôi và lão phải quan tâm. Đoạn Kỳ Ngôn bị mấy lời của Triệu Quốc Đống khiến cho á khẩu không trả lời được, hắn không thể không thừa nhận trí óc mà xưa nay hắn vẫn kiêu ngạo không theo kịp tư duy của vị thị trưởng Triệu này. Người ta nói đã rất rõ ràng. Công viên tưởng niệm Thương Long Dục này không phải để phục vụ người bản địa, nói thì rất nhã nhặn lịch sự nhưng ý tứ ẩn chứa đằng sau thì lại rất thẳng. Công viên tưởng niệm Thương Long này sẽ được xây dựng để trở thành cái gọi là bảo địa phong thủy dành cho âm trạch người mê tín gọi ngôi mộ là âm trạch của người Hoa trên toàn cầu. Đây có thể nói là một nơi mà đám người tiêu tiền như nước nhưng lại mê phong thủy đang tìm kiếm. Khi Triệu Quốc Đống ra khỏi văn phòng của Hà Chiếu Thành thì cảm thấy không nén được cơn tức giận trong nội tâm của mình. Thái độ của Hà Chiếu Thành làm cho hắn rất bất mãn, không hỏi kết quả trao đổi mà chỉ quan tâm xem chuyện này có mang ảnh hưởng xấu gì cho Ủy ban Nhân dân hay không. Hắn lo sẽ dẫn tới đòn tấn công với công tác kiến thiết văn minh tinh thần toàn thị xã, điều này làm cho Triệu Quốc Đống có cảm giác không biết nên khóc hay cười, ngay cả người Hong Kong cũng còn có thể minh bạch lời của mình mà sao vị thị trưởng Hà này lại không rõ nhỉ. Mình cũng đã nói rất rõ ràng, Đảng ủy cũng như Ủy ban Nhân dân thị xã sẽ không tham gia vào vụ việc này. Đây thuần túy chỉ là do các đơn vị thực thể bên dưới của phòng dân chính bên dưới góp vốn với công ty bên Hong Kong để khai phá một công viên tưởng niệm, khó mà nói được mức độ khó khăn và ảnh hưởng trong đó. Loại thái độ này của Hà Chiếu Thành khiến Triệu Quốc Đống đang tràn đầy tự tin lại thấy áp lực, nếu vị thị trưởng đại nhân này giữ ý phủ định hoặc thái độ tiêu cực đối với chuyện này thì sao mình có thể tranh thủ được sự ủng hộ của trên tỉnh. Đây là góp vốn làm một công viên tưởng niệm. Việc này phải báo cáo với Bộ Dân Chính để phê duyệt mà thái độ của người đứng đầu Ủy ban Nhân dân thị xã lại như vậy thì chuyện này làm sao bây giờ? Sự phiền não cứ quấn quanh tim Triệu Quốc Đống, gạt đi cũng không được, Hà Chiếu Thành đã tỏ rõ không hòa hợp với mình, tuy rằng hắn tỏ ra rất độ lượng trong vấn đề điều chuyển Quế Toàn Hữu đến Ủy ban Nhân dân Hoài Khánh, ngoài miệng thì vẫn tỏ vẻ ủng hộ và hiểu rõ, lúc ấy còn khiến Triệu Quốc Đống rất là cảm động, có điều những chuyện về sau thì lại khiến Triệu Quốc Đống không biết nói gì. Hắn không thể hiểu cách đối xử và suy nghĩ của Hà Chiếu Thành về chuyện này nhưng rõ ràng là Hà Chiếu Thành không có hứng thú, thậm chí ngay cả khi mình giới thiệu rằng chuyện này có khả năng mang đến chỗ tốt cho tài chính Hoài Khánh thì hắn cũng chẳng có bao nhiêu hứng thú, thế cho nên những công việc sau đó thì Triệu Quốc Đống chẳng thèm giới thiệu mà chỉ nói qua loa cho xong. Loại tình hình này thực sự khó giải quyết, Hà Chiếu Thành không có hứng thú lớn, hay nói cách khác hắn quá mẫn cảm về hiệu ứng mà chuyện này mang đến. Cho dù Hoài Khánh có là nơi tổ chức hội nghị kiến thiết văn minh tinh thần xã hội chủ nghĩa toàn tỉnh thì Triệu Quốc Đống cũng không thấy chuyện này mang tới ảnh hưởng gì lớn, nhưng Hà Chiếu Thành thì lại không cho là như vậy.
Mặc dù hắn không ý phản đối rõ ràng nhưng lại tỏ ý muốn để chuyện này về sau, nhưng mà bên Hong Kong thì lại không dễ xử lý. Nếu đã có định hướng về việc hợp tác thì tiếp đó phải đàm phán cụ thể, nhưng giờ không nhận được sự tán thành của Hà Chiếu Thành thì đàm phán kiểu gì? Cho dù Trần Anh Lộc hết sức duy trì thì chuyện này cũng không dễ làm, nhất là khi mình đang ở trong hoàn cảnh khá tế nhị thì lại càng khó. Triệu Quốc Đống nhíu mày trở lại văn phòng của mình thì thấy một người ngồi trên ghế salon trong văn phòng của mình, vừa nhìn thấy mặt thì hắn liền vui vẻ, sự phiền toái liền vơi đi không ít. À, Toàn Hữu, tới rồi à? Quyển 10, chương 55. Thủ tục điều động Quế Toàn Hữu làm khá nhanh, sau khi nhận được sự đồng ý của Hà Chiếu Thành thì Triệu Quốc Đống lập tức báo với Qua Tĩnh cũng đồng ý ngay, bố trí ban tổ chức tỉnh ủy liên hệ với ban tổ chức cán bộ Ninh Lăng. Cũng vì chuyện này mà Triệu Quốc Đống đã trao đổi với Hoàng Lăng và Vưu Liên Hương một chút, Hoàng Lăng thì hết sức vui vẻ, dù sao Ninh Lăng có cán bộ đi ra ngoài thì cũng là vinh dự, huống chi quận Tây Giang lại trống thêm một vị trí, về phần Vưu Liên Hương thì càng khỏi phải nói, hiển nhiên là dốc hết sức ủng hộ. Quế Toàn Hữu tới đây đảm nhiệm phó trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân thị xã Hoài Khánh, xem như là điều chuyển ngang hàng. Chẳng qua từ Ninh Lăng đến Hoài Khánh thì sự thay đổi địa vị rất khó mà nói rõ được. Điều này còn phải xem vận số Quế Toàn Hữu sau này nữa. Đương nhiên người ở Tây Giang đều rất hâm mộ Quế Toàn Hữu, khó trách Triệu Quốc Đống rời đi Tây Giang thì những người khác đều tiến thêm nhưng duy chỉ có tay tâm phúc Quế Toàn Hữu này thì vẫn không có động tĩnh, hóa ra là muốn theo Triệu Quốc Đống tiến thì cùng tiến, ngẫm lại tốc độ thăng chức nhanh chóng của Triệu Quốc Đống thì người ta lại càng ngưỡng mộ Quế Toàn Hữu. Trong lòng Quế Toàn Hữu cũng hết sức kích động, có thể trở lại quê hương thì hiển nhiên quá vui. Hơn nữa còn được an bài làm phó trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân thị xã, đây là một vị trí hiển hách, đương nhiên đáng để ăn mừng. Lần trở về quê nhà vừa rồi thì mấy lãnh đạo chủ yếu của huyện đều gọi điện thoại tới chúc mừng, ai cũng hiểu rõ hắn có được sự điều động mang tính đột phá này không ngoài nhờ có Triệu Quốc Đống chống lưng, có thể làm tốt quan hệ với Quế Toàn Hữu thì cũng tương đương với việc đáp cùng với tuyến của thị trưởng Triệu, nhất là giờ đang là thời điểm mà thị trưởng Triệu đang nổi bật ở Hoài Khánh. Vừa mới tới chỗ trưởng ban Hứa và trưởng ban Đồng báo danh rồi, bọn họ cho tôi nghỉ 2 ngày để thu xếp chỗ ở, do đó tôi liền trở về Lâm Giang một chuyến, hôm nay xem như chính thức đi làm. Tinh thần Quế Toàn Hữu trông khá phấn chấn, đúng là người mà gặp việc vui thì tinh thần cũng sảng khoái. Đã được phân công công tác hay chưa? Triệu Quốc Đống hỏi. Nếu nói đến phân công thì thực chất phó trưởng ban thư ký thường được phân công theo mấy phó thị trưởng, gần tương đương với trợ lý. Trợ giúp việc liên hệ với các ban ngành mà phó thị trưởng đó được phân công quản lý. Trưởng ban Hứa cũng đã nói đại khái với tôi, nói rằng thị trưởng Hà tôn trọng ý kiến của ngài nên để tôi đi theo ngài. Quế Toàn Hữu gật đầu nói. Ồ, Toàn Hữu, như vậy thì có tính là dùng người không khách quan hay không? Triệu Quốc Đống mỉm cười. Lẽ ra thì Đồng Giang theo tôi nhưng y phải phụ trách công tác hàng ngày của Ủy ban Nhân dân thị xã nên thường xuyên không có thời gian. Mấy vị phó trưởng ban thư ký khác thì cũng đều có các công tác riêng, cậu tới vừa lúc, có thể giúp tôi nhận lấy mấy chuyện này, đây đều toàn chuyện gấp rút cả. Chỉ cần công tác công tâm thì sao lại nói là dùng người không khách quan? Quế Toàn Hữu cũng cười đáp. Thị trưởng Triệu có công tác gì thì cứ an bài, chỉ là tôi vừa mới đến, tình hình bên này chỉ sợ là chưa quen thuộc nên chắc phải mất mấy ngày để tìm hiểu tình hình cơ bản. Ừ, cũng phải. Chẳng qua tôi e là sẽ không có nhiều thời gian cho cậu để làm quen đâu, cậu phải vừa tìm hiểu vừa làm. Triệu Quốc Đống cảm thấy với sự có mặt Quế Toàn Hữu thì trọng trách trên vai mình như thoải mái đi rất nhiều. Bất kể là Đồng Giang hay Hướng Đông, hai vị đi theo mình lúc trước thì mình vẫn cảm thấy có chút ngăn cách, cũng không biết là do tâm lý hay vì nguyên nhân khác, có cảm giác an bài bọn họ làm việc thì không quá yên tâm lắm. Rõ, thị trưởng Triệu, vừa rồi tôi nhìn thấy sắc mặt ngài không tốt. Có phải là có tâm sự buồn phiền gì hay không? Quế Toàn Hữu lập tức bắt đầu ngay trạng thái công tác. Ừ, trước mắt có một đại sự, nhưng hình như quan điểm của lãnh đạo chủ yếu không nhất trí về chuyện này. Triệu Quốc Đống liền giới thiệu qua tình hình về công viên Nghĩa Trang Thương Long Dục đồng thời cũng nói ra thái độ và lo lắng của Trần Anh Lộc và Hà Chiếu Thành đối với việc này. Quế Toàn Hữu lắng nghe rất cẩn thận, hắn biết mình tới đây thì thể nào cũng bị cuốn vào trong trường mưa bão Hoài Khánh. Lúc hắn ở Lâm Giang thì cũng không ít người nói cho hắn về việc Triệu Quốc Đống gây sóng tạo gió tại Hoài Khánh, khiến hắn thấy sục sôi trong lòng. Biểu hiện của Triệu Quốc Đống cũng giống hệt lúc mới tới Tây Giang,
cũng có bất đồng với nơi đó, tới một nơi hoàn toàn xa lạ làm phó thị trưởng mà có thể tạo thành sóng gió lớn như vậy thì không thể không nói đảm phách và khí thế của đối phương đã thay đổi rất nhiều so với hồi còn ở Ninh Lăng. Thanh toán nợ hoàn tất khiến cả Hoài Khánh đều kiến thức được năng lực phi phàm và sự bá đạo của Triệu Quốc Đống, nhất là biến đổi bất ngờ khi cảnh sát Hoài Khánh mang Tương Trung Hoa trở về từ An Đô thì lại càng khiến bên Hoài Khánh truyền bá vô cùng kỳ diệu. Cảnh sát An Đô chặn đường như thế nào, cảnh sát Hoài Khánh và An Đô rằng co không ai nhường ai như nào, giới cao tầng đánh cờ đấu sức như nào, cuối cùng phía Hoài Khánh đã thành công đem Tương Trung Hoa cả người lẫn xe về. Điều này làm cho nhân vật các giới có chút danh tiếng ở An Đô đều cảm nhận được thực lực sau lưng Triệu Quốc Đống. Thị trưởng Triệu, ngài nói là thị trưởng Hà không quá ủng hộ hạng mục này sao? Theo lý thuyết thì một hạng mục lớn như vậy hẳn phải có sức hấp dẫn lớn mới đúng chứ, từ góc độ chính quyền mà nói thì hẳn là phải hết sức ủng hộ, và ngược lại bên phía đảng ủy thị xã có ý kiến bất đồng thì còn có thể hiểu được. Quế Toàn Hữu trầm ngâm rồi hỏi. Ừ, tôi cũng hiểu như thế. Tư duy của thị trưởng Hà có chút khác biệt với tôi cảm thấy hắn đang suy xét vấn đề như một bí thư thị ủy, nhưng cho dù hắn là bí thư thị ủy thì vấn đề này cũng rất phức tạp. Triệu Quốc Đống nhún nhún vai nói một cách bất đắc dĩ. Vậy ngài nghĩ thị trưởng Hà cảm thấy bởi vì hạng mục này có khả năng sẽ gây ảnh hưởng phụ tới việc thị xã đang thực hiện hội nghị kiến thiết văn minh tinh thần trong toàn tỉnh, hay là lo lắng sẽ phá hỏng ấn tượng của lãnh đạo tỉnh với chính quyền thị xã Hoài Khánh? Quế Toàn Hữu hỏi ngược lại. Không làm rõ được điểm mấu chốt trong việc này thì khó có thể làm được công tác mang tính định hướng. Hơn nữa nếu không xác định rõ thái độ của Hà Chiếu Thành thì cũng khó mà làm tốt được, cho dù có được sự ủng hộ của bí thư thị ủy thì cũng sẽ có nhiều cản trở. Triệu Quốc Đống ngẩn ra, suy tư một lúc rồi mới nói một cách từ từ. Cả hai khả năng đều có nhưng tôi cảm thấy cái sau lớn hơn, dường như thị trưởng Hà rất coi trọng ấn tượng của tỉnh với Hoài Khánh, ừ, tôi nhận thấy y rất chú trọng ấn tượng bề ngoài của Hoài Khánh. Còn các phương diện phát triển kinh tế cụ thể thì lại đặt ra phía sau. Quế Toàn Hữu cũng có thể nghe ra trong lời của Triệu Quốc Đống ám chỉ Hà Chiếu Thành bỏ gốc lấy ngọn, có điều hắn không hề đáp lời mà chỉ nói. Nếu thị trưởng Hà lo lắng về phương diện này thì tôi cảm thấy có thể dồn thêm công sức về phương diện này, thay đổi cảm nhận và nhận định của thị trưởng Hà một chút, làm sao để hắn thấy được trên tỉnh cũng không phản đối hạng mục này, thậm chí còn có ý kiến ủng hộ thì có lẽ là sẽ khiến thị trưởng Hà thay đổi thái độ. Hai mắt Triệu Quốc Đống sáng hẳn lên, đề nghị này của Quế Toàn Hữu rất sáng tạo, nếu Hà Chiếu Thành đã duy thượng, nghe theo cấp trên thì chuyện này không phải không có đường xoay chuyển. Với sức ảnh hưởng của tập đoàn Gia Viên và Tống Gia Bình thì muốn tìm chút ủng hộ của tỉnh cũng không phải chuyện khó làm lắm. Chiếc Accord từ từ rẽ ngoặt tiến vào một khu rừng sinh thái rậm rạp, khi Khổng Kính Nguyên bước xuống xe thì đã thấy chiếc Cadillac của Mã Cam Sương đỗ ở đó, hắn hơi nhíu mày nhưng rồi vẫn xuống xe. Bước vào đình nghỉ mát. Bốn phía đều là cây xanh bao phủ, cây tử đằng dày đặc như một tấm thảm treo tường màu lục che kín ba mặt đình nghỉ mát, mấy chiếc ghế mây tre đã được kê sẵn bên cạnh bàn đá với vài chén trà bích loa xuân bốc hơi nghi ngút. Mấy người đàn ông đang chơi bài xì phé, mấy chồng nhân dân tệ được chất đống trên bàn đá, xem ra đang say sưa ác chiến. Bích loa xuân là một trong 10 loại trà nổi tiếng Trung Quốc. Theo, một người đàn ông không nhìn bài mà ném 1.000 đồng về phía người ngồi đối diện. Ha ha. Được đó, phe này chúng ta phải cảm ơn nhiều rồi, để xem vận ai đỏ. Người đàn ông phía đối diện đưa mắt nhìn về phía một người khác có tuổi lớn hơn đôi chút. Thế nào, Phan ca? Được, tôi theo các cậu, nếu không mỗi người chúng ta bỏ thêm 1 vạn đi, đồng ý thì có thể xem bài trước tiên, thế nào? Người đàn ông trông hơi nhiều tuổi cười rất vui vẻ, tiện tay đẩy chồng thẻ trước mặt ra. Ha ha, Phan ca đã có hứng thú thì tôi nào dám không phụng bồi. Mã Cam Sương mỉm cười cũng đẩy 1 vạn ra. Cô ca, nhìn anh kìa. Được, lão Phan đã phát chiều thì sao tôi không theo chứ? Một người đàn ông khác cũng thuận tay ném 2 thẻ 1.000 xuống. Tôi đặt 2 vạn, theo tới cùng. Tôi xem bài đã. Lão Phan nhấc bài lên nhìn một lát, mặt không chút biểu tình ném bài vào bài tẩy. Mẹ nó, bài như xít, không theo. Mã Cam Sương cười càng vui vẻ hơn. Tôi cũng xem bài, cô ca. Xấu hổ quá, tôi cũng phải theo, bài này không ném được. Ồ, lão Mã, xem lão giống như nhặt được bảo vật vậy, được, tôi cũng xem bài đã. Người đàn ông họ cô kia xem bài rồi do dự một hồi lâu, cuối cùng lắc đầu. Thôi rồi, lão Mã, vận lão rất đỏ, tôi không theo. Ha ha, cảm tạ Phan ca, cô ca, xấu hổ rồi, phen này tôi được.
Mã Cam Sương mặt mày hớn hở thu tiền trên mặt bàn về. Được rồi, thu hết cả đi, lão Khổng tới rồi. Lão Phan xua tay rồi cũng thu tiền trên bàn về. Khổng Kính Nguyên ngồi xuống, nhân viên tạp vụ nhanh chóng đưa trà lên rồi lặng lẽ biến mất không một tiếng động. Lão Khổng, nhìn sắc mặt lão thì hình như tâm tình không tồi. Lão Phan quan sát thần sắc Khổng Kính Nguyên một lúc rồi hỏi. Không thể nói rõ, đúng là như vậy. Khổng Kính Nguyên mỉm cười nâng chén trà lên thổi thổi lá trà, dường như là có tâm sự. Làm sao vậy, lão Khổng, có phải là có chuyện phiền toái, không thuận lợi hay không? Lão cô rất mẫn cảm, giờ đang là thời kỳ quan trọng, không thể để xảy ra sơ suất gì được. Cũng không phải, về cơ bản Hà Chiếu Thành đã đồng ý phương án của chúng ta, có điều không đưa lên hội nghị ủy ban nhân dân để thảo luận. Cũng may là trong thời gian này cái tay họ Triệu kia dây dưa bởi công tác thanh toán nợ nần và khai phá Thương Long Dục nên không còn tâm tư đến bên này. Do vậy công tác thẩm định tài sản phải làm nhanh lên, bên nhà máy cũng coi như thuận lợi, phải nắm chắc thời gian mới được. Khổng Kính Nguyên cảm thấy mình có phần nghi thần nghi quỷ, hắn có cảm giác Triệu Quốc Đống vẫn lặng im không hỏi qua chuyện này thì hình như không phù hợp với phong cách xưa nay, nhưng cũng không biết nên nói như thế nào. Quyển 10, chương 56. Lão Khổng. Nghe nói tên họ Triệu khiến Hoài Khánh long trời lở đất, Trần Anh Lộc và Hà Chiếu Thành để mặc hắn cản rỡ gây sức ép sao? Lão Phan mỉm cười hỏi. Khổng Kính Nguyên liếc nhìn qua Mã Cam Sương đang hớn hở thu nhặt tiền mặt, hơi bĩu môi. Lão Phan, lão đừng nghe mấy lời cào nhào của Cam Sương, không phải chỉ kêu hắn đem trả lại tiền lãi mà hắn đã vay công ty đầu tư tín dụng sao? Trước đây hắn mượn tiền, mà mượn thì phải trả lại, đây là điều hoàn toàn chính đáng, hắn có gì mà nghĩ không thông? Nếu đổi là tôi tiếp nhận chuyện này thì tên Mã Cam Sương này cũng sẽ lèm bèm không ít. Khổng ca, có nói cũng không nên nói như vậy, việc tôi vay liền thì không phải là giả nhưng lợi tức không phải quá cao sao. Đó là còn chưa tính lúc ấy vì số tiền này mà tôi phải cắt giảm nhân viên ở Bắc Kinh đó. Lúc này nếu cứ cứng nhắc đòi tôi lập tức trả hết nợ thì khác nào kêu tôi đừng sống nữa. Mã Cam Sương vừa nghe xong liền tức giận. Hiện nay lãi suất trong nước rất cao. Lãi suất của công ty đầu tư tín dụng này cũng cao theo, nào có kiểu tính nợ như vậy. Nếu không phải tên họ Triệu quá bá đạo, tôi mà không trả tiền thì sẽ đình chỉ việc vận chuyển mà công ty tôi đã nhận thầu thì lão xem tôi có thể trả lại tiền hay không. Được rồi, lão Mã, lão đừng có kêu gào trước mặt tôi. Lão cũng chỉ dám la hét trước mặt tôi mà thôi, có giỏi thì lão đừng trả tiền nữa xem. Tôi thấy xương cốt lão cũng chỉ cứng được một lúc thôi. Khổng Kính Nguyên nói với kiểu chẳng thèm ngó tới. Lão cho rằng Đảng Cộng sản không thu thập được lão sao? Tôi nói cho lão biết, nếu lão mà không hoàn trả thì bên công an sẽ lập tức điều tra công ty thu hồi phế liệu kim loại và vấn đề trư gái mại dâm trong khách sạn Xích Nham của lão, bên thuế vụ cũng sẽ điều tra chuyện trốn thuế, lậu thuế của lão thử nói xem lão có thoát được chuyện nào không? Hừ, nếu tên họ Triệu thực sự như vậy thì đừng trách tôi liều mình, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Mã Cam Sương nói một cách lạnh lùng, nét mặt liền trở nên dữ tợn. Sát khí đằng đằng. Được, được, quyết tâm cũng không cần phải khoe khoang trước mặt chúng tôi, có bản lĩnh thì tới thể hiện trước mặt Triệu Quốc Đồng ấy, chỉ sợ lão vừa tới trước mặt hắn thì người lại phải thấp xuống vài phân, khó mà đứng thẳng được. Khổng Kính Nguyên đã sớm nhìn thấu Mã Cam Sương, mấy năm nay bọn người này đã sớm mất đi nhuệ khí khi dốc sức làm hắc đạo, giờ có gia đình, quen với cuộc sống hạnh phúc, thường ngày la lối om sòm lại thêm gái gú xung quanh thì làm sao còn cái dũng khí cầm đầu trên tay để đùa giỡn nữa. Nếu nói cứng miệng thì còn tạm được chứ nếu thật sự bắt Mã Cam Sương vứt bỏ hết thảy để ra trận thì đảm bảo chân lại nhũn mặt ra, ai mà bỏ được cuộc sống sung sướng bây giờ chứ. Bị Khổng Kính Nguyên nói hai câu khiến cho mặt đỏ bừng, Mã Cam Sương cũng không dám phát tác trước mặt Khổng Kính Nguyên, trong mấy người ngồi ở đây thì nếu muốn phát tài thì cũng chỉ trông cậy vào Khổng Kính Nguyên. Có thể ngồi cùng nhau tại đây thì vốn là dựa vào tiền tài mà. Lão Khổng. Cái tên Triệu Quốc Đống này chỉ là phó thị trưởng thường trực mà bá đạo vậy sao? Tay hắn thò dài thật đó, ngay cả ngành xây dựng mà cũng muốn nhúng tay vào à? Tôi nhớ mảng này do Đặng Nhược Hiền quản sao mà? Lão Phan hiển nhiên hiểu khá rõ tình hình Hoài Khánh. Ừ, Đặng Nhược Hiền nhìn qua thì có vẻ đi lại khá gần với tên họ Triệu đó, nhưng quan trọng vẫn là thái độ của Trần Anh Lộc và Hà Chiếu Thành kia. Nếu không phải hai người bọn họ ủng hộ Triệu Quốc Đống cầm mao gà làm lệnh tiễn thì Đặng Nhược Hiền cũng sẽ không cho hắn mặt mũi. Trần Anh Lộc và Hà Chiếu Thành đều bị hạn định tháng 6 thanh toán tiền ép tới mức không thở nổi, lúc này mới hoảng hốt chạy bừa nên mới khiến tên họ Triệu cứng đầu cứng cổ này làm kẻ ác.
Dù sao tên này cũng mới tới, không quen ai cả, mặt mũi cũng có thể tạm đặt xuống dưới, không chịu phục tùng, Đảng Cộng sản phải nghiêm chỉnh, dù anh có là ai cũng phải chịu ngoan ngoãn nghe lệnh. Khổng Kính Nguyên khẽ cười, nhấp một ngụm trà rồi nói. Như vậy cũng tốt, lần này sự chú ý của hắn đều dồn cả vào việc thanh toán nợ nên cũng không có tâm tư chuyển tới chuyện khác. Bên chúng ta cũng phải đẩy nhanh tiến độ mới được. Lão Khổng, tôi thấy lão vẫn bận tâm về tên họ Triệu đúng không? Lão Phan rất mẫn cảm với thái độ của Khổng Kính Nguyên, dường như cảm thấy Khổng Kính Nguyên có phần kiêng kỵ tên phó thị trưởng thường trực mới tới này, thậm chí còn kiêng hơn cả Hà Chiếu Thành. Lão Phan, nếu nói không lo lắng chút nào thì là nói dối, hắn là phó thị trưởng thường trực, quyền lực và trách nhiệm đều trong phạm vi ủy ban nhân dân thị xã, dù hắn có nhúng tay vào việc này thì cũng không ai có thể nói hắn không đúng. Mấu chốt chính là sự hèn nhát của Hà Chiếu Thành. Tôi lo hắn không chịu được sự chất vấn và phản đối của Triệu Quốc Đống rồi sẽ không khống chế được cục diện trong hội nghị thị trường. Lời lẽ của tiểu tử kia rất sắc bén và lợi hại, người bình thường khó có thể chống đỡ được, huống chi giữa Hà Chiếu Thành và chúng ta không có lợi ích theo kiểu sống còn thì hắn đâu dại tốn sức chống đỡ thay chúng ta chứ. Sắc mặt Khổng Kính Nguyên có phần nặng nề. Chuyện này không phải ngày một ngày hai là có thể xử lý xong, trong nửa năm đến một năm tới có ai dám chắc không có sai lầm gì hay không? Vậy thì kéo luôn Hà Chiếu Thành kia vào. Người đàn ông họ Cô cắn răng nói. Hừ, Hà Chiếu Thành kia nhát như thỏ, hắn dám chắc. Lão không biết hắn phải dựa vào thanh danh Thanh Liêm mới lên được cái chức thị trưởng này sao? Nếu lão để lộ chút phong thanh nào thì chuyện này coi như thất bại. Khổng Kính Nguyên lắc đầu. Chúng ta phải lợi dụng nhược điểm của hắn, người này chỉ thích thể diện, hiện giờ cũng coi như là một cơ hội đi tiên phong đẩy mạnh việc cải cách công ty quốc hữu. Điều này cũng phù hợp với chính sách bên trên. Đem cái vòng hào quang này đặt lên đầu hắn thì có thể sẽ giải quyết được vấn đề kế sinh nhai của hơn 1.000 công nhân viên trước nhà máy cơ giới, đồng thời cũng là một điển hình tiên tiến. Chúng ta chỉ có thể tìm con đường lên bên trên để hắn mắc câu. Ha ha, lão Khổng, lão đúng là lành nghề ở phương diện này, lão nói làm thế nào thì cứ thế đi, tôi và lão Cô cộng thêm lão Mã sẽ dốc sức phối hợp với lão. Đám người trong xưởng kia thì chúng ta đã chuẩn bị từ sớm rồi, mọi việc sẽ nghe theo lão chỉ huy, chỉ cần nói ra sẽ nhanh chóng hoàn thành việc này. Mặt khác quan hệ với bên công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị máy móc Gia Hoa, Phúc Kiến thì chúng ta cũng phải thu xếp cho tốt, công ty đó cũng là một công ty lớn trong ngành kinh doanh thiết bị máy móc, bọn họ tới thì phải tiếp đón, đương nhiên thị xã cũng sẽ phân công, bọn họ cũng định lợi dụng làm bài báo về chuyện này, đây cũng có thể coi là chuyện vẹn toàn đôi bên phải không? Lão Phan mỉm cười gật đầu, xưa nay đều nói thành lũy đều bị công phá từ trong nội bộ, không có Khổng Kính Nguyên thì nếu muốn nắm chắc một địa bàn lớn như nhà máy cơ giới thì chẳng khác nào nằm mơ, cũng không uổng mấy năm trước đã bố trí, lần này phải câu được con cá lớn. Khổng Kính Nguyên cười lạnh trong lòng, lão Phan này đúng là cáo già, cái gì mà công ty đứng đắn, còn không phải là loại treo đầu dê bán thịt cho sao. Có điều việc này không quan trọng mà mấu chốt ở chỗ chỉ cần tiếp nhận nhà máy cơ giới này thì sẽ thay đổi tính chất khu đất, tất cả đều ok rồi. Về phần chuyển giao địa bàn cho để công ty kiến thiết thì là việc rất nhỏ, thị xã cũng không thể cứ thế nhìn nhà máy cơ giới sụp đổ như vậy, ít nhất cũng phải tạm lừa gạt bề ngoài, việc này phải xem thủ thuật của người ra tay có đủ cao minh hay không. Ừ, lão Phan, giờ đang là thời điểm quan trọng, tôi đã đem tất cả kế hoạch cải cách ra rồi. Chắc là tuần sau sẽ đưa lên hội nghị ủy ban nhân dân thị xã nghiên cứu, nếu mà qua thì sẽ đưa lên hội nghị thường vụ thị ủy quyết định. Tôi đoán chỉ cần hội nghị ủy ban nhân dân thị xã thông qua thì hội nghị thường vụ thị ủy sẽ không có khó khăn gì, Trần Anh Lộc cũng ủng hộ cải cách, chẳng qua là muốn xem các quan điểm cải cách như thế nào, có điều tôi phụ trách mảng công nghiệp nên vẫn luôn thao tác, phương án này cũng khá hoàn mỹ, nhiều phương diện đều được chú ý nên chắc hẳn không có vấn đề gì lớn. Ba người kia đều dựng lỗ tai lên. Vấn đề phía sau mới là mấu chốt, thao tác như thế nào mới làm cho chuyện này trở thành hợp lý thì còn phải nghe cao thủ Khổng Kính Nguyên. Điểm mấu chốt là cái sau, tại sao nhà máy cơ giới lại hợp tác với công ty Gia Hoa, rồi một loạt trình tự sau đó đều ổn thỏa, khiến cho cả Trần Anh Lộc lẫn Hà Chiếu Thành đều cảm thấy để công ty Gia Hoa gia nhập là con đường duy nhất để nhà máy cơ giới sống sót, cũng giải quyết con đường sống cho hơn 1.000 công nhân nhà máy. Chỉ có như vậy chúng ta mới có khả năng đề xuất ý kiến thay đổi tính chất đất đai và chuyển nhượng cơ sở hạ tầng lên thị xã, mới có thể thuyết phục những người khác đồng ý ý kiến này, cho nên mấy lão đều phải làm cẩn thận mấy phương diện này. Lão Khổng, lão yên tâm, tất cả đều làm theo yêu cầu của lão, tôi biết lão đang lo lắng điều gì, không phải là lo Gia Hoa chỉ là một công ty bao ra sao. Tôi nói cho lão biết,
Gia Hoa không phải không chịu nổi như lão tưởng tượng đâu, chẳng qua là do phải nuốt nhà máy cơ giới nên có phần giống rắn nuốt voi, nhưng cũng không sao cả, chúng ta chỉ coi trọng khu đất của nhà máy cơ giới. Nếu việc hợp tác tốt thì chúng ta sẽ cung cấp một phần tài chính cho bên Gia Hoa, chúng ta muốn đất, bọn họ muốn công ty, đương nhiên cũng phải chuyển một phần cho bên thị xã. Nói đến chuyện này thì khóe mắt lão Phan liền lóe lên. Chỉ cần chúng ta thay đổi tính chất và phát triển khu đất này thì tất cả đều không còn vấn đề gì, tôi cảm giác thị trường bất động sản 2 năm nay sẽ rất nóng, chúng ta phải nương theo tình thế này để kiếm một khoản mới được. Về phần vấn đề công ty của bên Gia Hoa thì tôi nghĩ từ lúc kiến thiết cho đến khi chính thức sản xuất thì ít nhất cũng phải từ 1 đến 2 năm, ha ha, bên Gia Hoa tự có ý nghĩ của bọn họ, chúng ta cứ theo nhu cầu là được. Hừ, lão Phan, cần tắc vô áy náy, tất cả mọi việc đều phải suy xét chu toàn. Khả năng nào cũng đều phải nghĩ đến. Khổng Kính Nguyên hừ lạnh một tiếng. Cam Sương, lão phải bảo người của lão khống chế tốt nhà máy cơ giới, nếu không nghe dặn dò thì lão phải tìm cách để bọn họ đóng chặt miệng lúc mấu chốt. Tôi mặc kệ lão tìm biện pháp gì, miễn là kêu cái cần kêu còn cái không nên kêu thì ngay cả giấm cũng không cho đánh. Ha ha, yên tâm, Khổng ca, chuyện này tôi cam đoan, Mã Cam Sương tôi chẳng có tài gì nhưng chuyện kiểu này thì không thành vấn đề, lão cứ vô tư đi. Mã Cam Sương vỗ ngực, nói đầy ngạo nghễ. Trong nhà máy cơ giới cũng có mấy người cứng miệng, dù bọn họ cứng miệng cứng xương thì tôi không tin vợ con bọn họ cũng cứng giống như thế. Bọn họ không sợ chẳng lẽ vợ con bọn họ cũng không sợ sao? Ừ, phương pháp thì tự lão suy tính, có điều thời gian này lão tự buộc chặt đuôi mình lại, đừng nhìn Lý Trường Giang im hơi lặng tiếng, người này không dễ chọc, danh tiếng văn nhân theo tôi thấy thì là tai họa, đừng vì chút lông gà lông vịt mà trì hoãn cuộc mua bán lớn của chúng ta. Hiểu chưa? Khóe miệng Khổng Kính Nguyên hơi giật giật, nói một cách lạnh lùng. Tôi hiểu rồi, Khổng ca. Mã Cam Sương liên tục gật đầu. Quyển 10, chương 57. Một đám người đang ngồi bàn bạc là điều Triệu Quốc Đống không hề biết. Công tác thu hồi nợ coi như đã xong, mặc dù mấy người Đằng Hoa Minh vẫn đang cố gắng nhưng chỉ là thêu hoa trên gấm. Đương nhiên có thể lấy được một đồng thì giảm bớt một đồng áp lực cho giai đoạn 2 năm sau. Nhật báo Hoài Khánh tháng 6 cũng đưa tin về phương án thu hồi nợ của công ty đầu tư tín dụng Hoài Khánh, phản ứng của xã hội coi như nằm trong phạm vi khống chế, cơ quan công an cũng chú ý sát sao xem có xuất hiện vấn đề gì hay không. Về vấn đề khai thác thương long dục, Triệu Quốc Đống cũng đang không ngừng trao đổi với hai tập đoàn kia, hy vọng bọn họ có thể phát huy sức ảnh hưởng của mình mà được trên tỉnh ủng hộ về hạng mục này. Ngày 30 tháng 4, Triệu Quốc Đống cùng một số người có quan hệ rất thân thiết bay lên Bắc Kinh tham gia lễ đính hôn. Quy mô buổi lễ không lớn nhưng người tới tham gia không hề đơn giản. Điều này làm cho Triệu Quốc Đống nhận thức rõ sức ảnh hưởng của Lưu Gia. Những nhân vật quan trọng của Lưu Gia về cơ bản đều có đủ. Trung tướng Lưu Trọng Bình, Phó Chính ủy quân khu Nam Kinh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh tỉnh Quế, Hứa Gia Ninh, Thường vụ tỉnh ủy. Trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh Lưu Đông Lưu Thác, Phó Bộ trưởng Bộ Năng lượng Lưu Nham có mặt. Mà những vị khách cũng có không ít, bao gồm Phó trưởng ban tổ chức cán bộ Trung ương Trương Nhược Cốc, Phó chủ nhiệm Tổng cụ chính trị Quách Tử Vinh, Phó tư lệnh quân khu Bắc Kinh Tề Hải Dương, Phó Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Phong, Phó chủ nhiệm Bộ Thương mại Mã Minh Sơn. Mà đại biểu bên phía Triệu Quốc Đống cũng không hề thua mấy. Bộ trưởng Bộ Năng lượng Thái Chánh Dương, Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh Kiềm Nam Liễu Đạo Nguyên, Trưởng ban số 7 Ủy ban Kỷ luật Trung ương Hùng Chính Lâm, Thường vụ Thị ủy thành phố An Đô, Bí thư Đảng ủy Chính pháp Lưu Triệu Quốc cùng với người nhà Triệu gia cùng với mấy người bạn thân thiết của Triệu Quốc Đống như Tương Uẩn Hoa, Vương Phủ Mỹ, Dương Thiên Bồi, Kiều Huy, Lôi Hướng Đông, Trịnh Kiện, Phòng Tử Toàn, Hứa Minh Viễn, Quế Toàn Hữu. Làm cho Triệu Quốc Đống vui mừng đó là Dương Thiên Minh cũng tự tới. Không khí khá vui vẻ, ngoài người thân trong nhà ra còn có không ít bạn bè thân thiết. Triệu Quốc Đống mặc Armani màu xanh nhạt trông khá bắt mắt, mà Lưu Nhược Đồng mặc chiếc váy đính hôn cũng càng xinh đẹp hơn. Hai người đứng cạnh nhau đúng là rất thích hợp. Lưu Kiều là người chủ trì buổi lễ nên chịu trách nhiệm giới thiệu Triệu Quốc Đống với mọi người. Quy mô bữa tiệc mặc dù không lớn nhưng khách cũng không ít. Triệu Quốc Đống cũng không hiểu mấy về người của Lưu gia, đối với bạn càng không quen. Rất nhiều người ngay cả Lưu Nhược Đồng cũng không quen, chỉ có thể thông qua Lưu Kiều mà biết. Quốc Đống. Đây là Lý Thúc công tác ở văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Kinh. Quốc Đống, lại đây, chị giới thiệu với em, đây là Vương Thúc đang công tác ở Bộ Tài chính, ngày sau em nếu. Khương Thúc, cháu giới thiệu với chú đây là Triệu Quốc Đống. Quốc Đống,
Khương Thúc đang công tác ở Tổng Công ty Thuốc Lá Quốc gia. Cùng ca, đây là Triệu Quốc Đống. Quốc Đống, cùng ca đang công tác ở Hiệp hội Giám sát Chứng khoán. Triệu Quốc Đống như một cái máy bị Lưu Kiều kéo chạy quanh. Hắn không biết cứ như thế này thì mặt mình có cứng nhắc lại hay không, nhưng đây là lễ phép cơ bản, hắn không thể không đi, còn phải cố gắng ghi nhớ khuôn mặt của mọi người vào, nếu ngày sau gặp ở đâu đấy thì phải phân biệt ra ngay. Liễu Đạo Nguyên và Hứa Gia Ninh thật ra có nhiều điểm chung. Hai vị chủ tịch tỉnh gặp mặt nhau ở hoàn cảnh này chính là cách để kéo gần khoảng cách của nhau. Hai tỉnh Kiềm, Quế vốn là nơi khá lạc hậu, hai người đều muốn làm như thế nào phát triển kinh tế của tỉnh mình nhanh hơn nên có nhiều tiếng nói chung. Đương nhiên đề tài không thể tránh khỏi Triệu Quốc Đống. Hứa Gia Ninh là con rể của Lưu Gia. Mặc dù y có quan hệ không quá thân với anh em Lưu Nham, nhưng vẫn có quan hệ tốt với nhà Lưu Nhược Đồng, nếu không y cũng không tới đây ngày hôm nay. Hứa Gia Ninh cũng biết hôn nhân của Lưu Nhược Đồng và Triệu Quốc Đống là do Lưu Nham làm mối. Nhưng y không hiểu mấy về Triệu Quốc Đống nên muốn thông qua Liễu Đạo Nguyên mà biết. Liễu Đạo Nguyên cũng không giấu giếm mà kể về những việc Triệu Quốc Đống đã làm từ khi còn làm ở ban quản lý khu khai phát Giang Khẩu, đến việc khi ở sở giao thông đã to gan mời nhà đầu tư bên ngoài đến khảo sát, cuối cùng xúc tiến việc liên doanh hai đường cao tốc là cao tốc An Du cùng cao tốc An Quế, sau đó đến nhận chức ở Ninh Lăng, Hoài Khánh. Hứa Gia Ninh rất ngạc nhiên vì hai đường cao tốc quan trọng nhất của tỉnh An Nguyên kia lại do một tay Triệu Quốc Đống xúc tiến. Lúc ấy Triệu Quốc Đống mới 25. 26 mà đã có hành động lớn như vậy thì y không khỏi đánh giá lại Triệu Quốc Đống. Về việc Triệu Quốc Đống cứu người trong cơn lũ được Trung ương tặng bằng khen thì Hứa Gia Ninh cũng rõ. Y chỉ có thể hình dung Triệu Quốc Đống là nhân tài trong chính trị. Nhưng nhân tài không có nghĩa là luôn thuận lợi, vô số ngôi sao chính trị dần suy sụp trong quan trường, phải xem anh có thể nắm chắc từng bậc thang mà tiến lên hay không. Phó trưởng ban tổ chức cán bộ Trung ương Trương Nhược Cốc lại khá ngạc nhiên khi Hùng Chính Lâm xuất hiện ở đây. Hùng Chính Lâm là vị trưởng ban bí ẩn nhất của Ủy ban Kỷ luật Trung ương, suốt ngày không thấy mặt mũi ở Bắc Kinh, nghe nói như một con sói chạy quanh bên ngoài, thậm chí còn có người gọi Hùng Chính Lâm là độc lang để hình dung y suốt ngày dẫn một tổ công tác chạy lung tung. Một khi Hùng Chính Lâm về Bắc Kinh tức là có người sẽ gặp nạn. Chẳng qua đối với Lưu Kiều thì cô khiếp sợ nhất chính là hai em trai của Triệu Quốc Đống. Cô đúng là không ngờ hai em trai của Triệu Quốc Đống lại là người sáng lập của tập đoàn Thương Lãng khổng lồ. Mặc dù hai anh em thường xuyên chỉ lộ mặt và không thể hiện mấy, nhưng cô ở thương trường mấy năm, hơn nữa lại cùng bạn bè tham gia cổ phần vào ngân hàng thương mại Ninh Ba thì thường xuyên mặc dù im hơi lặng tiếng nhưng cô vẫn nhận ra đó là chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn Thương Lãng. Mà người cao to kia không thể nghi ngờ là phó tổng giám đốc tập đoàn Thương Lãng Triệu Đức Sơn là người nổi tiếng trong giới giải trí vì luôn đi lại với ngôi sao. Chẳng qua giật mình là một chuyện nhưng Lưu Kiều biết bây giờ không phải là lúc hỏi vấn đề này. Bố mẹ Triệu Quốc Đống nhìn qua là người khá trung hậu, hai công nhân về hưu nên không quá thích ứng với hoàn cảnh này. Lưu Kiều cũng có thể hiểu được cảm giác của bố mẹ Triệu Quốc Đống. Hai má Lưu Nhược Đồng cũng cười quá nhiều nên hai má cứng nhắc, cô cầm tay Triệu Quốc Đống đi gặp bạn của hắn. Cũng may người của Triệu ra tới không nhiều, đương nhiên với bề trên thì Lưu Nhược Đồng cũng phải tới. Chẳng qua bố mẹ Triệu Quốc Đống khá thân thiện làm cô cũng yên tâm. Về phần chị em của Triệu Quốc Đống thì cô không quá để ý. Cô chỉ cảm thấy mấy người em của Triệu Quốc Đống không giống công nhân mà thôi. Đến lúc ăn tiệc thì hai người mới coi như thở phào nhẹ nhõm. Anh dễ dàng rồi phải không? Có phải là cảm thấy đã hoàn thành một việc khó khăn? Lưu Nhược Đồng mỉm cười với một người bạn đi ngang qua rồi nhỏ giọng nói với Triệu Quốc Đống. Em không phải như vậy sao? Đã có một tấm chắn để che đậy mọi người. Triệu Quốc Đống cũng đang phải cầm chén lên ra hiệu mời Lôi Hướng Đông cùng Trịnh Kiệt. Cũng như nhau mà, em nghĩ chúng ta có thể qua được chuyện phiền phức này rồi làm việc mình cần làm. Lưu Nhược Đồng cười nói. Em lại muốn ra ngoài làm nhiệm vụ. Triệu Quốc Đống từ tốn nói. Lưu Nhược Đồng nhíu mày rồi nhìn chằm chằm vào Triệu Quốc Đống. Anh biết gì, ai nói với anh? Cảm giác và lý trí nói với anh như vậy. Anh không ngu mà, em nghĩ mấy người họ hàng của em không biết ư. Biết và sẽ nói với anh ư. Triệu Quốc Đống thở dài nói. Một ngày vợ chồng nghĩa trăm năm, hai chúng ta mặc dù chưa kết hôn nhưng ít nhất có tình nghĩa, bên ngoài có nhiều sóng gió, em tự bảo trọng. Lưu Nhược Đồng nhìn Triệu Quốc Đống mà có chút kinh ngạc về sự mẫn cảm của đối phương. Không biết người này biết gì, chẳng qua cô tin hắn không phải người không biết giữ miệng. Hơn nữa cô cũng là nhân viên ngoại giao nghiêm chỉnh nên không lo điều này.
Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 35.